chào các thính giả thân mến trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số cho một chia sẻ gia đình vui vẻ sức khỏe dồi dào làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió cảm ơn bạn mời bạn bắt đầu nghe truyện võ vương từ nhỏ đến lớn có từng chịu quá khuất nhục như vậy hắn sẽ không tùy thời trả thù còn nữa nói hậu cung trừ bỏ hoàng hậu ở ngoài còn có Thái Hậu cùng Quý Thái Phi, Võ Vương không cơ hội động thủ, chính là bày mưu đặt kế Quý Thái Phi vì hắn ra khẩu khí này vẫn là có thể làm được, nhưng mà lúc này Võ Vương lại nói không phải hắn, kia sẽ là ai, Cảnh Vương nhìn chầm chầm Võ Vương, có thể hay không là Quý Thái Phi, Võ Vương lắc đầu, hẳn là không có khả năng, lời vừa nói ra, trong phòng nháy mắt an tĩnh xuống dưới, bốn vị thân vương biểu tình đều có chút khó coi, bọn họ trong tay như vậy nhiều thám tử, tiền triều hậu cung thế lực đều không yếu, nhưng lúc này lại có một loại thành có mắt như mù cảm giác, liền hoàng đế tại hậu cung bị đánh chuyện như vậy đều đến dựa suy đoán, dựa phán đoán, thả đoán tới đoán đi không có đầu mối, có hay không khả năng, thành vương trần chờ mà mở miệng, ánh mắt ở mặt khác ba người trên mặt đánh cái chuyển, mới đem chính mình hoài nghi hoàng chỉnh hỏi ra tới, có hay không có thể là hoàng hậu chính mình diễn một vở diễn. Chương 98 không tin nàng có thông thiên khả năng, Phượng Vương trầm mặt, Thành Vương trầm mặt, võ vương cũng trầm mặt, hoàng hậu chính mình thân thủ an bài một vở diễn, võ vương biểu tình âm trầm vài phần, nàng diễn này ra diễn mục đích là cái gì, hoàng đế bị thương tỉnh dưỡng, lâm anh bị trượng sát, hoàng hậu nhất cử kinh sợ trụ toàn bộ sùng minh điện người, cũng giam lỏng hoàng đế, thuận lý thành chương thành nhiếp chính hoàng hậu, thành vương mặt mày hiện lên suy nghĩ sâu xa, bắt đầu cân nhắc Yến Xuân đi bước một kế hoạch, trượng sát Yến Tuyết tắt trấn trụ hậu cung. Thế cho nên hoàng đế tỉnh dưỡng trong lúc, hậu cung phi tần không người dám đi thăm hoàng đế liền cái có thể nói lời nói người đều không có trong phòng một mảnh an tĩnh vi diệu mà quỷ dị không khí ở mấy người chi gian lưu chuyển võ vương ánh mắt hung ác nham hiểm suy tư thành vương nói loại này khả năng tính nếu yến xuân mục đích thật là buông rèm chấp chính chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ cảnh vương ngữ khí lạnh lùng cái kia giảo hoạt nữ nhân đem nam gia đích nữ đều lộng vào cung chính là cố ý đoạn tuyệt chúng ta cùng phủ thừa tướng nhất lên quan hệ thật sự là hảo thâm trầm tâm kế, Yến Xuân phía sau có nam gia cùng nhiếp chính vương, chúng ta cần thiết liên thủ mới có thể cùng nàng chống lại, làm nàng giả tâm khó có thể thực hiện được, Phượng Vương ngữ khí nhàn nhạt, một cái 18 tuổi nữ tử, ta cũng không tin nàng thực sự có thông thiên khả năng, tuy rằng đi mấy năm biên quan, có vài phần võ nghệ trong người, nhưng ở Phượng Vương xem ra, Yến Xuân đến nay ỷ vào bất quá là nàng sức trâu. Nam gia binh quyền đủ để trấn trụ cả triều văn võ đây cũng là các đại thần không dám cùng Yến Xuân cứng đối cứng nguyên nhân, rốt cuộc tánh mạng đáng quý, cương trực không sợ chết người có, nhưng cả triều văn võ lại có thể tìm ra mấy cái không sợ chết hạng người, nhưng mà liền tính Yến Xuân thủ đoạn cường ngạnh, thống trị triều chính lại tuyệt không phải chỉ có vũ lực là có thể giải quyết, ở giữa rắc rối phức tạp, rắc rối khó gỡ, hơi chút động thượng điểm tay chân, liền cũng đủ nàng sức đầu mẻ tráng, nghe nói nàng muốn cưỡng chế nộp của phi pháp tiền nợ. Võ Vương ngữ khí lạnh lẽo, "Ta đã muốn nhìn, Triều đình có ai dám tiếp nhiệm vụ này, ai tiếp ai chết?" Cảnh Vương đạm nói, "Chúng ta có thể từng người phái người thông tri Tạ gia, Trình gia, Phượng gia cùng Hoa gia, mặc kệ Triều đình gây nhiều ít áp lực cho bọn hắn, làm cho bọn họ cắn chết không có tiền, kéo, kéo dài tới yến xuân nhẫn nại hao hết mới thôi." Một nữ nhân, một cái bất mãn 20 tuổi nữ nhân, thật đúng là cho rằng cái này Triều đình dựa vào vũ lực là có thể chơi xoay chuyển động thật là cái chê cười thiên hạ như vậy đại thế gia nhiều như vậy bọn họ đảo muốn nhìn nàng như thế nào thu phục những cái đó trời cao hoàng đế xa khắp nơi bá chủ nàng tưởng đối bọn họ tứ vương thế lực từng cái đánh bại nằm mơ kiến xuân tạm thời không rảnh quan tâm bốn vị vương gia trong lòng ý tưởng cơm trưa lúc sau nàng cùng chúng thần ở cần chính điện nghị sự trừ bỏ vừa mới bị xử trí thẩm thượng thư ở ngoài lấy nam thừa tướng cầm đầu lục bộ thượng thư cùng tả hữu thị lan toàn bộ đúng chỗ kết quả này ở Yến Xuân đoán trước bên trong, nghị sự quá trình tổng thể tới nói còn tính vui sướng, mặc kệ ở đây chư vị đại nhân trong lòng suy nghĩ cái gì, ít nhất không lại cấp hoàng hậu ngột ngạc, nghị sự sau khi chấm dứt, các đại thần đang muốn theo thứ tự rời đi, bên ngoài một người ngự lâm quân vội vàng tới báo, khởi bẩm hoàng hậu bệ hạ, thẩm thượng thư phủ kê biên tài sản xuất hiện bạc 32 trương, hoàng kim 4 trương, còn lại ngọc khí, quý báu tranh chữ. Đồ cổ còn ở kiểm kê tính toán bên trong tề phó thống lĩnh mệnh thuộc hạ trước tới bẩm báo kê biên tài sản kết quả, giọng nói rơi xuống, ở đây quan viên không hẹn mà cùng mà hít ngược một hơi khí lạnh, này tương đương với núi vàng núi bạc xét nhà đoạt được, cũng đủ làm thẩm hãng văn cả nhà chết thượng một trăm lần, mọi người lặng yên nhìn về phía Yến Xuân. Lại bộ thượng thư bất động thanh sắc mà nắm chặt thu, nhìn xuống giơ tay lau mồ hôi động tác, quan phục hạ sớm đã chảy ra tinh miệng mồ hôi lạnh, bổn cung đã biết. Yến Xuân thần sắc đạm mạc, quay đầu nhìn về phía chờ ở một bên hồi lâu trần giáng sừng sững trần giáng sừng sững sau đó ngươi cùng nam ca cùng nhau dẫn người qua đi tề phó thống lĩnh kiểm kê xong lúc sau cùng các ngươi giao tiếp trần giáng sừng sững không người lĩnh mệnh thần tuân chỉ ở đây sở hữu quan viên bao gồm nam thừa tướng ở bên trong đều không hẹn mà cùng triều trần giáng sừng sững liếc đi liếc mắt một cái kê biên tài sản tham quan đoạt được tự nên xung nhập quốc khố đây là hộ bộ phụ trách sự tình cố tình bị xét nhà vị này đúng là hộ bộ thượng thư, hoàng hậu xẹt qua hộ bộ tả hữu thị lan, sai khiến Trần Giáng sừng sững cùng Nam ca qua đi giao tiếp. Rốt cuộc là tưởng đem Trần Giáng sừng sững điều đến hộ bộ, vẫn là mượn cơ hội này bồi dưỡng Nam ca, chương 99 đã chết đều không cho người sống yên ổn, hoàng hậu còn ở cần chính điện, nhân thọ cung, thái hậu dựa nghiêng phượng giường. Ánh mắt hơi liễm, thông thả ung dung mà dùng nắp trà nhẹ thổi mạnh nước trà thượng phù mạc, mỗi một động tác đều biểu hiện nàng cực hảo kiên nhẫn, đúng vậy. Từ ma ma gật đầu, cung kính đáp lời, hoàng hậu nói cơm trưa lúc sau muốn cùng các đại thần nghị sự, xem ra triều chính đại sự so thấy ai gia quan trọng. Thái hậu cười lạnh, ưu nhã suyết khẩu trà, một thân ung dung hoa quý, bất quá cũng bình thường, nàng có thể nâng đỡ một cái thấp kém giả dung huyên thượng vị, đủ thấy nàng lá gan đại, giả tâm cũng không nhỏ, từ ma ma đứng ở một bên, mày nhíu lại, nhưng là này cũng quá không đem Thái Hậu để vào mắt, xác thật chưa từng đem ai ra để vào mắt, nếu không nàng không dám động tỉnh sanh, Thái Hậu lạnh lùng cười, ngay sau đó hít mắt, thanh âm lộ ra âm u ý vị, bất quá so với tỉnh sanh, yến tuyết chi tử mới nhất chấn động nhân tâm, hậu cung kia vài vị mới tới, trước mắt chỉ sợ đều thành chim sợ cành cong, từ ma ma thần sắc khẽ biến, Thái Hậu nương nương. Nàng chưa nói khi nào có thể xử lý xong triều chính, giống nhau tiểu triều hội đều là một canh giờ tả hữu, Tháng trước hoàng thượng một mình chủ trì triều chính, không đến nửa canh giờ liền kết thúc, Từ Ma Ma nghĩ nghĩ, nhưng cần chính điện nghị sự, thời gian này liền có chút không tốt lắm nắm chắc, trước đó vài ngày là bởi vì các đại thần đều không nghe hoàng thượng, quân thần nghị sự đều là có lệ, ở triều điện thượng làm ngồi cũng xấu hổ, cho nên hạ triều tương đối sớm, mấy ngày nay có hoàng hậu ở, tình thế có điều chuyển biến, nhưng mà này tình thế biến hóa cũng quá lớn, Từ Ma Ma trong lòng nói thầm: Mỗi khi làm người cảm thấy hoàng hậu hành sự tác phong cường ngạnh ngang ngược khi, nàng đều có thể làm ra càng làm cho nhân tâm kinh trung sợ sự tình, từ ma ma. Thái hậu đem chung trà đưa cho cung nữ, trên mặt hiện lên suy nghĩ sâu xa, người nói Yến Xuân Lâm triều nghe báo cáo và quyết định sự việc nhất cử, là cho dạ dung huyên chống lưng sao, nếu tối hôm qua thượng sự tình không có phát sinh, nô tỳ khả năng sẽ như vậy cho rằng, từ ma ma cũng là có chút xem không hiểu nhưng hoàng hậu nếu thật là vì cấp hoàng thượng chống lưng, tối hôm qua thượng như vậy bạo nộ hung tàn hành động lại nên nói như thế nào, thái hậu không nói chuyện, trên mặt biểu tình sâu thẳm khó dò. Ngày ấy võ vương ở triều thượng nhục mạ hoàng đế, hoàng hậu đương trường sai người đem võ vương kéo đi ra ngoài trượng đánh một đốn, chuyện này chọc giận không chỉ có là quý thái phi, thái hậu nghe thế sự kiện khi, cũng là vừa kinh vừa giận, tuy rằng nàng không thích quý thái phi cùng võ vương, có thể tranh cả đời hai người kết quả là lại ai cũng không thắng, ngược lại tiện nghi một cái đê tiện tạp chủng, Thái hậu cùng Quý thái phi tâm tình là giống nhau, các nàng đều cảm thấy vẫn hận không cam lòng, đồng thời cũng hoàn toàn không hết hy vọng, bọn họ đều đang đợi, chờ giả dung huy ngày nào đó ở ngôi vị hoàng đế ngồi không đi xuống, chờ sự thật chứng minh tiên hoàng lựa chọn là cái sai lầm, chờ yến xuân cuối cùng vô pháp xong việc, nhưng mặc kệ kết quả là cái gì võ vương bị trượng đánh một chuyện đều làm thái hậu trong lòng không phải cái tư vị, nàng cảm thấy chính mình cùng quý thái phi là đối thủ, nhưng võ vương lại không tốt, cũng không nên bởi vì dạ dung huyên kia tiện loại mà bị phạt, ngày đó bọn họ có thể phạt võ vương, ngày sau là có thể đồng dạng đối đãi phượng vương, thái hậu vô pháp tiếp thu sự thật này, cho nên nàng cần thiết làm yến xuân thu liễm một ít, chính là không đợi nàng đi tìm hoàng hậu đâu. Tối hôm qua thượng lại đã xảy ra một kiện lại lần nữa đánh vỡ nàng nhận tri sự tình trượng sát hoàng đế bên người bên người công công. Thái hậu mặt mày lược hiện tối tâm, tâm tình cực kỳ phức tạp, hỏi, gần nhất trong triều các đại thần phản ứng như thế nào, các bộ đại thần chưa chính thức tỏ lòng trung thành, nhưng võ vương bị trượng đánh, rốt cuộc kinh sợ bọn họ, từ ma ma thở dài, nghe nói phượng vương ở trên triều đình đều bị hoàng hậu mấy lần dỗi đến không lời nào để nói, thái hậu nghe vậy, thần sắc càng thêm ám trầm chút, nàng chấp trưởng hậu cung nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ có người dám cho nàng nhi tử bị khinh bỉ ai gia tại hậu cung kinh doanh nhiều năm như vậy không dám nói thủ đoạn thông thiên tin tức linh thông vẫn là có thể làm được thái hậu lạnh lùng cười phanh gác xuống chung trà phượng vương ở tiền triều thế lực không nhỏ ai gia tại hậu cung đồng dạng không yếu nhưng nhiều năm như vậy qua đi ai gia cũng không dám sinh ra nhúng tay triều chính tâm tư hậu cung không được tham gia vào chính sự đây là tổ chế từ ma ma không người nói là hoàng hậu không hiểu đúng mực, còn cần thái hậu hảo hảo dạy dỗ mới là, thái hậu mặt mày hơi thâm, võ vương lần này ăn lớn như vậy mệt, tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu, từ ma ma gật đầu, võ vương kia kiêu ngạo ương ngạnh tính tình, sao có thể nuốt đến hạ này khẩu ác khí, thái hậu, thái hậu, bên ngoài một cái cung nữ vội vàng tiến vào, bùng quỳ trên mặt đất, không hảo, thái hậu nhíu mày, như thế la to, còn thể thống gì, nô tỳ biết tội. Cung nữ dập đầu, thật sự là tiền triều có đại sự xảy ra thái hậu nhíu mày lại làm sao vậy hoàng hậu hoàng hậu nương nương nàng hoàng hậu rốt cuộc làm sao vậy từ ma ma không vui mà nhìn nàng thái hậu trước mặt nói chuyện ấp a à ấp úng người này tiện mệnh không nghĩ muốn có phải hay không cung nữ hoảng hốt triệt để dường như toàn bộ toàn nói hoàng hậu nương nương tra được hộ bộ thượng thư ăn hối lộ trái pháp luật chứng cứ phái ngự lâm quân đi sao sao hộ bộ thượng thư gia cái gì thái hậu cả kinh ngồi dậy quay đầu nhìn về phía từ ma ma chuyện này ngươi không biết từ ma ma sắc mặt ngưng trọng vội vàng lắc đầu nô tỳ mới vừa đi phượng nghi cung khi hoàng hậu nương nương thoạt nhìn không có gì dị thường một chút đều không giống vừa mới xử lý quan viên bộ dáng thái hậu cung nữ chần chờ mà mở miệng còn có chuyện có thể hay không một lần nói xong nhiếp chính vương mới vừa rồi xuất hiện ở điện thượng nói nói tiên hoàng có di chiếu nếu hoàng thượng vô năng hoàng hậu có được nhiếp chính chi quyền, nhiếp chính vương còn đương trường đã bái hoàng hậu vì nhiếp chính hoàng hậu, thái hậu cứng đờ, trên mặt xanh trắng đang xen, cái này lão hôn quân, đã chết cũng không cho người sống yên ổn, chương một trăm thái hậu giá lâm, trần gián sừng sững, lần này tiến đến Ninh Châu trách nhiệm trọng đại, nhưng cũng nguy hiểm thật mạnh, người trong lòng nếu có điều cố kỵ, bổn cung sẽ không miễn cưỡng, cần chính điện. Yến Xuân nhìn trước mắt một thân màu lục đậm quan bào nam tử, ngữ điệu thanh lãnh bình tĩnh, mang theo vài phần uy nghiêm tự giữ. Vi thần thân là triều đình quan viên, ở này vị mưu này chính, nguyện thừa hoàng hậu bệ hạ ý chỉ, đi trước Ninh Châu hoàn thành sứ mệnh, trần gián sừng sững quỳ đến thẳng tắp, ngữ điệu trầm ổn, vi thần tâm không cố kỵ sợ, tất không phụ hoàng hậu tín nhiệm, muôn lần chết không chối từ, Yến Xuân khóe miệng tràn ra một nụ cười nhẹ, bổn cung không cần ngươi muôn lần chết không chối từ, chỉ cần ngươi không sợ là được, trần Giáng sừng sững nói, tạ hoàng hậu bệ hạ tiến đến ninh châu đường xá xa xôi ngươi không cần sốt ruột yến xuân không nhanh không chậm mà nói trên đường sẽ có người không chừng khi mà đem tin tức truyền lại cùng ngươi tinh tế hiểu biết ngô gia rắc rối khó gỡ thế lực cùng sở hữu ác hành lúc sau lại theo kế hoạch hành sự cũng là không muộn thần tuân chỉ đi về trước chuẩn bị đi yến xuân nói bổn cung sẽ cho ngươi bị đủ nhân thủ ba ngày sau xuất phát là thần cáo lui trần giáng sừng sững đứng dậy rời đi Yến Xuân đứng lên, đi đến cửa điện chỗ, nhìn Trần Giáng sừng sững rời đi thân ảnh, thon gầy đỉnh bạc, văn nhã ôn nhã, một cái dung hợp cương trực cùng ôn nhuận tứ phẩm văn thần, là nàng quyết định chính mình cầm quyền lúc sau, cái thứ nhất chân chính trọng dụng người. Nam ca đứng ở Yến Xuân bên trái dựa sau vị trí, hắn hẳn là sẽ không làm hoàng hậu thất vọng, bổn cung cũng như vậy tưởng. Yến Xuân đạm cười, bước đi bước ra cửa điện, chúng ta cũng nên đi trở về, Nam ca an tĩnh mà đuổi kịp mới vừa trở lại Phượng Nghi Cung, Yến Xuân một thân triều phục còn không có thay thế, liền nghe bên ngoài có người hô lớn, Thái hậu nương nương giá lâm, Phượng Nghi Cung trong ngoài, cung nhân động tác nhất trí quỳ xuống, Yến Xuân thông thả ung dung mà rút đi Phượng bào, thay một thân rộng thùng thình nhẹ nhàng quần áo, vừa lúc Thái hậu đi đến, thấy một màn này, nhíu mày, từ xưa hậu cung không được tham gia vào chính sự, Hoàng hậu là không biết cái này quy củ. Vẫn là biết rõ không thể vì mà càng muốn vì này, yến xuân sai người phụng trà ngay sau đó ở phượng trên giường ngồi xuống biết rõ không thể vì mà làm sự tình lại không ngừng này một kiện thái hậu đã sớm nên thói quen không phải sao vẫn là câu nói kia tây sở khai quốc tới nay còn chưa bao giờ có cung nữ sinh nhi tử có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế cố tình yến xuân liền nâng đỡ một cái cung nữ sinh ngồi trên ngôi vị hoàng đế chuyện này là thái hậu quý thái phi cùng thuộc thái phi ba người trong lòng đau cùng hận các nàng cơ hồ hận chết yến xuân Dạ Dung Huyên đăng cơ chiêu cáo một cái các nàng không nghĩ thừa nhận sự thật. Ba cái tại hậu cung trung đấu cả đời nữ nhân, phút cuối cùng lại bại bởi một cái miệng còn hôi sữa nha đầu thúi, cái này làm cho các nàng cảm thấy sỉ nhục. Nếu nói truyền ngôi cấp Dạ Dung Huyên chỉ là tiên hoàng ý tứ, hoàn toàn không có Yến Xuân từ giữa gian lận, Yến Xuân chỉ là một đại gia tộc ra tới, tiếng cung vi hậu tiểu hoàng hậu, các nàng ba cái ở thâm cung nửa đời người nữ nhân, đắn đo nàng liền cùng đắn đo một con con kiến giống nhau đơn giản cố tình cái này hoàng hậu lá gan đại đến muốn chết, cường thế đến phản phất không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, kiêu ngạo ương ngạnh sợ có người không biết dường như, làm nhân khí đến tâm can tỳ phổi đều đau. Thái hậu không nghĩ cùng nàng tranh chấp, tranh thắng thắng chi không võ, tranh thua mặt mũi mất hết, nàng ở Yến Xuân đối diện ngồi xuống, áp lực cảm xúc nói, ai ra hôm nay lại đây, là nghe nói gần nhất trong cung đã xảy ra một ít việc, Yến Xuân uống ngụm trà, thần thiết hiện giờ thân là hoàng hậu, hậu cung phát sinh sự tình đều có thể xử lý, tiền triều phát sinh sự tình cũng có thể trợ giúp hoàng thượng giải quyết một vài, không dám lao động thái hậu tự mình lại đây hỏi ý, thái hậu nắm chung trà tay hơi khẩn, hoàng hậu năng lực cố nhiên không tồi, nhưng là trong cung không thể so bên ngoài, hoàng hậu rốt cuộc tuổi còn nhỏ chút, làm việc khó tránh khỏi không màng đại cục, yến xuân chậm rãi gật đầu, người trẻ tuổi chính là điểm này hảo, không cần thời khắc nghĩ chu toàn, nếu trước sợ sói, sau sợ hổ, cố kỵ quá nhiều hoàng thượng chỉ sợ ngồi không thượng vị trí này những lời này quả thực là cầm đao hướng thái hậu ngực trát thái hậu nhậm là tái hảo tu dưỡng lúc này cũng nhịn không được xanh cả mặt ý cười thoạt nhìn đều như là từ răng phùng bài trừ tới dường như hoàng hậu hiện giờ là hoàng thượng chính thê hậu cung chi chủ lý phải là hiền huệ ổn trọng một ít động một chút tức giận trừng trị người khác sẽ chỉ làm nhân tâm giật mình với hoàng hậu thủ đoạn tàn nhẫn lòng dạ hẹp hòi ngày sau sợ là sẽ ảnh hưởng lớn thần nhóm đối hoàng thượng trung thành độ, thái hậu nhiều lo lắng. Yến Xuân một bộ hảo tính tình bộ dáng, kiên nhẫn cùng nàng giải thích, nhưng phàm là thần thiếp ra tay chèn ép, kia nhất định là không thể vì hoàng thượng sử dụng người, hoặc là ngu xuẩn vô năng hạng người. Loại người này liền tính lưu tại trong triều cũng khó làm đại nhậm, ra tay trừng trị bọn họ, vừa lúc có thể tạo được giết gà dọa khỉ tác dụng, dừng một chút, Yến Xuân hơi hơi mỉm cười, ngày sau nếu có trung thành và tận tâm lại có khả năng trác tuyệt người, thần thiếp sẽ tự dụng tâm thu phục, làm cho bọn họ không có nỗi lo về sau mà thế triều đình làm việc, vì thiên hạ bá tánh làm việc, thái hậu hô hấp dùng dập, cho nên hoàng hậu ý tứ là, võ vương bất kham trọng trách, võ vương. Yến Xuân trên mặt hiện lên ngạc nhiên, nguyên lai thái hậu là vì võ vương mà đến, thái hậu nhíu mày không nói, võ vương là cái ngoại lệ. Yến Xuân đạm nói, hắn ở triều thượng công nhiên nhục mà hoàng thượng, thần thiếp không phạt hắn như thế nào lập uy. chẳng lẽ hoàng thượng bị hắn chỉ vào cái mũi mắng cũng chỉ có thể chịu đựng. chương một trăm linh một hai quốc tới nay lớn nhất chê cười. thái hậu đương nhiên không để bụng võ vương bị đánh. nàng để ý chính là yến xuân đối võ vương động thủ chuyện này ý nghĩa cái gì. quý thái phi mẫu tử thân phận so với thái hậu cùng phượng vương tuy có đích thứ khác biệt nhưng ở lúc ấy tranh trữ tranh đến chết đi sống lại thời điểm hai bên thế lực cơ hồ xem như lực lượng ngang nhau. Huống chi mặc kệ như thế nào tính, quý thái phi sinh võ vương đều so giả dung huyên tôn quý đến nhiều, Yến Xuân hôm nay dám sai người trượng đánh võ vương, ngày mai liền dám dùng đồng dạng phương pháp hoặc là thủ đoạn đối phó phượng vương cùng mặt khác thân vương. Chuyện này trung sở để lộ ra tới tin tức là cái gì? Là hoàng hậu to gan lớn mật, tàn nhẫn độc ác, lãnh khóc vô tình. Là hoàng hậu chút nào không màn toàn đại cục, xúc động lỗ mãn, không chút nào nương tay mà diệt trừ dị kỹ. Một lần, hai lần, ba lần cả triều văn võ liền tính sẽ không bị dọa phá gan, cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ sinh ra sợ hãi, trong triều đại thần đều là lấy ít lợi vì trước, một khi có sợ hãi, còn dám cùng nàng chống lại sao, Yến Xuân. Thái hậu thật sâu hít một hơi, áp xuống sở hữu cảm xúc dao động, lấy một loại bình tĩnh đến gần như vô tình ngữ khí nhắc nhở nàng, ngươi thân là hoàng hậu, lý phải là thông dong rộng lượng, khoan dung tài đức sáng suốt, nếu không chỉ sợ có tổn hại quốc mẫu thanh danh. Yến Xuân mặt vô biểu tình mà uống ngụm trà, võ vương ở điện thượng công nhiên nhục mạ hoàng thượng, xác thật nên đánh, nếu là tiên đế còn trên đời, loại này hành vi trực tiếp bị cướp đoạt thân vương tước vị, đánh vào thiên lao đều không quá, thái hậu lời nói thấm thía mà mở miệng, nhưng là thân là hoàng hậu, hoàng đế chính thê, người có phải hay không hẳn là càng hiền huệ khoan dung một ít, thần thiếp tự cho là còn tính hiền huệ. Yến Xuân buông chung trà, khóe miệng hiện lên một mặt mỉa mai, hoàng thượng đăng cơ còn không đủ ba tháng, thần thiếp đã cho hắn tuyển bốn cái phi tần, hiện giờ còn có một vị cũng sắp tiến cung, thái hậu cảm thấy thần thiếp còn chưa đủ hiền huệ, thái hậu chịu đựng cười lạnh xúc động, âm u nói, chính là ai gia nghe nói ngươi đối hoàng thượng động thủ, phiến hoàng thượng cái tác. Đơn giản là Hoàng thượng cùng Lâm Vân Châu ở ngự thư phòng tán tỉnh, Yến Xuân ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt có chút không thể tưởng tượng, Thái hậu cảm thấy ở ngự thư phòng tán tỉnh là chính xác, Thái hậu một nghẹn. A Gia không phải ý tứ này, ngự thư phòng là xử lý triều chính địa phương, túc mục trang nghiêm, đại biểu cho hoàng đế tuyệt đối quyền uy, không phải dùng để pha trộn dơ bẩn nơi, Yến Xuân ngữ khí sắc bén một ít, thần thiếp vẫn luôn nhắc nhở hoàng thượng, lâm hạnh phi tần nên đi hậu cung, hoặc là truyền chỉ triệu kiến, quả quyết không nên ở ngự thư phòng trang nghiêm thần thánh nơi làm bậy, thái hậu lạnh nhạt nói, ngươi ngày đó sáng sớm dẫn người vọt vào lưu vân điện, rót vân phi thuốc tránh thai lại là sao lại thế này. Yến Xuân nhíu mày, Thái hậu đây là nghe ai nói, ai gia tự nhiên, này đó lời đồn đãi đều là thần thiếp cố ý làm người thả ra đi. Yến Xuân nhàn nhạt nói, Thái hậu không cần tẩn tin, Thái hậu thần sắc khẽ biến, một đôi mắt cắt cao nhìn chầm chầm Yến Xuân, Hoàng thượng không gần nữ sắc, thần thiếp cho nàng tuyển như vậy nhiều gia thế trong sạch, thả đều là trong triều trọng thần nhà nữ nhi vào cung. Gần nhất là vì cấp hoàng tộc khai chi tán dịp, thứ hai cũng là tưởng giúp hoàng thượng mượn sức triều thần, nhưng hoàng thượng chết sống không muốn đặt chân hậu cung, Yến Xuân thả lỏng thân thể, nghiêng nghiêng dựa chỗ tựa lưng, hoàng thượng trong lòng chỉ có Yến Tuyết, bổn cung trái tim băng giá đến cực điểm, thái hậu híp híp mắt, bất động thanh sắc mà quay đầu nhìn thoáng qua từ ma ma, từ ma ma cũng là buồn mực, chẳng lẽ đây mới là hoàng hậu vội vã đem Yến Tuyết trượng giết lý do, Yến Xuân khóe miệng gợi lên cười lạnh, thần thiếp trong lòng rõ ràng. Hoàng thượng là đối thần thiếp xử lý yến tuyết sự tình lòng có bất mãn, nhưng Yến Tuyết hành vi có tổn hại, bổn cung không đem nàng đuổi ra cung đi đã là võng khai một mặt, tống cổ nàng đi thanh thu điện sao kinh tỉnh lại càng là xem ở tỉ muội một hồi phân thượng. Nhưng hoàng thượng đều làm chút cái gì, trọng đi gặp lén một cái không bị kiềm chế nữ nhân, bên người liền cái theo bảo vệ đều không mang theo, nửa đêm canh ba bị người đánh lén, đánh đến cả người là thương, quả thực là tây sở khai quốc tới nay lớn nhất chê cười, một phen lời nói lạnh lùng sắc bén, khí thế mười phần, thái hậu giật giật miệng nhất thời cũng không biết nói nên nói cái gì hảo nàng hôm nay là tới hưng sư vấn tội không nghĩ tới yến xuân sẽ như thế cường thế đương nhiên càng có rất nhiều đối hoàng thượng mãnh liệt bất mãn tuy trong lòng bán tính bán nghi vô pháp phán đoán yến xuân lời này rốt cuộc là thiệt tình tức giận vẫn là cố làm ra vẻ nhưng không thể nghi ngờ nàng rất vui thấy yến xuân cùng hoàng thượng chi gian sinh ra ngăn cách hoàng đế mới vừa đăng cơ liền như thế đối đãi yến xuân Thậm chí không hề có một quốc gia chi gian nên có khí độ cùng đảm đương, Yến Xuân trái tim băng giá thất vọng cũng là bình thường, tốt nhất ở hoàng đế ngồi ổn ngôi vị hoàng đế phía trước, hai người liền xé rách mặt trở mặt thành thù mới hảo, cứ như vậy, có lẽ Yến Xuân sẽ lựa chọn từ bỏ giả dung huyên, một lần nữa nâng đỡ một vị hoàng đế, trong lòng hiện lên cái này ý tưởng, thái hậu trên mặt không vui cảm xúc chậm rãi thu lên, hoàng hậu trong lòng ủy khuất, ai da kỳ thật cũng minh bạch, Yến Xuân trên mặt như tráo sương lạnh, nghe vậy bỗng nhiên liền trầm mặt xuống dưới, mặt mày nổi lên mỏi mệt tối tâm chi sắc, mặc kệ là hoàng tộc vẫn là bên ngoài thế gia đại tộc, đối với chính thê yêu cầu đều cực nghiêm, chẳng những yêu cầu gia thế hiển quý trong sạch đích nữ, càng quan trọng là cần thiết đoan trang hiền thục, khoan dung rộng lượng, muốn dung người khác không thể dung việc. Thái hậu nói, nhịn không được đi theo thở dài, ai gia cũng là từ ngươi lúc này lại đây. Biết rõ làm tốt hoàng hậu không phải một việc dễ dàng, Tiền Triều hậu cung nhiều ít đôi mắt nhìn chầm chầm đâu, Yến Xuân Yên lặng nhìn nàng một cái, thậm chí là có lệ mà ứng một câu, Thái hậu nói được là, "Chương hai ngươi có nghe ai gia nói chuyện sao? Chính mình trưởng phu phong lưu hoa tâm, đến nhẫn, bởi vì ngươi là hoàng hậu." Thái hậu tiếp tục thao thao bất tuyệt, "Hoàng thượng sinh khí, ngươi đến Trấn An, muốn cho hắn lấy gia quốc làm trọng, hoàng thượng gặp được phiền não việc, ngươi nếu muốn biện pháp thế hoàng thượng bài ưu giải nạn, đây đều là hoàng hậu phân nội chức trách." yến xuân không chút để ý gật đầu chẳng những muốn nhẫn muốn trấn an còn muốn cười khuyên hắn đi lâm hạnh khắc phi tần nhớ tới năm đó ai gia cũng không biết chính mình là như thế nào lại đây hoàng thượng tam cung lục viện lâu lâu tiếng tân nhân mập ốm cao thấp các loại phong tình đều có đề phòng cái này phòng không được cái kia thân là chính cung hoàng hậu còn cần thiết cưỡng bách chính mình rộng lượng chẳng sợ mỗi tháng chỉ có mùng một mười lăm lượng thiên có thể cùng hoàng thượng một chỗ cũng không thể tranh giành tình cảm yến xuân liễm mắt nhàn nhã mà thưởng thức móng tay thượng đồ đang hồng nhan sắc đỏ tươi xinh đẹp xứng với trắng nõn kiều nộn ngón tay thật là càng xem càng thích thái hậu bla bla nói càng nói càng cảm thấy chính mình một đường gian khổ sau đó trong lòng liền không tự chủ được mà sinh ra cáu giận cảm xúc cáu giận nửa đường sát ra yến xuân cái này có mắt không trồng nữ nhân sinh sôi đem nguyên bản nên thuộc về phượng vương ngôi vị hoàng đế cướp đi làm một cái ngu xuẩn mà đê tiện đồ vật ngồi trên ngôi vị hoàng đế, làm hại nàng nhiều năm trù tính tính kế chung thành không, bị một cái đê tiện đồ vật đoạt đi rồi ngôi vị hoàng đế. Nữ nhân này thật là đáng giận đến cực điểm, Thái hậu thật sâu hít một hơi, áp xuống trong lòng căm hận, ngẩng đầu nhìn về phía Yến Xuân Khi, lại phát hiện nàng căn bản không có đang nghe chính mình nói chuyện, nàng biểu tình chợt trầm hạ, hoàng hậu, Yến Xuân ánh mắt khẽ nâng, ân, ngươi có nghe ai ra nói chuyện sao? Thái hậu không vui, ai gia vừa rồi nói những cái đó, ngươi nhưng nghe rõ, thần thiếp lỗ tai lại không biết, tự nhiên nghe thấy thái hậu nói gì đó. Yến Xuân đạm đạm cười, thái hậu tiếp tục, thái hậu biểu tình tối tâm, ai gia nói gì đó, thái hậu nói chính mình rộng lượng. Yến Xuân nói gật đầu, thái hậu xác thật rộng lượng, quý phi mẫu tử cùng thuộc phi mẫu tử đến nay đều còn sống được hảo hảo, liền đủ thấy thái hậu nương nương lòng dạ rộng lớn, tâm địa thiện lương thần thiếp lý phải là lấy Thái hậu vì tấm gương, Thái hậu sắc mặt ẩn ẩn phát thanh, nếu có thể lựa chọn, nàng hận không thể đem quý phi mẫu tử cùng thuộc phi mẫu tử toàn bộ xử tử, Yến Xuân những lời này rốt cuộc là khen nàng rộng lượng, vẫn là cười nhạo nàng vô năng, nàng nhịn không được lại thật sâu hít một hơi, khắc chế chính mình sắp bạo nộ tính tình, bất quá hoàng thượng xác thật kỳ cục. Nàng nhíu mày, kịp thời xoay chuyện, hắn mới vừa đăng cơ không lâu, ngươi cũng vừa tiến cung không lâu, rõ ràng vẫn là tân hôn yến nhĩ tiểu phu thê, như thế nào có thể bởi vì một cái không bị kiềm chế nữ tử ly tâm, yến xuân giữa mày nhẹ khóa, sâu kín thở dài, ai, hoàng thượng thương thế như thế nào? Thái hậu rốt cuộc hỏi nhất nên quan tâm vấn đề, yến xuân nói, yêu cầu tỉnh dưỡng một đoạn thời gian, thái hậu trầm mặt mà nhìn yến xuân, đây là một người tuổi trẻ mỹ lệ lại tàn nhẫn độc ác nữ nhân, trượng sát lâm anh cùng yến tuyết, chút nào không bận tâm hoàng đế mặt mũi. Quan trọng nhất chính là, nàng làm sao dám như thế tàn nhẫn không để lối thoát đến tột cùng là ngu xuẩn xúc động vẫn là tự tin mười phần thái hậu trong lòng hơi trầm xuống nhàn nhạt mở miệng tuy nói ngươi là khó thở dưới mới trưởng giết lâm anh nhưng hắn rốt cuộc là hầu hạ hoàng thượng người ngươi như vậy giết hắn hoàng thượng liền không có một chút bất mãn yến xuân không có trả lời vấn đề này mặt mày rõ ràng mỏi mệt thần thiếp tối hôm qua một đêm không ngủ mới vừa rồi lại ở cần chính điện xử lý nửa ngày chính vụ thật sự không tin lực lại bồi thái hậu nhiều liêu, thái hậu thần sắc hơi cương, hoàng hậu triều thái hậu hạ lệnh trục khách, đại đệ cũng là sử thượng hiếm thấy đi, bất quá yến xuân biểu tình sắc thật mệt mỏi, không giống ngụy trang, thái hậu ánh mắt ám ám, đứng lên, một khi đã như vậy, ai gia liền không nhiều lắm làm phiền, cung tiễn thái hậu. Yến xuân đứng dậy, đưa nàng đến cửa đại điện, yến xuân. Thái hậu quay đầu tới, mặt mày uy nghi đốn sinh, tỉnh sanh tuy là phượng vương trắc phi, nhưng rốt cuộc là ai gia cháu họ gái nhi, nàng xuất thân thương nhân nhà, còn không quá thói quen hoàng tộc quy củ, về sau nếu có mạo phạm ngươi địa phương, mong rằng ngươi có thể nói cho ai gia, ai gia sẽ tự hảo hảo trách phạt nàng, chương 103 binh giả, quỷ nói cũng, Yến Xuân hơi hơi nhướng mày, Thái hậu ý tứ là nói, thần thiếp không có trừng phạt nàng quyền lực, Thái hậu không dự đoán được nàng như thế trắng ra, theo bản năng mà nói, ai gia không phải ý tứ này, nhưng là, phượng vương trắc phi không hiểu lễ nghĩa thần thiếp sẽ tự giáo nàng hiểu được quy củ yến xuân tiến nói đạm mạc huống chi nàng làm trò như vậy nhiều người mặc tùy ý chống đối thần thiếp hoàn toàn không đem thần thiếp cái này hoàng hậu để vào mắt thần thiếp nếu là không phạt nàng về sau mặt khác quý nữ quận chúa đều sẽ có học có dạng mong rằng thái hậu lý giải thái hậu phía sau từ ma ma không nhịn xuống nhìn yến xuân liếc mắt một cái ngay sau đó tế không thể sát mà nhăn lại mi hoàng hậu lại là như thế cường ngạnh sao quả nhiên một chút quy củ đều không có, ở Thái Hậu trước mặt không hiểu đến vu hồi, nói chuyện ngữ khí như vậy ngạnh, khó trách Hoàng thượng không mừng, cái nào nam nhân không thích kiều kiều nhược nhược nữ tử, ngược lại thích một cái nơi chốn cường thế bá đạo nữ nhân, Hoàng hậu ý tứ ai ra xem như minh bạch. Thái Hậu cười cười, ý cười cũng không thân thiện, về sau có cái gì không hiểu địa phương, tùy thời đi nhân thọ cung. A gia sẽ hảo hảo nói với ngươi nói nói, Yến Xuân gật đầu, Thái hậu đi thông thả. Thái hậu không nói cái gì nữa, xoay người mang theo nàng ma ma cùng các cung nữ rời đi phượng nghi cung. Yến Xuân đứng ở điện dưới bậc, nhìn theo các nàng rời đi, đợi cho Thái hậu đi ra cửa cung, ngồi trên ngự liễn khởi giá, nàng mới xoay người bước lên bậc thang, chậm rãi bước vào cửa cung, nam ca. Yến Xuân thanh âm thanh thản chơi lười, đông noãn các mang lên bàn cờ, hai chúng ta đánh cờ một ván, nam ca cười nhạt, đúng vậy, hai người một trước một sau bước vào đông noãn các, ai cũng không đem thái hậu đã đến để ở trong lòng ngại với quy củ yến xuân nguyện ý cho nàng mặt ngoài tôn trọng nhưng thái hậu kinh nghiệm phong phú lại như thế nào cầm quyền nhiều năm như vậy không làm theo là cái thủ hạ bại tướng nếu nàng bản lĩnh cùng thủ đoạn thật có thể uy hiếp đến yến xuân hôm nay ngồi ở ngôi vị hoàng đế người trên liền không phải giả dung huyên bất quá nói trở về yến xuân ở phía trước cửa sổ trên giường ngồi xuống an tĩnh mà nhìn nam ca bưng tới bàn cờ bãi ở trước mặt bàn dài thượng nhíu mày, bên ngoài thượng dựa sát Thái Hậu, làm cho bọn họ cho rằng ta tùy thời có đổi đi hoàng đế khả năng, có lẽ có thể làm Phượng Vương tạm thời vì ta sử dụng, làm cho bọn họ nhìn đến một chút hy vọng, liền sẽ trục hy vọng mà đi. Chí cao vô thượng đế vương chi vị đối với này đó các hoàng tử tới nói, vĩnh viễn là một cái vô pháp kháng cự dụ hoặc, ta cũng là như vậy tưởng. Nam ca gật đầu, nương nương liền tính như thế nào lợi hại, rốt cuộc chỉ có một người, không có khả năng đồng thời cùng mọi người là địch, cho nên nên trấn an có thể tạm thời trấn an. Quan trọng nhất chính là không thể làm cho bọn họ liên thủ, hẳn là từng cái đánh bại mới là, binh giả, quỷ nói cũng, giống thật mà là giả, ba phải cái nào cũng được, lẫn lộn đối thủ sức phán đoán, làm cho bọn họ nhìn đến ít lợi ở phía trước, cố tình vĩnh viễn bắt giữ không đến, Yến Xuân ừ một tiếng, không chút để ý hỏi, tần gia cái kia thứ nữ thế nào, tần gia chủ mẫu không phải cái dễ đối phó. Nam ca nói, bất quá quý tộc cùng quan lại nhà cho tới nay đích thứ rõ ràng, thứ nữ địa vị thấp vốn không phải cái gì nhưng chỉ trích sự tình, nhưng tần phu nhân cái kia cháu trai, tần phu nhân cháu trai. Yến Xuân ngước mắt xem nàng, không đáng tin cậy, Nam ca gật đầu, trên mặt hiện lên chán ghét chi sắc, một bộ sắc dục huân tâm bộ dáng, ở tầng gia hẳn là không thiếu đối tầng yêu nhiêu vô lễ, Yến Xuân trầm tư, tần phu nhân cháu trai vẫn luôn sống nhờ ở tầng gia, hẳn là. Nam ca gật đầu, xong việc ta sai người hỏi một chút, nghe nói là vì năm nay kỳ thi mùa thu mà đến, tân đế đăng cơ sẽ tăng khai ân khoa. Các nơi kỳ thi mùa thu sau khi chấm dứt, trung bản học sinh liền phải vào kinh tham gia năm sau kỳ thi mùa xuân. Kỳ thi mùa thu ở 9 tháng, còn có nửa năm. Ngụy Tử Hành không ở địa phương dự thi, hẳn là vì vào kinh bái một cái càng tốt lão sư, rốt cuộc kinh thành quyền quý nhiều, bái lão sư tên là lão sư, kỳ thật là dựa vào sơn cùng quyền lực hắn liền tính đi thi dựa theo quy củ cũng nên tham gia địa phương thi hương trung bản lúc sau quá xong năm đầu xuân vào kinh mới đúng yến xuân nhíu mày bất quá đã có trưởng bối tại đây đến kinh thành cầu học cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình nhưng người này như thế phẩm hạnh liền tính tài hoa hơn người học phú ngũ xa cũng trăm triệu không tư cách vào triều nếu không đó là tai họa bá tánh làm ác một phương nam ca gật đầu ta sẽ chú ý hắn tuyệt không sẽ xuất hiện ở trung bản học sinh danh sách thượng chương 104 giá lâm nhiếp chính vương phủ, ban đêm đèn cung đình sáng ngời mà nhu hòa, chiếu rọi nhắm mắt dưỡng thần nữ tử, dung nhan trắng nõn tinh xảo, thanh quý lười biếng sở hữu cường thế cùng bá đạo đều ở ban đêm rút đi, thay thế chính là độc hưởng yên tĩnh khi chơi lười mệt mỏi, dung ẩn. Yến Xuân mở miệng, liền thanh âm đều là quyện quyện, một bộ tùy thời ngũ ngữ khí, có thuộc hạ, ngày mai hạ triều lúc sau. Ngươi theo ta đi nhiếp chính vương phủ đi một chuyến, Yến Xuân mở miệng, nghe không có gì đặc biệt cảm xúc biểu lộ, ta đối nhiếp chính vương có một chút lòng hiếu kỳ, một lát trầm mặt, Yến Xuân mở mắt ra, nghiêng đầu xem hắn, làm sao vậy, không? Dung ẩn đầu rũ thấp một ít, đúng vậy, Yến Xuân thanh âm bình tĩnh, ngẩng đầu, Dung ẩn hơi mặt, ngay sau đó hơi hơi nâng lên chính mình mặt, đôi mắt lại trước sau là buông xuống, vẫn duy trì tuyệt đối cung kính tư thái, Yến Xuân tinh tế mà đánh giá hắn mặt. Dung ẩn không thể nghi ngờ là sinh đến cực hảo xem, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt giống như điêu khắc lạnh lùng, một đôi trầm hắt đôi mắt vĩnh viễn bình tĩnh không gợn sóng, dung nhan tuấn mỹ, lại trước sau phía một tầng đạm mạc hàng quang, lộ ra người sống chớ gần hơi thở. Yến Xuân từ lần đầu tiên thấy hắn đến bây giờ, liền không gặp hắn từng có cái gì cảm xúc dao động, trên người cũng vĩnh viễn một bộ tượng trưng cho ảnh vệ thân phận màu đen áo đơn. Lúc này nàng lại bỗng nhiên sinh ra một cái ý tưởng, dung ẩn nếu mất khống chế. Sẽ là bộ dáng gì? bất quá cũng chỉ là ngẫm lại thôi. Huấn luyện có tố ám vệ, cảm xúc không ngoài lộ là cơ bản nhất yêu cầu, mà trải qua nhiều năm huấn luyện, thiên phú tối cao, bản lĩnh mạnh nhất nhân tài có thể ngồi trên ám vệ thống lĩnh vị trí, hắn sao có thể mất khống chế. Yến Xuân đạm nói, đi nghỉ ngơi đi, đúng vậy, Yến Xuân một người nằm ở trên giường, khóe miệng xẹt qua một mặt tế không thể sát độ cung, mất khống chế dung ẩn nàng xác thật chưa thấy qua người này từ thiếu niên thời kỳ liền biểu hiện ra phi giống nhau ý chí trên mặt như là mang một tầng mặt nạ vĩnh viễn Quy không thấy một chút cảm xúc biểu lộ nếu về sau có cơ hội này yến xuân lúc này căn bản không thể tưởng được nàng cho rằng cường hãn lạnh lùng như núi cao không kinh dung ẩn sự thật xa không bằng nàng trong tưởng tượng như vậy lạnh nhạt trầm ổn không sao hạ triều lúc sau đương nàng mang theo dung ẩn ra cung đi trước nhiếp chính vương phủ khi trầm mặt như bóng dáng đi theo phía sau dung ẩn như là có cái gì cố kỵ dường như, thuộc hạ đi trước thông tri nhiếp chính vương tiếp giá, thông tri nhiếp chính vương tiếp giá, Yến Xuân biểu tình vi diệu, thuận miệng vừa hỏi, vạn nhất nhiếp chính vương đem chúng ta oanh ra tới làm sao bây giờ, sẽ không? Dung ẩn cúi đầu, hắn đối chủ tử không có địch ý, phải không? Ra cửa cung, Yến Xuân bước xuống phượng liễn, xoay người thượng chờ ở ngoài cung xe ngựa, không có địch ý không đại biểu hắn liền sẽ cho ta mặt mũi. Huống hồ nhiếp chính vương luôn luôn cao ngạo thần bí, cả triều văn võ đều biết hắn là cái chọc không được người. Dung ẩn miếng môi, trầm mặt không nói. Yến Xuân ngồi ở trong xe cũng không nói cái gì nữa. Tuy nói hoàng hậu không thể tự tiện ra cung, nhưng Yến Xuân cùng lịch đại hoàng hậu bất đồng. Huống hồ ngự lâm quân thống lĩnh là nàng đại ca, nghĩ ra cung vẫn là dễ như trở bàn tay. Xe ngựa thật mau đến nhiếp chính vương phủ ngoài cửa lớn. Yến Xuân vén rèm lên, ngẩng đầu nhìn thoáng qua vương phủ phía trên tấm biển, ân, xác thật là nhiếp chính vương phủ, nhưng ngoài cửa lớn một cái thủ vệ đều không có, an tĩnh đến làm người chỉ cho rằng đây là một tòa không người cư trú vứt đi phủ đệ, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy thật bình thường. Rất nhiều người đều biết nhiếp chính vương không thiệp triều chính, cũng không cùng các đại thần lui tới, nhiếp chính vương phủ tầm thường sẽ không có khách nhân tới cửa, quan trọng nhất một chút là, nhiếp chính vương cũng không sợ ám sát cho nên bên ngoài có hay không thủ vệ đều không quan trọng chân chính nguy hiểm nơi hẳn là ở nhiếp chính vương phủ nội bộ kia mới là ngoạ hổ tàng long địa phương yến xuân thoáng trầm ngâm một lát liền đứng dậy đi xuống xe ngựa nghiêng đầu hỏi dung ẩn đi trước gõ cửa nàng tuyệt đối là cái thứ nhất quan minh chính đại đi đến nhiếp chính vương phủ trước cửa khách nhân hơn nữa trước đó không có thông tri nhiếp chính vương lúc này nên như thế nào nói cho nhiếp chính vương phủ có khách tới xác thật yêu cầu hảo hảo suy nghĩ một chút Dung ẩn đang muốn nói chuyện, đại môn bỗng nhiên ở ngay lúc này khai, chương 105 nhiếp chính vương thân thể không khỏe, một quản gia bộ dáng trung niên nam tử từ bên trong đi ra, quỳ xuống đất hành lễ, tham kiến hoàng hậu bệ hạ, thiên tuế thiên thiên tuế, Yến Xuân nhìn rộng mở đại môn, cùng ngoài cửa lớn chỉ có quản gia một người, đuôi lông mày hơi hơi một chọn, thôi, tới đâu hay tới đó, Yến Xuân nhấc chân đi lên bậc thang, thông dong nhấc chân bước vào vương phủ ngạch cửa nên diện mà đến không phải thanh u yên lặng, không phải mỹ lệ phong cảnh, mà là một cổ cực lực khắc chế thu liễm, lại vẫn như cũ vô pháp bỏ qua sắc bén túc sát hơi thở, an tĩnh trung lộ ra sắc nhọn lạnh thấu xương, như là đột nhiên từ xuân về hoa nở tiến vào hàng băng vùng địa cực, yến xuân bước chân hơi đốn, chậm rãi nhìn quanh bốn phía, nàng ở trong tối ảnh các học võ dài đến năm năm lâu, đối này cổ hơi thở cực kỳ mẫn cảm, nhiếp chính vương trong phủ chẳng những cao thủ nhiều như mây, âm thầm chỉ sợ không biết ẩn tàng rồi nhiều ít cơ quan ám đạo. Cái này ý tưởng mới vừa hiện lên trong ốc, trong không khí có lực phong đảo qua, vèo 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 vèo, từng đạo hắc y nhân hình ảnh là trống rỗng xuất hiện giống nhau, cuối người quỳ lập hai bên, không tiếng động mà cung kính mà nên đón phượng giá, kiến xuân liếc bọn họ liếc mắt một cái, biểu tình có chút vi diệu, dung ẩn. Nàng nhàn nhạt mở miệng, có hay không cảm thấy nơi này thật cổ quái, rõ ràng là uy phong hiển hách nhiếp chính vương phủ, lại một chút không có vương phủ nên có xa hoa phú quý, ngược lại càng giống một cái tràn ngập túc sát chi khí ám vệ doanh, trừ bỏ trước mắt này đó ra tới cung nghênh hắc y nhân, âm thầm còn cất giấu không biết nhiều ít sâu không lường được cao thủ, dung ẩn rủ mi, chủ tử nói được là, Yến Xuân trầm mặt mà bước đi xuyên qua tiền viện, bước vào trung môn, mấy cái bẫy nước quét nhà gã sai vặt quỳ trên mặt đất, tham kiến hoàng hậu bệ hạ, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, trung viện tầm nhìn trống trải, chiếm địa cực đại khoanh tay hành lang khúc chiếc vườn quanh, đình viện thật sâu, đình đài lầu cát, núi giả ao hồ, trong hồ cẩm lý thản nhiên chơi đùa trường hợp, phản phất cùng trước mắt này tòa trong vương phủ hơi thở không hợp nhau, rõ ràng hẳn là thanh u lịch sự tao nhã phong cảnh, nhưng mà này đó cùng mặt khác vương phủ tương tự bày biện bố cục lại làm người vô tâm thưởng thức, chỉ cảm thấy có loại tùy thời bị người nhìn trộm nguy hiểm cảm. Thỉnh hoàng hậu trước tiên ở thư phòng hơi ngồi một lát. Quản gia cung vừa nói nói, cũng gọi tới một cái gã sai vặt, tiểu nhân đi cấp hoàng hậu nương nương pha trà, Yến Xuân nhướng mày, thư phòng, thư phòng chính là tư nhân trọng địa, Nhiếp Chính Vương liền một chút phòng bị đều không có. Là Nhiếp Chính Vương là nói như vậy, hành đi. Yến Xuân theo gã sai vặt đi Nhiếp Chính Vương thư phòng, đẩy cửa mà vào, ập vào trước mặt một cổ lạnh lùng đơn điệu hơi thở, không giống giống nhau văn nhân thư phòng có tùng hương vị, phong độ trí thức cũng không phải như vậy nồng hậu ngược lại nơi chốn tràn ngập lãnh ngạnh sát phạt chi khí. Yến Xuân quay đầu đánh giá một trận, nhiếp chính vương thư phòng không tính quá lớn, trên kệ sách trình liệt thư liếc mắt một cái xem qua đi, phần lớn là binh pháp mưu lược, bài binh bố trận. Yến Xuân đi đến án trước, nhìn án thượng bãi cực đơn giản văn phòng tứ bảo cùng mấy quyển thư, sử dụng chi vật không giống nhau phù hợp nhiếp chính vương cái này thân phận nên có sang quý, điệu thấp đến gần như một mạc. Yến Xuân ở ghế trên ngồi xuống, từ trên án thư tùy ý cầm lấy một quyển sách lật xem lên đây là một quyển giới thiệu ám khí thư mỗi trang kỹ càng tỉ mỉ ghi lại ám khí chế tác cùng sử dụng phương pháp cùng với lực sát thương như thế nào liền ám khí đồ án đều họa thật sự kỹ càng tỉ mỉ yến xuân tùy ý phiên bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đứng ở nàng bên cạnh người dung ẩn dung ẩn dung ẩn đang muốn quỳ xuống lại nghe yến xuân đạm nói đừng quỳ ngươi khẩn trương dung ẩn thu con ngươi thuộc hạ không dám không dám cái gì Yến Xuân liếc nhìn hắn một cái, đáy mắt xẹt qua một mặt sâu thẳm khó dò quan mang, không dám khẩn trương sao. Yến Xuân hơi sẩn, buông trong tay thư, đứng dậy đi đến sau phía trước cửa sổ đứng yên, đẩy ra cửa sổ, lọc vào trong tầm mắt có thể đạt được không phải tầm thường nội trạch thê thiết cư trú sân, mà là chiếm địa diện tích cực đại giáo trường, xa xa nhìn lại. Giáo trường hai bên từng hàng binh khí dưới ánh mặt trời phím lạnh lẽo quan mang, chỉ là lúc này giáo trường trên không không một người, liền nhiếp chính vương đều chậm chạp đều không thấy bóng người nếu không phải yến xuân cảm quan nhạy bén chỉ sợ thật sẽ cho rằng này nhiếp chính vương trong phủ chỉ có quản gia cùng mấy cái gã sai vặt đâu dung ẩn yến xuân nhìn trống rỗng luyện võ trường thanh âm gợn sóng bất kinh hồi lâu không gặp ngươi triển lãm thân thủ đi luyện luyện dung ẩn hẳn là từ điêu cửa sổ nhảy mà ra dám người một lượt liền bay lên giáo trường yến xuân hiếp mắt nhìn ám đạo thật đúng là quen mắt thật sự a à dáng người giống nhau đỉnh bạc thon gầy, thân thủ giống nhau nhanh như quỷ mị, khí độ cũng là giống nhau lạnh lùng như kiếm, trầm mặt ít lời, quay lại như gió, chật, Yến xuân khóe miệng kéo kéo, bỗng nhiên cảm thấy loại này bị người chẳng hay biết gì cảm giác. Thật kỳ diệu. Hôm nay đại khái là chờ không tới nhiếp chính vương, Yến Xuân như thế nghĩ, liền như vậy an tĩnh mà đứng ở phía trước cửa sổ, lẳng lặng nhìn luyện võ trường thượng múa may trường thương thân ảnh, ám vệ kỳ thật càng am hiểu chính là ám khí dung ẩn thân thủ càng là đã tới rồi tình trạng xuất thần nhập hóa, giết người với vô hình, binh khí với hắn mà nói ngược lại là trói buộc, chỉ là Yến Xuân muốn nhìn hắn luyện luyện, hắn cũng liền thật sự chỉ là luyện luyện mà thôi, không lớn trong chốc lát, cả sai vặt đi mà quay lại, nhiếp chính vương thân thể không khỏe, hôm nay không thích hợp gặp khách. Cả sai vặt quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên. Thỉnh hoàng hậu bệ hạ thứ tội, Yến Xuân quay đầu xem hắn, đuôi lông mày hơi chọn, xem ra bổn cung hôm nay tới không phải thời điểm cả sai vặt không dám nói lời nào hành đi yến xuân đứng lên sau đó mang cái lời nói cấp nhiếp chính vương làm hắn ngày khác có rảnh tiếng cung một chuyến bổn cung tưởng cùng hắn nói chuyện là tiểu nhân nhất định đem lời nói mang cho nhiếp chính vương dung ẩn yến xuân quay đầu hô một tiếng chúng ta cần phải trở về giọng nói rơi xuống cái kia nhanh chóng như gió thân ảnh từ ngoài cửa sổ phi thân mà đến dây lát như bóng dáng lượt tới rồi trước mắt, chương 106 dung ẩn, ngươi am hiểu thuật dịch dung, hồi cung trên đường, Yến Xuân Thanh âm bình tĩnh mà mở miệng, dung ẩn, tiếng xe ngựa, thanh mành khẽ nhúc nhích, một thân hắc y dung ẩn đã vào thùng xe, dung ẩn. Nhìn trước mắt nửa quỳ ở trong xe nam tử, Yến Xuân đuôi lông mày hơi chọn, ngươi nhưng có chuyện muốn cùng ta nói, thuộc hạ, dung ẩn cúi đầu, trầm mặt dây lát. Thuộc hạ hẳn là trước tiên hiểu biết nhiếp chính vương thân thể trạng huống, miễn cho chủ tử một chuyến tay không? Yến Xuân biểu tình tức khắc vi diệu, mắt tâm xẹt qua một mặt khác thường ánh sáng, không khác, dung ẩn nhất môi, thỉnh chủ tử Minh Kỳ, Yến Xuân, trong xe ngựa một trận an tĩnh. Yến Xuân ánh mắt dừng ở hắn đỉnh đầu, bỗng nhiên ý thức được dung ẩn cùng khác ảnh vệ là không giống nhau, hắn là toàn bộ huyền ẩn điện thống lĩnh, trừ bỏ trung thành ở ngoài, hắn còn cần có trù tính chung kế hoạch năng lực, cùng với cùng khác ảnh vệ bất đồng tư nhân cảm xúc. Tuy rằng loại này cảm xúc không quá rõ ràng, cũng dễ dàng không hiện ra sắc, nhưng xác thật tồn tại, hành đi. Yến Xuân khóe miệng khẽ nhất, tạm thời từ bỏ truy vấn, người cảm thấy nhiếp chính vương phủ có hay không một loại quen thuộc cảm giác, có. Dung ẩn gật đầu, cùng huyền ẩn điện có vài phần tương tự, Yến Xuân ừ một tiếng, suy nghĩ của ngươi đâu, nhiếp chính vương phủ ngọa hổ tàng long, vốn chính là tiên hoàng để lại cho chủ tử thế lực, Dung ẩn buông xuống đầu, cùng huyền ẩn điện bất đồng chính là huyền ẩn điện chỉ phụ trách huấn luyện ảnh vệ năng lực cá nhân ra tới ảnh vệ tinh thông giết người cùng tình báo nhiếp chính trong phủ cao thủ càng như là một chi tinh nhuệ binh mã bọn họ nghiên cứu mưu lực cùng bài binh bố trận cơ quan trận pháp các loại binh khí cùng ám khí đều khiến cho thuận buồn xuôi gió về sau nếu có yêu cầu bọn họ sẽ là một chi bách chiến bách thắng phi kỵ kiến xuân đạm nói người đối nhiếp chính vương phủ hiểu biết không ít đúng vậy dung ẩn gật đầu sở hữu cùng chủ tử có quan hệ thế lực mặc kệ là trung tâm vẫn là đối địch thuộc hạ đều sẽ phái người đi điều tra rõ trước kia như thế nào không nói chủ tử vẫn luôn không hỏi dung ẩn đáp đến bằng phẳng bằng phẳng đến làm yến xuân không biết nói cái gì hảo nàng thậm chí không tự chủ được mà sinh ra hoài nghi có phải hay không bởi vì bọn họ từng có năm năm sớm chiều ở chung tình nghĩa cho nên mới dẫn tới dung ẩn đối nàng có một loại nói không rõ đặc thù tình cảm loại này tình cảm làm hắn trung thành ở ngoài, còn nhiều một ít mặt khác ảnh vệ sở không có, chỉ có chính hắn biết đến cảm xúc dao động. Yến Xuân bình tĩnh nhìn hắn, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì, thật lâu sau, nàng lại lần nữa mở miệng hỏi, Dung ẩn, ngươi am hiểu thuật dịch Dung sao, Dung ẩn hơi mặt. Buông xuống con ngươi giấu đi đáy mắt gợn sóng bất kinh ánh sáng, một hồi lâu mới gật đầu, biết một chút, Yến Xuân đạm cười, ngươi lúc này gương mặt này, là ngươi tướng mạo sẵn có, đúng vậy khi nhiếp chính vương am hiểu thuật dịch dung sao dung ẩn rủ tại bên người tay hơi khẩn đáy mắt hiện lên một chút dị sắc hắn hẳn là hẳn là yến xuân đạm cười ngươi chừng nào thì cũng học được dùng loại này không xác định từ ngữ dung ẩn nhất môi thuộc hạ đáng chết còn có chuyện yến xuân giữa mày hơi nhíu mặt mày nhiễm vài phần chán ghét lần trước bổn cung làm cái ác mộng trong mộng ngươi không ở bên người bổn cung rất tưởng biết tình huống như thế nào hạ ngươi sẽ rời đi bổn cung trước khi chết cái kia cảnh trong mơ quá mức chân thật làm nàng vô pháp phủ nhận chính mình đã từng xác thật đã trải qua như vậy một sự kiện nhưng dung ẩn trung tâm không có khả năng biến chất nàng rõ ràng chính xác mà nhớ không nổi chết phía trước kia ba năm dung ẩn đang làm gì lúc này nghiêm túc suy tư chuyện này yến xuân tổng cảm thấy nàng không phải chết mà sống lại mà là làm một cái dài đến ba năm mộng trong mộng người rất ít chỉ có nàng cùng dạ dung huyên yến tuyết ba người Nga, còn có yến tuyết cái kia đã ba tuổi hài tử, cùng với mãn điện bị đánh chết cung nhân, ma ma, bà đỡ, những người khác giống như đều hư không tiêu thất dường như, làm nàng mỗi khi hồi tưởng lên, luôn có một loại sương mù mênh mông cảm giác, thuộc hạ sẽ không. Dung ẩn thanh âm trầm thấp, mặc kệ phát sinh sự tình gì, thuộc hạ đều sẽ không rời đi chủ tử, trừ phi thuộc hạ chết, yến xuân hơi giật mình, trong lòng nổi lên một tia rất nhỏ dao động, trừ phi chết sao. Tiến Xuân nhắm mắt hồi tưởng, rất nhiều sự vận mệnh chú định tự hồ đang ở lặng yên phát sinh biến hóa, khi tràn mộng đến tột cùng là phát sinh quá sự thật, vẫn là đối nàng một hồi báo động trước, người sau khi chết, thật sự có thể sống lại một lần sau, xe ngựa một đường đến cửa cung ngoại, đổi thừa phượng liễn, hướng phượng nghi cung mà đi, chương 107 lấy oán trả ơn bạch nhãn lan, tần gia liên tục hai ngày không khí vi diệu, một nhà chi chủ tần nho văn tâm tình tựa hỷ tựa ưu, tựa buồn rầu lại tựa do dự mỗi khi nhìn tầng yêu nhiêu cái này nữ nhi hắn đều nhịn không được tưởng tâm tình phức tạp càng nhiều lại là kích động vui sướng trên mặt không còn có ngày xưa khinh thường khinh thường thay thế chính là vẻ mặt yêu thương chi sắc quyến rũ ngày đó ngươi tiến cung hoàng hậu nương nương rốt cuộc theo như ngươi nói cái gì nàng vì cái gì đột nhiên sách phong ngươi làm chiêu nghi mặt khác nữ tử đâu ngày đó không phải thật nhiều cái quý nữ cùng nhau tiến cung ngắm hoa sao phụ thân hỏi như vậy nhiều làm gì Tần Viễn Quân vẻ mặt ghen ghét khó nhịn, như vậy nhiều quý nữ cùng nhau tiến cung nắm hoa, người khác đều là an an phận phận bồi hoàng hậu, chỉ có ngài cái này nữ nhi câu dẫn hoàng thượng bái, bằng không như thế nào đã bị phong làm quý nhân, nói, quán hận mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tần yêu nhiêu, lớn lên chính là một bộ họa thủy dung mạo, khó trách có thể bị hoàng thượng nhìn trúng, ngươi câm miệng cho ta. Tần Nho Văn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, quay đầu lại nhìn về phía tần yêu nhiêu, quyến rũ A, ngươi xem ngươi là trong nhà thứ nữ, không như thế nào gặp qua việc đời, vào cung vạn nhất có hành sự không chu toàn chỗ, hoàng hậu nói không chừng sẽ trị tội ngươi, tần yêu như bình tĩnh mà nhìn hắn, phụ thân là muốn cho ta kháng chỉ không tuân sao, không đúng không đúng. Vi phụ ý tứ là, hoàng thượng rốt cuộc là muốn ngươi, vẫn là muốn tần gia nữ nhi, tần đại nhân cười đến gian xảo, một bộ tính kế bộ dáng. Nếu là hoàng thượng chỉ cần tần gia đích nữ, vi phụ cảm thấy uyển quân tiến cung sẽ so ngươi thích hợp tần uyển quân nghe thế câu nói trên mặt hiện lên kinh hỉ chi sắc đang muốn há mồm đáp ứng xuống dưới lại nghe tần yêu nhiêu nói phụ thân cảm thấy tần gia nữ nhi đối hoàng thượng có cái gì trợ giúp sao tần nho văn vừa nghe tức khắc trầm mặt xuống dưới tần yêu nhiêu ngươi đây là có ý tứ gì tần uyển quân nhíu mày sợ ta thế thân thân phận của ngươi tần yêu nhiêu trước sau rủ mi rủ mắt một bộ không dám trêu chọc tư thái hoàng hậu tự mình điểm nữ nhi tiến cung phụng dưỡng hoàng thượng nữ nhi không dám lừa gạt phụ thân tần nho văn như suy tư gì hoàng hậu tự mình điểm nàng tiến cung nói như vậy nhìn chúng quyến rũ người kỳ thật là hoàng hậu mà không phải hoàng thượng hơn nửa ngày đó thiệp phụ thân cũng thấy được mặt trên mời chính là thứ nữ tần yêu nhiêu tần yêu nhiêu nhàn nhạt nói ngày đó bị hoàng hậu mời tiến cung đều là tam phẩm trở lên quan viên nữ nhi còn có quận chúa cùng vương phi nữ nhi ở những cái đó quý nữ bên trong thân phận thấp nhất trừ bỏ phụ thân là cái ngũ phẩm quan thả ở trong triều không nắm thực quyền ở ngoài nữ nhi vẫn là thứ nữ thân phận liền cùng các quý nữ nói chuyện tư cách đều không có các nàng cũng căn bản không quen biết ta nhưng là hoàng hậu đi dạo ngự hoa viên thời điểm chỉ chừa một mình ta nói chuyện tần nho văn ánh mắt dừng ở nàng trên mặt nghĩ đến hoàng hậu trước đó vài ngày cấp hoàng đế tuyển phi tâm niệm hơi đổi suy đoán hoàng hậu dụng ý có phải hay không bởi vì ngươi gương mặt này sinh đến hảo, hoàng hậu muốn dùng ngươi cố sủng, tần yêu như một bộ khó hiểu bộ dáng, cố sủng là có ý tứ gì, hoàng đế tam cung lục viện 72 phi, hoàng hậu không có khả năng độc đến hoàng thượng sủng ái, tần đại nhân một bộ hiểu rõ biểu tình, hoàng hậu dưới còn có bốn phi, tuy rằng bốn phi tạm thời còn không hoàn chỉnh, nhưng sớm muộn gì sẽ tấn chức bốn phi, hoàng thượng phi tử càng nhiều, tâm tư phân tán đến càng lợi hại. Về sau ai được sủng ái ai thất sủng, không ai dám đoán trước, tần yêu nhiêu nga một tiếng, cái hiểu cái không, hoàng hậu thân là trung cung nương nương, yêu cầu đoan trang hiền thục, tự nhiên không có khả năng cùng mặt khác phi tần giống nhau tranh giành tình cảm, nhưng là nàng lại lo lắng hoàng đế về sau bị mặt khác phi tử hấp dẫn, uy hiếp đến nàng địa vị, tần nho văn một bộ cái gì đều minh bạch biểu tình, cho nên liền yêu cầu một cái mạo mỹ nghe lời người giúp nàng lung lạc trụ hoàng đế tâm, tần yêu nhiêu chậm rãi gật đầu, thì ra là thế tần đại nhân tự cho là thăm dò hoàng hậu mục đích, vì thế đánh mất làm viễn quân tiến cung ý niệm, một khi đã như vậy, ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi, làm mẫu thân ngươi cho ngươi chuẩn bị hai thân tân y phục, ngữ khí hơi đốn, hắn đầy cõi lòng hy vọng mà nhìn tần yêu nhiêu, quyến rũ A, vi phụ con đường làm quan tiền đồ nhưng toàn dựa ngươi, tiến cung lúc sau nhất định phải tranh đua, hoàng hậu vừa lên tới liền cho ngươi tam phẩm chiêu nghi vị phân. Đây chính là muốn ngươi đạt được thịnh sủng A. Nàng vạn không thể cô phụ hoàng hậu kỳ vọng. Tần viễn quân ánh mắt âm lãnh mà nhìn chầm chầm tần yêu nhiêu, phụ thân yên tâm. Tần yêu nhiêu cúi đầu, giấu đi đáy mắt đạm mạc cảm xúc, ta sẽ không quên phụ thân cùng mẫu thân dưỡng dục dạy dỗ chi ân, bất quá cũng không cần quá sốt ruột. Tần nho văn nghĩ đến gần nhất trong cung thế cục, lại có chút không quá yên tâm, gần nhất trong cung không yên ổn, ngươi trước không cần chọc hoàng hậu nương nương sinh khí, nếu hoàng hậu không cho ngươi tới gần hoàng thượng, ngươi liền trước an phận một đoạn thời gian hôm qua hộ bộ thượng thư phủ đều bị sao việc này chấn trụ cả triều văn võ làm cho nhân tâm hoảng sợ tần nho văn tuy một lòng muốn vinh hoa rồi lại lo lắng nữ nhi quá mức vội vàng sẽ chọc giận hoàng hậu ở cái này mấu chốt thượng liên lụy tần gia đại họa lâm đầu phụ thân yên tâm tần yêu nhiêu bình tĩnh gật đầu nữ nhi biết nên làm như thế nào ngụy thị nhéo khăn mặc vô biểu tình mà nhìn nàng tổng cảm thấy này tiểu tiện nhân đã sinh ra nghịch cốt lý trí nói cho nàng không nên làm tần yêu nhiêu tiếng cung, đãi nàng về sau địa vị củng cố, nhất định sẽ trả thù các nàng mẹ con, tựa như hoàng hậu đối đãi hộ quốc công phu nhân cùng muội muội giống nhau, đều là cái lấy oán trả ơn bạch nhãn lan, chính là ngụy thị trong lòng rõ ràng so với ai khác đều rõ ràng, hoàng hậu ý chỉ không ai dám cãi lời, huống chi lão gia một lòng con đường làm quan, hiện giờ thật vất vả có như vậy một cơ hội, hắn chỉ sợ nằm mơ đều phải cười tỉnh sao có thể sẽ phản đối tần yêu nhiêu tiến cung tần đại nhân xác thật vui sướng hắn làm nửa đời người mới làm được ngũ phẩm vẫn là cái không thực quyền ngũ phẩm quan ở những cái đó trung tâm các đại nhân trước mặt căn bản liền nói chuyện tư cách đều không có hiện giờ tựa như đột nhiên đi rồi cẩu vận hắn như thế nào có thể không cao hứng ngày mai không hôm nay buổi tối liền đem may vá kêu lên tới cấp quyến rủ lượng thân thêm vào mấy thân xinh đẹp xiêm y hắn triều tần phu nhân phân phó còn có trang sức cũng chuẩn bị mấy bộ, đừng tới rồi trong cung làm người nhìn keo kiệt, trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, hoàng thượng nhìn mới thích, nếu là một bộ nghèo kiết hủ lậu dạng làm người xem đến hết muốn ăn, về sau còn như thế nào hoạch sủng, tần phu nhân sắc mặt khẽ biến, lão gia lời này nói được nhẹ nhàng, thêm vào sim y không cần tiền, vẫn là chuẩn bị trang sức không cần tiền. Trướng thượng đã không nhiều ít bạc, ngươi cái này đương gia chủ mẫu liền như vậy một chút tầm mắt. Tần Nho Văn mày nhăn lại, không vui mà nhìn nàng, chờ quyến rũ về sau tiếng cung hoạch hoàng thượng sủng ái, ban thưởng sẽ tự cuồn cuộn không ngừng mà đưa lại đây, còn để ý điểm này quần áo trang sức tiền, tần yêu nhiêu khóe miệng khẽ nhất, chậm rãi gật đầu, phụ thân nói được là, chờ nữ nhi về sau được hoàng thượng sủng ái, mặc kệ là xinh đẹp quần áo vẫn là châu báu trang sức, còn không phải muốn nhiều ít có bao nhiêu, tần viễn quân nghe thấy câu nói, sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, về sau có cơ hội. Ta còn sẽ triệu đại tỷ tiến cung. Tần yêu nhiêu quay đầu nhìn về phía tần viễn quân, mặt mày nổi lên ý cười, làm đại tỷ cũng kiến thức kiến thức hoàng thượng hậu cung là bộ dáng gì, tần viễn quân tức khắc tức giận đến sắc mặt xanh nét, ai hiếm lạ, xem nàng kia phó tiểu nhân đắc chí bộ dáng, không biết xấu hổ, tần viễn quân tức giận đến vất tay áo bỏ đi, chương 108 tà tâm bất tử, từ nay về sau hai ngày tần yêu nhiêu quá đến xưa nay chưa từng có thoải mái, như là nô tài xoay người làm chủ tử dây lát gian từ trước kia mỗi người nhưng dẫm ti tiện thứ nữ thành tần gia nhị tiểu thư, đường đường chính chính nhị tiểu thư, không ai nhắc lại thứ nữ hai chữ, cũng không ai lại đem tiện nhân, tiểu tiện nhân chờ ác độc chữ treo ở bên miệng, chỉ có ngụy tử hành còn có chút tà tâm bất tử. Ngày này ngụy tử hành lại đến tầng yêu như viện ngoại, nhẹ khấu hai tiếng viện môn lúc sau, thẳng đẩy cửa mà vào, chút nào mặc kệ chính mình cái này hành động hợp không hợp nghi, biểu muội tầng yêu như ở trong phòng nghe được động tĩnh không chút suy nghĩ liền đứng dậy đi đến trước giường, lấy ra gối đầu phía dưới một phen sinh rỉ sắc chủy thủ, đây là nàng cho tới nay đặt ở gối đầu hạ dùng để phòng thân, phòng chính là ngụy tử hành cái này cầm thú, chủy thủ nắm ở trong tay, tay phải rủ tại bên người bị rủ xuống tay áo ngăn trở, tầng yêu nhiêu thật sâu hít một hơi, khắc chế trong lòng bất an, xoay người đi ra ngoài, đứng ở trước cửa, nàng lạnh lùng mà nhìn ngụy tử hành, ngụy công tử sắp tham gia ân khoa, nếu lúc này truyền ra cái gì hành vi không hợp thanh danh, chỉ sợ dù có lại nhiều học thức cũng không làm nên chuyện gì. Ngụy Tử Hành bước chân cứng đờ, chậm rãi híp mắt, ngươi đây là ở uy hiếp ta, trên mặt hắn hai ngày trước bị đánh ứ thanh còn không có hoàn toàn tiêu tán, lúc này nhìn hết sức buồn cười buồn cười, không phải uy hiếp. Tần yêu nhiêu đề phòng mà nhìn chầm chầm hắn, ngữ khí lạnh nhạt, phụ thân đối ta tiếng cung kỳ vọng rất lớn, ngươi nếu là ở cái này mấu chốt thượng nháo ra một ít không dễ nghe nghe đồn, đến lúc đó không ngừng ta xui xẻo, ngươi sẽ quán thượng lớn hơn nửa tai họa, không tin ngươi có thể thử xem. Ngụy tử hành sắc mặt biến đổi, nhìn chầm chầm nàng kia trương Mỹ diễm không gì sánh được mặt, tâm ngứa khó nhịn, trong lòng ngo ngoe rục rịch, hận không thể lập tức đem nàng lột quan, không chiếm được nàng, thật sự làm hắn không cam lòng. Hắn trong ánh mắt lộ ra nồng đậm dục sắc, không nói một câu mà nhìn tần yêu nhiêu, tần yêu nhiêu bị hắn nhìn chầm chầm đến bất an, nắm chủy thủ lòng bàn tay không tự chủ được ra hãng trên mặt lại nhất phái trấn định không kinh, bởi vì ngụy thị đối ngụy tử hành dung túng duyên cớ, ở tầng yêu nhiêu cái này trong viện cơ hồ không có nam nữ thụ thụ bất thân vừa nói, chẳng sợ nàng tận khả năng mà trốn tránh ngụy tử hành, hắn lại luôn là âm hồn không tan dường như, tùy thời tùy chỗ xuất hiện ở nàng tiểu viện ngoại, rất nhiều lần cơ hồ làm hắn đắc thủ, tầng yêu nhiêu sợ hãi đến cực điểm, biết trong nhà này không ai sẽ cho nàng chống lưng làm chủ. Đơn giản trộm ẩn giấu đem rỉ sắc chủy thủ ở gối đầu hạ. Này chủy thủ vẫn là nàng tiêu phí thật lớn công phu tìm thấy, chính là vì để ngừa vạn nhất, nguyên tưởng rằng buổi sáng cùng phụ thân nói chuyện lúc sau, vị tử hành sẽ thu liễn một ít, không nghĩ tới hắn vẫn là tà tâm bất tử. Tần yêu nhiêu trong lòng tính toán, nếu hôm nay không cẩn thận đem hắn thứ chết ở trong nhà, sẽ có cái gì hậu quả? Nàng có thể hay không lấy giết người chi tội bị bắt lại? Tần yêu nhiêu làm nhất hư tính toán, cũng may ông trời chưa cho nàng cơ hội này. Ngụy Tử Hành lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái lúc sau, áp xuống trong lòng phẫn hận, không tình nguyện mà xoay người rời đi. Đại khái vẫn là sợ đi, bị trong cung thánh chỉ sách phong quý nhân, ai nhúng chàm ai liền tử lộ một cái, Ngụy Tử Hành liền tính như thế nào háo sắc, cũng nên biết sinh mệnh đáng quý. Tần Yêu Nhiêu nhẹ nhàng thở ra, xoay người trở lại trong phòng, đem cửa phòng nhốt lại. Hôm nay là cuối cùng một ngày. Tần Yêu Nhiêu có chút phù phiếm mà hướng nội thất đi đến, vô lực mà nằm ở trên giường, sắc mặt còn có chút tái nhợt. Này ba ngày ở nhà tuy rằng đãi ngộ so trước kia hảo rất nhiều, nhưng thời khắc lo lắng đề phòng tư vị thực sự không dễ chịu. Cũng may ngày mai liền có thể tiến cung, chẳng sợ tiến cung đối mặt trưởng sinh sát quyền to chủ tử, có lẽ không biết ngày nào đó liền mệnh về hoàng tuyền, nàng cũng tình nguyện tiến cung, mà không nghĩ đãi ở cái này tràn đầy ác ý trong nhà. Ít nhất tiến cung lúc sau, nàng chỉ cần không phạm sai, có lẽ còn có thể có một ít sinh cơ, sẽ không có người cố ý nhằm vào nàng, nhục nhã nàng, làm thấp đi châm chọc nàng. Hoàng thượng cùng hoàng hậu liền tính tính tình không tốt, cũng sẽ không cố tình nhằm vào nàng một người. Ở cái này trong nhà, nàng chính là người người khinh nhục đánh chửi nô tài, vĩnh vô suốt đầu ngày, chương 109 chiêu nghi nương nương tiến cung. Tiến cung ngày này, Nam ca cùng Nguyên Bảo công công tự mình tới đón người, trong cung xe ngựa xa hoa to rộng, xe ngựa sau đi theo lặng im không tiếng động hai bài cung nữ trận trượng tuy so không được hoàng hậu quý phi đi ra ngoài nhưng đối với tần gia tới nói đủ để cho bọn họ im tiếng không dám nhiều lời tần nho văn nhìn nam ca cùng nguyên bảo đầy mặt tươi cười vất vả nam cô nương tự mình tới đón quyến rũ tần đại nhân nguyên bảo đánh gãy hắn nói cũng nhắc nhở hắn nam đại nhân hiện tại là hoàng hậu bệ hạ bên người nữ quan đại nhân là có chức quan trong người ngài xưng hô nàng vì cô nương không quá thích hợp tần nho văn cứng lại Vội vàng nhận lỗi thỉnh tội, nhìn hạ quan này trí nhớ, dựa theo quan hàm phẩm cấp, hạ quan còn hẳn là cùng nam đại nhân chào hỏi, nói: "Quy quy cũ cũ mà không người chấp tay thi lễ, hạ quan gặp qua nam đại nhân, Tần đại nhân không cần đa lễ." Nam ca ngữ khí nhàn nhạt, ánh mắt đảo qua Tần gia một chúng chủ tử cùng hạ nhân, Chiêu Nghi nương nương rời nhà tiến cung, ấn quy cũ, Tần đại nhân hẳn là xuất người nhà quỳ đưa, Tần phu nhân sắc mặt biến đổi, theo bản năng mà mở miệng quyến rũ là thứ nữ, chúng ta thân là nàng trưởng bối, chẳng lẽ còn phải cho nàng quỳ xuống, nàng là chiêu nghi, đã thuộc hoàng tộc. Nam ca lạnh lùng nhìn nàng, nếu tần gia lễ nghi không chu toàn, truyền tới hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương lỗ tai, chỉ sợ các ngươi nhận không nổi cái này hậu quả, tần phu nhân sắc mặt trắng bệch, tức khắc kinh giận đang xen, kêu nàng cái này đương gia chủ mẫu cấp một cái đê tiện thứ nữ quỳ xuống, quả thực là nằm mơ, nam đại nhân nhắc nhở đối với, đây là quy củ. Tần Nho Văn quay đầu nhìn về phía nữ nhi, ngữ khí so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều ôn hòa, quyến rũ, mau lên xe ngựa, tiếng cung lúc sau nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm biết, nói sao, ân. Tần yêu nhiêu hờ hững gật đầu, ngay sau đó xoay người hướng xe ngựa phương hướng đi đến, nam cô nương. Tần viễn quân thượng trước một bước, thông dong ưu nhã mà hành lễ hành lễ, khóe miệng ngậm vài phần ôn hòa ý cười, mẫu thân chính là tần gia chủ mẫu, quyến rũ muội muội chỉ là thứ nữ, chỉ sợ chịu không dưới mẫu thân đại lễ, huống chi xưa nay chỉ có thứ nữ đối mẹ cả cung kính phân. Nếu mẹ cả đối thứ nữ quỳ xuống, hay không rối loạn cương thường, mong rằng nam cô nương thông cảm quyến rũ một mảnh hiếu tâm, nói, lặng lẽ từ trên cổ tay bắt lấy một cái vòng tay nhét vào nam ca trong tay, thấp giọng mở miệng, cầu nam cô nương châm trước một chút, nam ca nhìn nàng trong tay vòng tay, thanh âm lạnh nhạt, người này vòng tay là muốn tặng cho chiêu nghi nương nương tần viễn quân động tác hơi cương ngay sau đó miễn cưỡng cười cười nam đại nhân nam đại nhân nguyên bảo nhỏ giọng nhắc nhở hoàng hậu bệ hạ còn ở trong cung chờ đâu đừng trì hoãn thời gian nam ca ừ một tiếng nhìn quét trước mắt tần gia mọi người tần gia người quỳ đưa chiêu nghi nếu có kháng mệnh giả ta định báo cáo hoàng hậu nương nương làm hoàng hậu nương nương xử trí ném xuống những lời này nàng xoay người ý bảo cung nhân đem tần yêu nhiêu đỡ lên xe ngựa theo sau nàng cũng đi theo đi qua, Ngụy Thị đứng thẳng bất động tại chỗ, chắc cao mà nhìn chầm chầm tầng yêu nhiêu cùng nam ca bóng dáng, một đôi tay âm thầm véo khẩn, nàng hợp lý hoài nghi nam ca chính là cố ý nhục nhã nàng, nhất định là tầng yêu nhiêu trước tiên thu mua nam ca, nếu không nam ca sẽ không không biết tốt xấu như thế, trong cung nữ quan cái nào không tôn trọng đương gia chủ mẫu, ngược lại sẽ giữ gìn một cái thứ nữ, đều đứng làm gì. Tần Nho Văn quay đầu nhìn về phía còn đứng Ngụy Thị mẹ con, nghiêm khắc mệnh lệnh, chiêu nghi nương nương tiến cung, còn không chạy nhanh quỳ xuống cung tiễn, nói quần áo một liêu, dẫn đầu quỳ xuống, tần phu nhân nơi nào còn dám phản kháng. Cắn răng, âm mặt, tâm bất cam tình bất nguyện mà ở tầng nho xăm mình sau quỳ xuống, tần yêu nhiêu ngồi vào trong xe ngựa, hơi hơi sốc lên màn xe, tần phu nhân mẹ con quỳ trên mặt đất, kia nghiến răng nghiến lợi biểu tình, như là hận không thể cắn hạ ai một miếng thịt tới. Ngày xưa cao cao tại thượng, kiêu căng ngạo mạng chủ mẫu, luôn là đối nàng vên mặt hất hàm sai khiến đại tỷ, hạ lưu phôi ngụy tử hành, còn có những cái đó ở chủ mẫu bày mưu đặt kế hạ động một chút đối nàng châm chọc mỉa mai, vũ nhục chửi rủa hạ nhân, lúc này toàn bộ quỳ trên mặt đất, lại không có ngày xưa uy phong, tần yêu nhiêu buông màn xe, gợi lên khóe môi châm chọc mà nghĩ, nàng cái kia vì tiền đồ có thể đem nữ nhi trở thành lễ vật tặng người phụ thân. Hiển nhiên cũng không để ý quỳ trên mặt đất cho chính mình nữ nhi hành lễ. Chúc cuộc nữ nhi tiến cung làm quý nhân, với hắn mà nói hẳn là so tặng người làm thiếp càng có thể được đến lớn nhất ít lợi, giờ khắc này, tần yêu nhiêu minh bạch quyền lực tầm quan trọng, nó có thể cho đê tiện nhất người trở thành cao không thể phàn tồn tại cũng có thể làm xưa nay cao không thể phàn người thấp đến bụi bặm nam ca bước lên xe ngựa phân phó hồi cung tần yêu nhiêu ngước mắt nhìn ngồi ở chính mình đối diện nam gia đích nữ nhịn không được có chút tự biết xấu hổ đây là hoàng hậu nương nương bày mưu đặt kế nam ca đạm nói xem như cho ngươi lễ gặp mặt vàng bạc châu báu về sau đều sẽ có hoa y mỹ thường cũng sẽ không thiếu duy độc làm nàng ra một hơi cơ hội cũng không nhiều đa tạ hoàng hậu nương nương ân điển tần yêu nhiêu cung kính mà mở miệng khóe miệng hiện lên một mặt tự dễ ý cười ta hôm nay mới cảm nhận được ý thế hiếp người cảm giác nguyên lai như vậy mỹ diệu cách không được những cái đó chó cậy thế chủ bọn nô tài như vậy thích khi dễ người bởi vì bị chèn ép lâu rồi người đột nhiên có cơ hội đem người khác đạp lên lòng bàn chân sẽ sinh ra một loại chính mình cũng thành nhân thượng nhân ảo giác nam ca nhắc nhở nàng hoàng hậu nương nương thiệt tình giúp ngươi ngươi cũng nên nhớ rõ tiếng cung lúc sau duy nhất yêu cầu trung thành người chỉ có hoàng hậu nương nương tần yêu nhiêu chậm rãi gật đầu nô tỳ sẽ nhớ rõ rành mạch tuyệt không dám quên ngươi hiện tại là quý nhân sách phong thánh chỉ đã hạ không cần tự xưng nô tỳ nam ca đạm nói mặc kệ trước kia ở trong nhà là như thế nào xưng hô, vào cung, ấn trong cung quy cũ là được, đúng vậy, nam ca không nói thêm nữa cái gì, tần yêu nhiêu lại có chút tò mò, nam cô nương tiến cung làm nữ quan, ân, vì cái gì? Tần yêu nhiêu khó hiểu, lấy nam cô nương gia thế, cả cái hoàng tử làm vương phi cũng dư giả, chẳng lẽ không thể so làm nữ quan hảo, nam ca ngữ khí nhàn nhạt, ta đối làm vương phi không có hứng thú, tần yêu nhiêu tức khắc trầm mặt, dây lát khẽ ừ một tiếng, thức thời mà không lại hỏi nhiều, xe ngựa thật mau đến cửa cung, hai người xuống xe ngựa, an tĩnh mà theo cung nhân bước vào cửa cung, xuyên qua thật dài cung nói, hướng hậu cung phương hướng mà đi, chương 110 chiêu dương công chúa, Yến Xuân lúc này hạ triều trở về, đang ngồi ở án trước phê duyệt tấu chương, tần yêu nhiêu đi theo nam ca đến phượng nghi cung, đi vào chính điện, cung cung kính kính mà quỳ xuống bái kiến hoàng hậu, nương nương thiên tuế. Hoàng hậu nương nương đã là nhiếp chính hoàng hậu, về sau muốn xưng hoàng hậu bệ hạ. Ma ma nghiêm túc thả không có cảm xúc thanh âm ở bên tai vang lên, tần yêu nhiêu trong lòng ngẩn ra, liền tưởng cũng không dám nghĩ nhiều, vội vàng một lần nữa dập đầu hành lễ, tần thiếp tần yêu nhiêu, tham kiến hoàng hậu bệ hạ, tần cô nương dung mạo sinh rất khá. Yến Xuân ngước mắt, ánh mắt dừng ở tần yêu nhiêu trên mặt, nếu là thay một thân hoa mỹ quần áo, nghĩ đến định có thể kinh diễm chúng sinh, tần yêu nhiêu sợ hãi, thiếp thân không dám bổn cung hôm nay có chút vội, ngươi thả đi dàn xếp xuống dưới, đêm nay lại đây tùy bổn cung đi gặp hoàng thượng, Yến Xuân Thanh âm vững vàng, thực mau rủ mắt phê duyệt tấu chương, quý ma ma, đem tần chiêu nghi mang đi an trí, cho nàng chuẩn bị chiêu nghi nên có quần áo trang sức, đúng vậy, Yến Xuân hơi trầm ngâm, đem mây khói điện thu thập ra tới cho nàng ở tạm, đúng vậy, quý ma ma cung kính đồng ý, quay đầu nhìn về phía tần yêu nhiêu, chiêu nghi nương nương, thỉnh cùng nô tỳ đi thôi tần chiêu nghi hành lễ cáo lui, tần thiếp cáo lui. Ngay sau đó đứng dậy, thước tha lại lướt rời khỏi phượng nghi cung, tùy quý ma ma mà đi, Yến Xuân ngước mắt nhìn thoáng qua thân ảnh của nàng, nghĩ đến đang ở tẩm cung dưỡng thương dạ dung huyên, nhàn nhạt phân phó, sau đó đem ngô trịnh hòa tống thanh bình đều điều đến phượng nghi cung tới, về sau bọn họ hai người liền ở phượng nghi cung nghe sai, nam ca gật đầu, đúng vậy, ngô trịnh là cầm bút thái giám, tống thanh bình là trưởng ấn thái giám đêm này hai người đều lại đây liền ý nghĩa về sau ý chỉ chiếu thư đều đem từ phượng nghi cung truyền đạt đi xuống hoàng thượng sùng minh điện hoàn toàn thành bài trí nam ca trên mặt không có ngoài ý muốn mặt khác cung nhân cũng an tĩnh rủ mi như là không nghe thấy câu nói dường như gần nhất án thượng nhiều rất nhiều buộc tội thẩm thượng thư sổ con yến xuân mở ra một quyển tấu chương khóe miệng ngậm một mặt cười lạnh không xảy ra việc gì khi mỗi người giả tâm vờ điếc chỉ đương không biết xảy ra chuyện liền vội vàng phủ sạch quan hệ gấp không chờ nổi mà bỏ đá xuống giếng trên triều đình điểm này kỹ xảo thật đúng là làm cho bọn họ chơi minh bạch các đại thần cũng là người sợ hãi bị liên lụy buộc tội thẩm thượng thư cũng coi như là biến tướng mặt đất trung tâm nam ca ngồi quỳ một bên vãn tay áo cấp yến xuân rót chén trà nhỏ bệ hạ tính toán thu sau xử trí thẩm thị nhất tộc yến xuân mặt mày lạnh lùng tuy rằng thu sau hỏi trảm là trong triều lệ thường nhưng bổn cung hiện tại yêu cầu lôi đình thủ đoạn, cấp những cái đó còn tưởng cùng ta chơi tâm kế đại thần một cái kinh sợ, nam ca nhấp môi, võ vương hẳn là sẽ nghĩ cách ngăn cản, hộ bộ thượng thư là võ vương người, liền tính phán hạ tội danh, dựa theo lệ thường cũng nên là thu sau xử trí, trước mắt mới là tháng 5, 4 tháng thời gian khả năng sẽ phát sinh rất nhiều không thể đoán trước sự tình, võ vương thương thế chuyển biến tốt đẹp lúc sau. Vô cùng có khả năng vận dụng hết thảy hắn có thể vận dụng thủ đoạn lực bảo hộ bộ thượng thư, hắn ngăn cản không được. Yến Xuân hiển nhiên không đem Võ Vương để ở trong lòng, trừ phi hắn tưởng đem chính mình cũng đáp đi vào, Nam ca ừ một tiếng, không lại hỏi nhiều, Chiêu Dương công chúa gần nhất không có gì động tĩnh. Yến Xuân giữa mày nổi lên trầm tư, như thế An Tĩnh đảo không quá phù hợp nàng tính tình, Chiêu Dương công chúa Dạ Minh Châu là quý thái phi nữ nhi, Võ Vương đem dung cẩn muội muội tính tình vẫn luôn điêu ngoa đanh đá dạ dung huyên không đăng cơ phía trước chiêu dương công chúa đại danh như sấm bên tai mặc kệ là ngoài cung thế gia quý nữ công tử vẫn là trong cung thái giám cung nữ nghe được tên nàng đều là có thể trốn tắt trốn tân đế đăng cơ lúc sau vị này công chúa nhưng thật ra không có tin tức yến xuân vội vàng đối phó dạ dung huyên cùng yến tuyết này ba tháng tới căn bản không đem một cái công chúa để ở trong lòng lúc này nhắc tới võ vương mới rốt cuộc nhớ tới người này nam ca biểu tình vi diệu, thần nhưng thật ra nghe nói một ít, nàng gần nhất giống như thường xuyên xen lẫn trong ngự lâm quân, chương 111 thỉnh công chúa tự trọng, xen lẫn trong ngự lâm quân. Yến Xuân nhíu mày, kinh ngạc ngẩng đầu, nàng muốn làm gì, nam ca mặt mặt, biểu tình vi diệu, chiêu dương công chúa giống như đối biểu huynh có điểm ý khác, cho nên nói đúng ra, nàng là cả ngày xen lẫn trong Yến Lăng Phong bên người, Yến Xuân đốn mặt, chậm rãi gác xuống trong tay ngự bút, ý của ngươi là nàng thích đại ca hẳn là nam ca chậm rãi gật đầu giơ tay cho nàng rót chén trà nhỏ biểu huynh đã qua nhược quán chưa cưới vợ sinh con chiêu dương công chúa nếu thiệt tình thích hắn ta cảm thấy rất thích hợp yến xuân trầm ngâm chiêu dương công chúa là quý thái phi nữ nhi vẫn là võ vương muội muội bất quá này đó đều không quan trọng quan trọng là đại ca cái gì ý tưởng hộ bộ thượng thư đã bị sao võ vương mất đi trong triều nhất hữu lực một tay hơn nữa trước đây từng ai quá một đốn hảo đánh, đối Yến Xuân hẳn là hận thấu xương, hắn muội muội căn bản không ở Yến Xuân suy xét chi liệt, bất quá đại ca tuổi xác thật không nhỏ, hôn nhân đại sự không thể lại kéo, ta làm người lưu ý một chút, biểu ca đối nàng hẳn là cũng không chán ghét, chỉ là cố kỵ nàng là quý thái phi nữ nhi, cho nên vẫn luôn vẫn duy trì khoảng cách, nam ca nhấp môi cười nhạt, chiêu dương công chúa tính tình đanh đá không buông tha người. Nếu nàng thật sự gả cho biểu ca, về sau hộ quốc công phủ chỉ sợ có náo nhiệt, Yến Xuân nhìn chầm chầm nàng nhìn một lát, như suy tư gì, ngươi thực xem trọng bọn họ, chiêu dương công chúa tuy rằng điêu hoa tùy hứng, nhưng bản tính không xấu, nam ca nghĩ nghĩ, nếu bỏ qua một bên thân phận bất luận, ta cảm thấy hắn cùng biểu huynh rất thích hợp, nhưng nàng cố tình là quý thái phi nữ nhi, có điểm khó làm, Yến Xuân nhưng thật ra không như vậy tưởng, chính là bởi vì nàng là quý thái phi nữ nhi, lúc này bổn cung nhưng thật ra cảm thấy, đem nàng đến hôn cấp đại ca chính thích hợp, Yến Xuân bưng lên chén trà, từ từ nhẹ suýt một ngụm, tiếng nói lười biến, võ vương đối cái này muội muội chính là tương đương yêu thương, nam ca bình tĩnh nhìn nàng, khóe miệng nhấp ra một tia cười nhạt, bệ hạ lúc này như vậy bày mưu lập kế thần thái, cùng tiên đế rất giống, nam ca trước kia gặp qua tiên đế, cảm thấy hắn là lịch đại đế vương bên trong ít có anh minh thần võ, hỉ nộ không hiện ra sắc. Bất luận cái gì thời điểm đều lý trí đến gần như với vô tình, cấp hoàng hậu tôn trọng, cấp quý phi sủng ái, lại trước nay sẽ không vì bất luận cái gì nữ tử mà vi phạm một cái đế vương nguyên tắc, người làm đại sự xưa nay đều sẽ càng xu với vô tình, tiên đế. Yến Xuân đạm cười, bổn cung xác thật từ tiên đế trên người học được không ít, nói, nàng dương giọng mở miệng, nguyên bảo, nô tài ở, truyền Yến thống lĩnh cùng chiêu dương công chúa, đúng vậy, Yến Lan Phong. Phụng thiên môn chỗ, thân hình nhỏ gầy thiếu niên nổi giận đùng đùng, đuổi theo phía trước cao lớn đỉnh bạc nam tử, người cấp bản công chúa đứng lại, phụng thiên môn chỗ đương trị ngự lâm quân nhóm mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, một đôi mắt lại lặng lẽ liếc hướng nhà mình thống lĩnh, rõ ràng mang theo vài phần xem náo nhiệt ánh mắt, yến lăng phong bước chân hơi đốn, quay đầu nhìn thiếu niên, ti chức công vụ trong người, không rảnh cùng công chúa nói chuyện phím, mong rằng công chúa thứ tội, ai cùng ngươi nói chuyện phím. Thiếu niên cười lạnh, ta đang nói với ngươi chính sự. Thiếu niên này thoạt nhìn cũng liền 15, 16 tuổi, dung nhan tú mỹ tuyệt luân, một bộ nam trang dấu không được lã lướt mảnh khảnh dáng người, trắng nõn kiều mỹ nhân tức giận mà đỏ lên, càng hiện vài phần điêu ngoa cùng tinh thần phấn chấn. Lúc này một đôi đen nhánh mắt hạnh gắt gao nhìn chầm chầm Yến lăng Phong, mang theo vài phần tức giận, vài phần bất mãn, Yến lăng Phong mặt mày hơi rũ, ti chức có công vụ trong người, ta muốn cho mẫu phi cho chúng ta tứ hôn. Thiếu niên gắt gao nhìn chầm chầm hắn mắt, như là ở thử cái gì, ngươi đều lớn như vậy số tuổi, lại không thành hôn, chờ cô độc sống quãng đời còn lại sao, Yến Lăng Phong nhíu mày, thỉnh công chúa tự trọng, tự trọng cái quỷ, Yến Lăng Phong. Thiếu niên đúng là nữ giả nam trang chiêu dương công chúa, thấy Yến Lăng Phong lần nữa cự tuyệt, lạnh lùng chất vấn, ngươi có phải hay không có yêu thích người, Yến Lăng Phong trầm mặt không nói. Một thân ngự lâm quân thống lĩnh phục sức sấn đến hắn thân hình thon gầy đỉnh bạc, trầm ổn lạnh lùng, thoạt nhìn rất có một loại kiên nếu bàn thạch đáng tin cậy cảm. Chiêu dương công chúa không hề chớp mắt mà nhìn chầm chầm nàng, dây lát, quay đầu hướng hậu cung phương hướng đi đến, ta đi làm hoàng hậu tứ hôn, yến lăng phong sắc mặt khẽ biến, chiêu dương công chúa, nguyên bảo mang theo người đi tới khi, nên diện vừa lúc gặp được một thân nam trang trang điểm chiêu dương công chúa, hắn sửng sốt một chút, mới nhận ra thân phận của nàng, vội vàng hành lễ, nô tài tham kiến công chúa điện hạ, chiêu dương công chúa nhướng mày, nguyên bảo công công, ngươi tới làm gì? Nguyên Bảo cung kính cười nói, Hoàng hậu bệ hạ có chỉ, thỉnh công chúa cùng Yến thống lĩnh đi phượng nghi cung một chuyến. Chiêu dương công chúa quay đầu nhìn về phía Yến Lăng Phong, hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu hướng phượng nghi cung đi đến. Yến Lăng Phong nhấp môi, không nói một câu mà đuổi kịp. Chương 112 thỉnh Hoàng hậu tứ hôn, đến phượng nghi cung cửa cung ngoại. Chiêu dương công chúa cúi đầu nhìn nhìn chính mình trên người quần áo, nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Nguyên Bảo, Nguyên Bảo công công, ta đi trước đổi thân quần áo đi, như vậy thấy hoàng hậu giống như không quá thỏa đáng, dù sao cũng là muốn thỉnh hoàng hậu tứ hôn, vạn nhất hoàng hậu đối nàng không hài lòng làm sao bây giờ. Nguyên bảo nghe vậy sửng sốt, không dự đoán được xưa nay đi qua tùy hứng tiểu công chúa cũng sẽ bận tâm này đó, ngay sau đó cung kính cười nói, không có việc gì, hoàng hậu bệ hạ không thèm để ý cái này chi tiết, chính là, chiêu dương công chúa còn muốn nói gì, khóe mắt dư quan thoáng nhìn Yến Lăng Phong đã vào cửa cung tức khắc bất chấp thay quần áo điểm này việc nhỏ vội vàng theo đi lên ba bước cũng làm hai bước lướt qua hắn chiêu dương công chúa thẳng đi lên bậc thang nhấc chân liền bước vào cửa điện nguyên bảo có chút phản ứng không kịp vội vàng nhanh hơn bước chân hoàng hậu bệ hạ chiêu dương công chúa cùng yến thống lĩnh tới rồi chiêu dương tham kiến hoàng hậu tẩu tẩu dạ minh châu quỳ xuống cung cung kính kính mà hành đại lễ hoàng hậu tẩu tẩu vạn phúc kim an nàng có chút quá mức cung kính cung kính đến gần như nhiệt tình thái độ cùng nàng ca ca võ vương một chút đều không giống nhau thế cho nên yến xuân cùng nam ca toàn không tự chủ được mà ngẩng đầu triều nàng nhìn lại vừa lúc yến lăng phong nhấc chân mà nhập cũng thấy một màn này biểu tình hơi đốn yến lăng phong ngay sau đó quỳ một gối thần tham kiến hoàng hậu bệ hạ đều miễn lễ yến xuân ánh mắt hơi đổi đánh giá chiêu dương công chúa ăn mặc công chúa khi nào trà trộn vào ngự lâm quân làm việc chiêu dương công chúa đứng lên sắc mặt ngượng ngùng liền gần nhất mới trà trộn vào đi, ngự lâm quân thủ vệ cung đình an toàn, không phải công chúa chơi đùa nơi. Yến Xuân ngữ khí nhàn nhạt, không có lần sau, chiêu dương công chúa dĩ vãn ghét nhất có người nói giáo, nghe thế câu nói, nàng theo bản năng cảm thấy không cao hứng, nhưng mà nghĩ đến bên cạnh người còn đứng một cái Yến Lăng Phong, thả Yến Lăng Phong vẫn là hoàng hậu đại ca, sở hữu không cao hứng tức khắc hóa thành hư ảo, đa tạ hoàng hậu tẩu tẩu giáo huấn, ta về sau nhất định chú ý chiêu dương công chúa ngoan ngoãn đồng ý ta có một chuyện tưởng cầu hoàng hậu tẩu tẩu đáp ứng yến lăng phong quay đầu xem nàng sắc mặt hơi trầm xuống nói nói xem ta muốn gả cấp yến lăng phong chiêu dương công chúa căn bản không để ý tới yến lăng phong phản ứng nói lại quỳ xuống cầu hoàng hậu tẩu tẩu thành toàn không khí nhất thời trở nên vi diệu yến xuân trầm mặt mà uống ngụm trà tiếng nói gợn sóng bất kinh ngươi nên biết ngươi huynh trưởng cùng bổn cung có chút ăn tết hắn là hắn ta là ta chiêu dương công chúa gấp không chờ nổi mà đánh gãy nàng lời nói, huống hồ hoàng huynh hắn chỉ là miệng độc một chút, tính tình táo bạo một chút, cùng với đầu xuẩn một chút, kỳ thật không ý xấu, hoàng hậu tẩu tẩu cũng đừng cùng hắn chấp nhặt sao, yến xuân khóe miệng vừa kéo, nhìn vì đạt được mục đích liền chính mình hoàng huynh đều tận hết sức lực làm thấp đi chiêu dương công chúa, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì hảo, yến Lan phong cũng là nhíu mày không nói, đại ca nghĩ như thế nào. Yến Xuân ngước mắt Bình tĩnh mà nhìn về phía Yến Lăng Phong, ngươi hay không nguyện ý cưới Chiêu Dương công chúa làm vợ? Yến Lăng Phong trầm mặt một lát, chậm rãi lắc đầu, hoàng tộc có quy định, thượng công chúa liền không thể lại đảm nhiệm trong triều bất luận cái gì chức vụ, ta gả thấp cho ngươi không phải được rồi. Chiêu Dương lại một lần đánh gãy hắn nói, cũng vội vàng làm ra bảo đảm, ta sẽ không chậm trễ ngươi tiền đồ, cũng sẽ không bức bách ngươi làm bất luận cái gì ngươi không muốn làm sự tình, về sau gả đi hộ quốc công phủ giúp chồng dạy con. Phụng dưỡng cha mẹ chồng. À không đúng, cái kia bà bà hẳn là không cần ta phụng dưỡng, ta chỉ lo giúp chồng dạy con là được, ngươi không cần có bất luận cái gì cố kỵ. Nàng này phó hận gã bộ dáng thực sự vượt quá Yến Lăng Phong đoán trước, nhìn chầm chầm Chiêu Dương nhìn thật lâu, Yến Lăng Phong nhất thời cũng không biết phải nói chút cái gì. Một hồi lâu, mới nói, sẽ không bức bách ta làm bất luận cái gì ta không muốn làm sự tình, Chiêu Dương công chúa gật đầu, đều phát triển tay thề, bảo đảm sẽ không. Nếu ta không nghĩ cưới ngươi đâu." Chiêu Dương công chúa sắc mặt cứng đờ, không nói một câu mà nhìn hắn, "Ngươi trong lòng đã có thích nữ tử?" Yến Lăng Phong nhíu mày, "Là ai?" Chiêu Dương mày nhăn lại, "Nói cho ta, xem ta không lột nàng da." Yến Xuân đạm cười, "Chiêu Dương công chúa tưởng lột ai da?" Chiêu Dương công chúa cứng lại, tức khắc khí thế toàn vô, nàng nhìn nhìn Yến Xuân, lại nhìn mắt đứng ở Yến Xuân bên cạnh người nam ca, trong đầu hiện lên trong cung gần nhất phát sinh từng cọc sự tình tức khắc cảm thấy hoàng hậu ý cười nhìn rất nguy hiểm, liền mẫu phi đều nói hoàng hậu là cái tàn nhẫn độc ác nữ nhân, không đến vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn đừng đi trêu chọc nàng, nàng hiện tại là người điên, bất quá chiêu dương công chúa thực mau buồn bực, hoàng hậu dung mạo sinh đến như vậy Mỹ, khí độ như vậy thanh lãnh tuyệt diễm, ngồi ở chỗ kia chính là một bộ ung dung hoa quý bộ dáng, nơi nào giống người điên, ho nhẹ một tiếng, chiêu dương công chúa thực mau kẻ thức thời trang tuấn kiệt, ta vừa mới chính là nói chơi. Không có muốn bái ai gia, đại ca thích Chiêu Dương công chúa sao?" Yến Lăng Phong sửng sốt, ngay sau đó trầm mặt mà nhìn về phía Chiêu Dương công chúa. Chiêu Dương công chúa mắt trong mong mà nhìn hắn. Yến Lăng Phong trầm mặt thật lâu sau, đại khái ở trong lòng cân nhắc một phen, giây lát, chậm rãi gật đầu, nghe hoàng hậu bệ hạ làm chủ, hoàng hậu tẩu tẩu, hắn đồng ý. Chiêu Dương công chúa hưng phấn mà ngẩng đầu, đầy mặt hồng quang, kích động không thôi, còn thỉnh hoàng hậu cho chúng ta tứ hôn thành thân lúc sau ta nhất định đem hoàng hậu tẩu tẩu trở thành thân muội muội. A à không phải, ta ý tứ là nói, ta nhất định mỗi ngày đến thăm hoàng hậu, tẩu tẩu làm ta làm gì ta liền làm gì, vượt lửa quá sông sẽ không tiếc, chương 113 từng ngày thật là đen đuổi, chiêu dương thích yến lăng phong. Võ vương trong phủ, đêm dung cẩn sắc mặt lạnh như băng sương, nàng là mắt mù vẫn là bị ma quỷ ám ảnh, cư nhiên thích cái kia độc phụ đại ca, gần chút thời gian hắn thương thế đã có điều chuyển biến tốt đẹp, có thể xuống giường trạm trong chốc lát, cũng có thể ở trong phòng đi lên hai bước, chỉ là sắc mặt vẫn là tái nhợt suy yếu, vừa thấy chính là bệnh nặng chưa lành bộ dáng, ngươi đừng có gấp sao. Quý Thái Phi ngày gần đây thường xuyên ra cung thăm nhi tử, nghe vậy vội vàng trấn an, Yến Lăng phong tuấn tú lịch sự, tính tình trầm ổn, trong phủ lại không có lung tung rối loạn nữ nhân, còn không dạo thanh lâu, như vậy nam tử đốt đèn lồng đều khó tìm. Chiêu Dương thích hắn cũng bình thường, bình thường cái quỷ. Võ Vương lửa giận tràn đầy, xả đến phía sau thương thế, đau đến hắn nghe răng nhếch miệng, nàng chính là cái không đầu óc ngu xuẩn, hắn một thân thương là ai kịp tác, hộ bộ thượng thư là chiếc ở trong tay ai, Yến Xuân cái kia ác độc nữ nhân, định là muốn dùng Chiêu Dương đắng đo bọn họ, này đáng chết lại xảo trá nữ nhân, hắn tuyệt không sẽ đồng ý Chiêu Dương gả cho Yến Lăng Phong. Chiêu Dương cũng tới rồi gã chồng tuổi, kiến lăng phong thân phận cũng xứng đôi bất quá ở nàng gã chồng phía trước cẩn nhi ngươi hôn sự có phải hay không nên suy xét suy xét quý thái phi ở hắn đối diện ngồi xuống mày túc đến gắt gao ngươi có hay không tâm duyệt nữ tử võ vương uống ngụm trà trong đầu hiện lên yến xuân kia trương thanh lệ minh diễm lại lãnh khóc vô tình mặt sắc mặt đương trường lạnh xuống dưới không có thừa tướng gia cháu gái liền không tồi quý thái phi như là lơ đãng mà mở miệng nếu ngươi có thể cưới nàng cưới nàng còn có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế không thành võ vương ngước mắt xem nàng cười lạnh liên tục mẫu phi có thể hay không đừng lại suy xét này đó không thực tế sự tình yến xuân cái kia không từ thủ đoạn nữ nhân sẽ trơ mắt nhìn ta cưới nam gia cháu gái đừng nói thừa tướng có thể hay không đồng ý liền tính bọn họ đồng ý yến xuân cũng không có khả năng đáp ứng chuyện này võ vương phiền lòng thật sự mẫu phi đi về trước đi làm ta một người lẳng lặng, lặng. ngươi đều tỉnh nhiều ngày như vậy còn muốn như thế nào tỉnh quý thái phi không để ý tới hắn bực bội ngươi trước nói cho ta yến lăng phong thế nào võ vương biểu tình trầm xuống hắn mọi thứ đều hảo nhưng cùng ta là đối thủ một mất một còn mẫu phi ngươi có phải hay không hồ đồ thái phi nương nương vương gia quản gia vội vàng mà đến trên mặt mang theo vài phần kinh ngạc trong cung mới vừa truyền đến tin tức hoàng hậu cho nàng huynh trưởng cùng chiêu dương công chúa ban hôn sự không khí một tỉnh Võ vương sắc mặt xanh mét, nổi trận lôi đình, cái này đáng chết nữ nhân, nàng dựa vào cái gì làm chủ chiêu dương hôn sự, hoàng hậu mới vừa ban hôn sự. Quý Thái Phi phản ứng không nhi tử như vậy kích động, chỉ là xác định dường như nhìn quản gia, chiêu dương nói như thế nào. Yến Lăng Phong đồng ý sao, nghe nói hôn sự này là công chúa Điện Hạ cầu hoàng hậu ban cho, Yến Thống lĩnh còn không quá nguyện ý, hắn không muốn. Võ Vương giận tím mặt, Yến Xuân là cái ngu xuẩn, Yến Lăng Phong cũng là cái ngu xuẩn. Chiêu Dương muốn mỹ mạo có mỹ mạo, muốn thân phận có thân phận, điểm nào xứng bất quá hắn, hắn cư nhiên dám ghét bỏ, chính là. Hắn dựa vào cái gì ghét bỏ ta nữ nhi? Quý Thái Phi lạnh lùng cười, ta cũng chưa ghét bỏ hắn là cái thô lỗ võ tướng, hắn còn dám ghét bỏ nhà ta Chiêu Dương, quản gia ngượng ngùng nói, không. Không phải ghét bỏ, Yến Thống lĩnh nói hắn không xứng với công chúa, này còn không phải ghét bỏ sao? Quý Thái Phi lạnh lùng trừng mắt hắn, Yến Lăng Phong muội muội là hoàng hậu, hắn chính là quốc cửu, quốc cửu xứng công chúa không phải trời đất tạo nên một đôi nhi, như thế nào liền không xứng với. Hắn rõ ràng chính là ghét bỏ nữ nhi của ta, quản gia nghe vậy, nhịn không được lau lau cái tráng hãn, cho nên Yến Lăng Phong rốt cuộc là xứng đôi công chúa, vẫn là không xứng với công chúa, chương 114 trường người khác chí khí, diệt chính mình uy phong, ngươi trước đi ra ngoài đi. Võ Vương phất phất tay, có chút không kiên nhẫn, ngày này thiên thật là đen đuổi, hắn hiện tại một chút đều không muốn nghe đến trong cung nữ nhân kia tin tức, mỗi lần nghe được chuẩn không chuyện tốt, nhưng càng là không muốn nghe, liền lâu lâu nghe được, hôm nay nói nàng bị bái vì nhiếp chính hoàng hậu, ngày mai nói nàng hạ chỉ xét nhà, hậu thiên lại nói nàng phải cho công chúa tứ hôn, thật đúng là không dứt, nữ nhân kia thật là hận không thể đem giả tâm viết ở trên mặt, làm tất cả mọi người biết nàng tưởng xưng vương xưng bá. Võ vương ngữ khí lãnh lệ, ta sớm muộn gì làm nàng từ cái kia vị trí thượng lăng xuống tới, quý thái phi nghe vậy, chần chờ mà nhìn hắn, cẩn nhi, ngươi nói chúng ta còn có thể vặn ngã nàng sao, võ vương mặt vô biểu tình mà nhìn nàng, trong lòng lần đầu tiên không có đế, nếu không, quý thái phi thật cẩn thận mà mở miệng, lo lắng mất uy nghiêm, nếu không chúng ta như vậy nhận mệnh, làm chiêu dương gã cho yến lăng phong được, kể từ đó. Về sau cùng Yến Xuân cũng coi như là người một nhà, nàng không phải không lý do đối phó ngươi, ta sợ nàng sao? Võ vương không vui, mẫu phi này rõ ràng là trường người khác chí khí, diệt chính mình uy phong, quý thái phi thở dài, ngươi nếu là nàng đối thủ, lúc này ngồi ở thái hậu vị trí thượng người kia chính là ta, võ vương biểu tình cứng đờ, bất quá trừ phi nàng cam tâm tình nguyện đỡ ngươi ngồi trên ngôi vị hoàng đế, nếu không liền tính ngươi đoạt ngôi vị hoàng đế lại đây, về sau cũng vô pháp thoát khỏi mưu quyền soán vị bêu danh, quý thái phi nhíu mày nghĩ nghĩ, cho nên chúng ta có thể thay đổi lề lối, trước cùng nàng kỳ hảo, về sau nói không chừng nàng liền đem ngôi vị hoàng đế nhường cho ngươi đâu. Lời vừa nói ra, võ vương quỷ dị mà trầm mặt, thật lâu sau mới nói, làm phụ hoàng hậu cung tam đại người thắng chi nhất, ta kỳ thật đặc biệt tò mò, mẫu phi như thế thiên chân, là như thế nào sống đến bây giờ, quý thái phi cứng đờ, võ vương tâm tình không tốt, không nghĩ nói thêm nửa lời nói, xoay người đi đến nội thất ở trên giường bò xuống dưới, hắn chán ghét yến xuân phi thường phi thường phi thường chán ghét, chán ghét đến hận không thể một trưởng đem nàng chụp chết, nhưng mà mặc kệ võ vương cùng quý thái phi là cái gì ý tưởng, tứ hôn ý chỉ vẫn là ban xuống dưới, chiêu dương công chúa thông tuệ lương thiện, tính tình đoan trang, tài tình xuất chúng, đặt tứ hôn cấp hộ quốc công phủ đích trưởng tử Yến Lan Phong, khâm thiên dám chọn ngày lành tháng tốt, năm nay trong vòng thành hôn, ý chỉ vừa ra, cả triều văn võ lại là một trận ồ lên. Lần này đảo không phải nhiều phản đối, mà là rõ ràng chính xác mà cảm thấy khiếp sợ, bọn họ thậm chí hoàn toàn không hiểu hoàng hậu đang làm cái gì tên tuổi, Chiêu Dương công chúa là ai, nàng là Võ Vương muội muội, Quý thái phi nữ nhi, tính tình điêu hoa tùy hứng, ngang ngược vô lý, tính tình táo bạo cùng Võ Vương không hề thua kém, đương nhiên này đó đều không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là nàng là Võ Vương muội muội, Võ Vương là Yến Xuân đối thủ một mất một còn đã hoàn toàn xé rách mặt hận không thể ở đối phương trên người chọc cái lỗ thủng đối thủ một mất một còn. Hoàng hậu cư nhiên đem như vậy một nữ tử tứ hôn cho chính mình đại ca, nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, quý thái phi cũng muốn biết nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Hồi cung lúc sau, quý thái phi thay đổi quần áo liền đi phượng nghi cung, nhìn dựa nghiêng ở mỹ nhân trên giường đọc sách Yến Xuân, nàng lạnh lùng hỏi, hoàng hậu, nữ nhi của ta hôn sự chính mình còn không có có thể làm chủ, liền luôn được đến ngươi nhọc lòng ngươi dựa vào cái gì đem nàng tứ hôn cấp yến lăng phong yến xuân đã xử lý xong cả ngày chính vụ lúc này toàn thân thả lỏng lại đọc sách cũng không có xem đến nhiều nghiêm túc mà là ở suy tư bước tiếp theo kế hoạch quý thái phi đã đến cũng không tại dự kiến ở ngoài nghe được quý thái phi những lời này nàng chơi lười cười thái phi câu này chất vấn hẳn là đi hỏi ngươi chính mình nữ nhi chạy tới bổn cung trước mặt hỏi cái gì quý thái phi cả giận nói hôn sự là ngươi cái này hoàng hậu ban cho ta không hỏi ngươi hỏi ai hôn sự là chính ngươi nữ nhi tự mình tới bổn cung trước mặt cầu yến xuân sửa đúng nàng cách nói hơn nữa chưa dương công chúa trái với cung quy trước đây nữ giả nam trang lẫn vào ngự lâm quân dựa theo pháp lệnh lúc này lấy mưu phản chi tội xử tử bổn cung trạch tâm nhân hậu chưa cho nàng biết tội ngược lại thành toàn nàng một cọc tốt đẹp hôn sự quý thái phi nhưng thật ra có chút không biết tốt xấu quý thái phi nghe vậy cả kinh nàng nữ giả nam trang trà trộn vào ngự lâm quân Yến Xuân đuôi lông mày hơi chọn, "Yêu cầu ta cho ngươi tìm mấy cái chứng nhân, này đảo không cần." Quý thái phi vẫy vẫy tay, bỗng nhiên có chút tự tin không đủ, "Ta chỉ là cảm thấy, nếu thái phi cảm thấy không thích hợp, cũng có thể đi theo chính mình nữ nhi thương nghị thương nghị, bổn cung còn không phải hoàng đế, ngẫu nhiên thay đổi xoành xoạch một lần cũng không sao." Yến Xuân nói, ngữ khí lộ ra vài phần không chút để ý hờ hững, "Việc hôn nhân này tùy thời có thể hủy bỏ." quý thái phi vừa nghe hôn sự có thể hủy bỏ khí thế càng thêm yếu đi cái kia ta không phải ý tứ này yến xuân cúi đầu đọc sách không hề để ý tới nàng quý thái phi trước kia có từng đã chịu như thế chậm trễ thấy yến xuân này phó không chút để ý bộ dáng nhất thời lại là không vui lại là ẩn nhẫn bực bội cảm xúc ở phế phủ đánh cái chuyển quý thái phi phi thường tưởng lãnh khóc khí phách mà tuyên bố một câu ta nữ nhi tuyệt không gả cho yến lăng phong nam nhân kia đặc biệt là thoáng nhìn yến xuân kia phó hỗn không thèm để ý biểu tình này cổ ra xúc động càng thêm mãnh liệt nhưng mà nghĩ đến bị kê biên tài sản hộ bộ thượng thư phủ nghĩ đến yến xuân nữ nhân này liền chính mình phụ thân đều có thể đối phó lại nghĩ đến yến lăng phong như vậy ưu tú nam tử sát thật khả ngộ bất khả cầu quán khí cùng bực bội một chút bị nước lạnh tưới diệt quý thái phi muốn nói gì giật giật miệng lại phát hiện không có gì nhưng nói vì thế cuối cùng cái gì cũng chưa nói giận dữ xoay người rời đi chương 115 xuẩn một chút càng dễ dàng đối phó, võ vương cùng chiêu dương công chúa hẳn là đều là tùy quý thái phi tính tình. Nam ca không lưng cấp yến xuân thêm trà, khách quan mà làm cái đánh giá, bọn họ đặc biệt giống một nhà ba người, yến xuân mặt mày khẽ nâng, tưởng tượng thấy miệng kịch độc thời khắc ở phung hỏa võ vương, bạo tính tình quý thái phi cùng chiêu dương công chúa, chậm rãi gật đầu, đích xác, bọn họ xác thật là một nhà ba người. Tiên đế đều bị bài trừ bên ngoài, Tuy rằng chiêu dương công chúa điêu hoa tùy hứng, nhưng cũng không thể bởi vậy liền cho rằng nàng nhất định là tâm tư đơn thuần. Kiến xuân ngữ khí hơi thâm, nên phòng vẫn là muốn phòng. Quý Thái Phi có thể ở tiên đế hậu cung sinh tồn đến nay, còn che chở chính mình một đôi nhi nữ bình yên vô sự, tuyệt đối không thể giống mặt ngoài như vậy chỉ có bạo tính tình, mà không một điểm lòng dạ tâm cơ, nam ca gật đầu, bệ hạ yên tâm. Đãi thành thân ngày ấy, làm ma ma nhiều chọn mấy cái lanh lợi cung nhân của hồi môn qua đi. kiến Xuân ừ một tiếng, Nguyên Bảo đi vào tới, bẩm báo nói, Hoàng hậu bệ hạ, tần cô nương cầu kiến, làm nàng tiến vào, đúng vậy, nghĩ đến tần yêu nhiêu, nam ca nhíu mày, tần yêu nhiêu tuy dung mạo kiều Mỹ, nhưng trời sinh tính điệu thấp nhút nhát, bệ hạ làm nàng tiến cung có thể tạo được tác dụng sao, kiến Xuân nghe vậy, biểu tình có chút vi diệu, ta nguyên bản là muốn cho nàng tiến cung mê hoặc hoàng thượng, nàng dung mạo chính thích hợp, dạ dung huyên lại là cái phong lưu hạ tiện phôi, ngăn cản không được nàng mỹ mạo dụ hoặc, nàng nói, trên mặt hiện lên vài phần chán ghét, ai biết hắn như thế vô dụng, không đợi đến mỹ nhân mê hoặc, liền một đầu thua tại yến tuyết trong tay, làm tần yêu như tiếng cung ngày đó, nàng nghĩ tần yêu như tốt xấu so yến tuyết phong tình vạn chủng, càng có thể câu lấy nam nhân tâm hồn, từ nàng hầu hạ dạ dung huyên một đoạn thời gian, vừa vặn có thể thúc đẩy hoàng đế trầm mê nữ sắc. Từ đây bất tảo triều, lời đồn đãi đương nhiên mà làm dạ dung huyên làm một cái hôn quân kim con rối hoàng đế. Ai ngờ đến hắn cư nhiên như thế hạ tiện, bụng đói ăn quàng tới rồi liền tự thân tình cảnh đều không quan tâm nông nổi. Yến tuyết trong sạch không ở, ở mọi người trong mắt đã rơi xuống không bị kiềm chế ấn tượng. Nguyên tưởng rằng dạ dung huyên tốt xấu sẽ bận tâm chính mình vua của một nước uy nghiêm ổn trọng, kịp thời rời xa yến tuyết, không nghĩ tới. Thật là chính mình tìm đường chết người, thần tiên đều kéo không được, bổn cung trước kia mắt mù, thế nhưng coi trọng như vậy một cái ngu xuẩn lại người vô sĩ, Yến Xuân buông trong tay thư, bưng lên chén trà hạp khẩu trà, thanh âm đạm mạc như tuyết, bất quá xuẩn một chút cũng hảo, càng dễ dàng đối phó, nàng hiện tại đã không cần ở dạ dung huyên trên người lãng phí nhiều ít tâm tư, càng nhiều thời giờ cùng tinh lực muốn đặt ở củng cố chính mình địa vị thượng, thống trị quốc gia cùng cầm quyền chẳng những không xung đột, tương phản sẽ càng ngày càng thúc đẩy chính mình địa vị củng cố. Yến Xuân không khỏi nghĩ đến kiếp trước, dạ dung huyên xuất thân thấp hèn, từ nhỏ đến lớn tiếp xúc chính vụ thiếu, thậm chí liền đọc sách luyện võ đều so ra kém mặt khác hoàng tử. Đăng cơ trước vẫn luôn ở Yến Xuân dưới sự trợ giúp bận về việc trù tính, đăng cơ lúc sau, hắn đối chính vụ cũng hoàn toàn không thuần thục, thậm chí liền chính mình quốc gia ranh giới có bao nhiêu đại, binh mã có bao nhiêu, dạ dung huyên đều là cái biết cái không. Kiếp trước Yến Xuân thích hắn, cho nên sẽ nhẫn nại tính tình nhất nhất cùng hắn giảng giải, hơn nữa thừa tướng thiệt tình phụ tá, chỉ dùng nửa năm thời gian, dạ dung huyên là có thể thành thạo xử lý chính vụ, cùng các đại thần thương thảo quốc gia đại sự. Hiện giờ đừng nói kiên nhẫn, liền cùng hắn ở chung một phòng đều làm Yến Xuân cảm thấy phiền chán. Có kiếp trước kiếp này trải qua, Yến Xuân đối chính vụ sớm đã quen thuộc với tâm, trong triều có thừa tướng phụ tá, trong cung có ngự lâm quân làm hậu thuẫn. Hướng ra ngoài các đại quan viên chi gian còn có huyền ẩn điện thế nàng nhìn chằm chằm, khống chế một cái hoàng triều, làm tốt thống trị quốc gia, binh phòng bố trí cùng bá tánh sinh kế đối yến xuân tới nói cũng không phải một kiện nhiều khó sự tình chân chính khó là đánh vỡ thế nhân đối nam tôn nữ ti truyền thống quan niệm nhận tri đương nhiên mưu toan thay đổi bọn họ nhận tri cùng quan niệm đồng dạng là một kiện buồn cười sự tình cho nên yến xuân duy nhất có thể làm không phải thay đổi bọn họ mà là cường đại đến làm cho bọn họ không dám không từ thế bổn cung nghĩ chỉ yến xuân bình tĩnh mà mở miệng phân phó triệu tương châu phượng gia đại phòng ấu tử vào cung, cấp thái tử làm bạn đọc, hạng bọn họ một tháng trong vòng đưa lại đây, nếu không lấy kháng chỉ chi tội luận xử, nam ca đồng ý, đúng vậy, chương 116 mỹ nhân quyến rũ, tần yêu nhiêu tiếng điện, chưa kịp hành lễ, yến xuân liền đứng dậy đi ra ngoài, không cần đa lễ, tùy bổn cung đi gặp hoàng thượng đi, đúng vậy, tần yêu nhiêu cúi đầu đi theo phía sau, một đường không nói chuyện, đến sùng minh điện, xa xa liền nghe được một tiếng gầm nhẹ, trẫm muốn gặp Yến Xuân. Các ngươi có nghe hay không? Trẫm mệnh lệnh các ngươi, lập tức đi đem hoàng hậu mời đi theo, các cung nhân trầm mặt mà quỳ trên mặt đất, giống một tôn tôn thạch điêu, hoàng hậu bệ hạ giá lâm, một tiếng thông báo vang lên, dạ dung huyên cơ hồ trước kia sở không có quá nhanh chóng độ từ trên giường xoay người dựng lên, quay đầu hướng ra ngoài nhìn lại, một bộ hoa phục yến xuân bước vào ngạch cửa, ung dung hoa quý bộ dáng như là huề bọc muôn vàng phong hoa mỹ đến làm người nín thở. Dạ Dung Huyên đáy mắt xẹt qua một mặt kinh diễm, ngay sau đó dơ lên một mặt lấy lòng ý cười, Xuân Nhi, Yến Xuân đuôi lông mày hơi chọn, xa xa liền nghe được Hoàng thượng trung khí mười phần rống giận, xem ra Hoàng thượng thương thế đã có điều chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa như thế tưởng niệm bổn cung, khi nói chuyện, nàng không chút để ý mà quay đầu nhìn quét trên mặt đất, mãn điện toái sứ hỗn độn, cung nhân thật cẩn thận mà quỳ trên mặt đất thu thập, Dạ Dung Huyên đứng dậy đi tới, Xuân Nhi, ta xác thật tưởng ngươi, tần thiếp tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, nhu nhược thanh âm bỗng nhiên vang lên, âm sắc dễ nghe, mang theo một chút đặc thù ý nhị, dạ dung huyên quay đầu nhìn lại, ngay sau đó ngẩn ra, trước mắt nữ tử này dung mạo sinh đến thật sự là xuất sắc, tóc dài như thác nước, da thịt thắng tuyết, ba nghìn tóc đen đơn giản vãn một cái búi tóc, một thân cung trang giấu không được quyến rũ khuynh quốc chi sắc, là cái làm nam tử vô pháp kháng cự trình độ đặc biệt mặt mày buông xuống gian, làm như bao trùm một mạc không hòa tan được thanh sầu, làm người không tự chủ được mà sinh ra mấy phần thương tiếc chi tâm, bức thiết mà muốn hiểu biết nàng trong lòng ý tưởng. Nếu nói Yến Xuân là một đóa mỹ diễm mà cao quý mẫu đơn, Nam Ca là thanh lãnh hoa mai, như vậy Tần Yêu Nhiêu chính là một đóa vũ mỹ anh túc, làm người gấp không chờ nổi mà muốn hái, cũng muốn ngừng mà không được. Dạ Dung Huyên thất thần một lát, thực mau che giấu dường như dời đi tầm mắt, nhìn về phía Yến Xuân cũng làm bộ không chút để ý mà nói, Xuân Nhi, đây là, đây là mới vừa tiến cung tần gia thứ nữ, khuê danh quyến rũ. Yến Xuân ngữ khí nhàn nhạt, cùng hắn cùng nhau đi vào nội điện, hoàng thượng gần đây long thể thiếu an, bên người không cái tri kỹ người chiếu cố, ta không yên lòng, dạ dung huyên thần sắc hơi cương, ngay sau đó đạm cười, trẫm thân thể đã khá hơn nhiều, hoàn toàn có thể bình thường xử lý chính vụ, không cần người bên người chiếu cố, đặc biệt là nữ tử hắn nhịn không được hoài nghi, Yến Xuân đem tần yêu nhiêu như vậy mỹ nhân lộng tiếng cung, rốt cuộc là thật sự chiếu cố hắn, vẫn là cố ý thử hắn, nghĩ đến bị trượng giết Yến Tuyết, dạ dung huyên trong lòng đã hận thấu Yến Xuân, hắn không thể không hoài nghi, Yến Xuân đem tần yêu nhiêu lộng tiếng cung tới, có phải hay không tưởng trò cũ trọng thi, nếu hắn thật sự đối tần yêu nhiêu có sủng ái, tiếp theo cái bị trượng giết người có thể hay không chính là nàng. Dạ Dung Huyên đối loại này thử phi thường không vui, Yến Xuân thật là càng ngày càng ấu trĩ, cả ngày cùng cái tranh giành tình cảm tiểu nữ nhân dường như, nơi nào có nửa điểm mẫu nghi thiên hạ lòng dạ, bất quá như vậy cũng hảo, nàng càng là thích tranh giành tình cảm, liền càng chứng minh nàng trong lòng vẫn là để ý hắn, trượng sát lâm anh cùng Yến Tuyết hẳn là chỉ là bạo nộ dưới xúc động, hoặc là nói, hẳn là thấy hắn bởi vì đi Yến Tuyết mà rơi đơn bị thương, cho nên mới nổi trận lôi đình. Dạ Dung Huyên trong lòng đột nhiên hiện lên cái này ý tưởng, nhịn không được lại bốc cháy lên hy vọng, hoàng thượng nói nói gì vậy? Yến Xuân đi tới, tại mép giường ngồi xuống, quyến rũ là hoàng thượng chiêu nghi, hầu bệnh vốn là thuộc bổn phận việc, huống hồ có cái tri kỷ người hầu hạ, ta cũng an tâm, dạ dung huyên chán ghét nàng dối trá làm ra vẻ, hận nàng tàn khốc vô tình, càng sợ hãi với nàng giả tâm bừng bừng, vạn nhất nàng thật sự tưởng vẫn luôn buông rèm chấp chính, hắn đem không hề sức phản kháng. Dạ Dung Huyên mấy ngày nay suy nghĩ cẩn thận, vì lâu dài tương lai, vì cửu ngũ chí tôn vị trí, vì về sau trưởng thực quyền nơi tay, không đến mức lại lần nữa bị quản chế với người, hắn quyết định nhẫn hết thảy sở không thể nhẫn, giấu tài, làm Yến Xuân buông oán khí, lúc sau còn có thể xử một chút khổ nhục kế, làm Yến Xuân đau lòng hắn, cứ như vậy, có lẽ có thể làm ít công to, nghĩ như vậy, dạ dung huyên đi theo ngồi vào bên người nàng, nếu Xuân Nhi thiệt tình đau ta, không bằng cho ta an bài một cái có kinh nghiệm thái giám. Yến Xuân cười như không cười, Hoàng thượng thật là kỳ quái, trước kia bổn cung không nghĩ làm ngươi lâm hạnh hậu cung phi tử khi, ngươi lén lúc một hai phải đi, lúc này bổn cung tự mình đem người cho ngươi đưa tới, ngươi ngược lại ra sức khước từ trang chính nhân quân tử, tiện không tiện A, à, chương 117 thề với trời, giọng nói rơi xuống đất, trong điện bỗng chốc tỉnh xuống dưới, tầng yêu nhiêu sắc mặt trắng bệch, từ tiếng điện đến bây giờ, đế hậu hai người đối thoại khiến cho nhân tâm kinh không thôi, càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, đại yến xuân một câu tiện không tiện A à, xuất khẩu, nàng mới kinh ngạc phát hiện không phải chính mình ảo giác, hoàng thượng cùng hoàng hậu đây là. Đây là nháo cương, hoàng hậu nương nương thế nhưng như thế không e dè mà nhục mạ hoàng thượng, dạ dung huyên biểu tình có trong nháy mắt cương bạch, phế phủ có loại quen thuộc sát khí như sóng đào mãnh liệt mà đến, làm hắn hận không thể đương trường giết yến xuân, làm nàng cùng lâm anh cùng yến tuyết giống nhau bị kéo đi ra ngoài sống sờ sờ đánh chết nhưng mà đại khái tuyệt vọng tình cảnh có thể bước ra người vô hạn tiềm năng. Cảm xúc mất khống chế chỉ ở trong nháy mắt, ngắn ngủi đến cơ hồ làm hắn tưởng ảo giác, dạ dung huyên thực mau điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc, Xuân Nhi. Dạ dung huyên rủ mắt, mặt mày xẹt qua một mặt cô đơn chi sắc, ngươi đã trưởng giết trẫm bên người Lâm Anh, đem chính ngươi muội muội cũng xử tử, chẳng lẽ còn không thể làm ngươi nguôi giận, tần yêu nhiêu lại là trong lòng trầm xuống, hoàng hậu trưởng sát hoàng đế bên người đại tổng quản, còn giết chính mình muội muội. Trên sống lưng chảy ra tinh miệng mồ hôi lạnh, nàng cảm thấy chính mình hôm nay bất hạnh nghe được những lời này, cũng đủ nàng ngày sau chết thượng một trăm lần, không thể. Yến Xuân ngữ khí lãnh ngạnh, không mang theo nửa phần mềm ấm, hoàng thượng không đem tự thân an nguy để ở trong lòng, bổn cung tự nhiên cũng không cần thiết thế ngươi đau lòng, dạ dung huyên trong lòng vừa động, từ những lời này nghe được một chút hy vọng, cho nên Yến Xuân kỳ thật vẫn là sinh khí với hắn bị thương, hắn miếng môi, ấy nấy mà tự trách mà nhìn Yến Xuân, ta thật sự biết sai rồi, không nên không màng tự thân an nguy, không nên gạt ngươi đi tìm Yến Tuyết, nhưng ta dám đối với thiên thề, ta ngày đó buổi tối cùng nàng không có phát sinh bất luận cái gì sự tình, Yến Xuân cười lạnh, ánh mắt lương bạc, thật sự, ta thề với trời. Dạ Dung Huyên như là rốt cuộc chờ tới rồi một lời giải thích cơ hội, gấp không chờ nổi mà dơ lên ba ngón tay, Xuân Nhi, ta chỉ là tưởng trấn an nàng. Làm nàng hảo hảo đãi ở lãnh cung tỉnh lại, đừng lại gây sóng gió, trước sau không đến một chén trà nhỏ công phu ta liền rời đi, không nghĩ tới, không nghĩ tới sẽ nửa đường bị tập kích. Dạ Dung Huyên nói, biểu tình xấu hổ mà tức giận, cái kia to gan lớn mật nghịch tặc, đã trẫm tra được hung thủ, nhất định đem hắn bầm thay vạn đoạn, yến xuân hừ lạnh một tiếng. Hoàng thượng không nghĩ tới sự tình quá nhiều, làm một cái hoàng đế, ở chính mình trong cung bị tập kích, quả thật trên đời này lớn nhất chê cười dạ dung huyên một cái kính mà cúi đầu nhận sai tần chiêu nghi yến xuân đứng lên ngước mắt nhìn tần yêu nhiêu ngày mai bắt đầu ngươi mỗi ngày buổi sáng lại đây hầu hạ hoàng thượng dùng đồ ăn sáng đồ ăn sáng lúc sau hoàng thượng nói trong chốc lát lời nói mỗi lần nói chuyện thời gian không được vượt qua nửa canh giờ bởi vì hoàng thượng còn muốn dưỡng thương tần yêu nhiêu cung kính đồng ý đúng vậy giữa trưa lại đây hầu hạ hoàng thượng dùng cơm trưa ngủ trưa lúc sau cũng có thể bồi hoàng thượng nửa canh giờ Yến Xuân bổ sung một câu, mỗi ngày sớm muộn gì hai lần chén thuốc đừng quên, sẽ có người chiên hảo đưa lại đây, ngươi hầu hạ hoàng thượng uống xong, tần yêu nhiêu gật đầu, tần thiếp tuân chỉ, nhớ kỹ, không được bất luận cái gì người không liên quan bước vào sùng minh điện, nếu là nhiễu hoàng thượng tỉnh dưỡng, bổn cung sẽ hỏi ngươi tội, biết không, đúng vậy, dạ dung huyên vội vàng bắt lấy tay nàng, Xuân Nhi, ta không cần tỉnh dưỡng, hoàng thượng. Yến Xuân giơ tay đẩy ra hắn làm càng tay, ngươi thương thế chưa lành, không cần cậy mạnh, dạ dung huyên cứng đờ thu hồi tay, Yến Xuân cũng không quay đầu lại mà xoay người đi ra ngoài, dạ dung huyên đi đến cửa điện trước, trầm mặt mà nhìn chầm chầm Yến Xuân thân ảnh, trên mặt biểu tình một chút ngưng kết, ánh mắt trở nên lạnh lẽo mà hung ác nham hiểm, cặp kia rũ tại bên người tay cũng chậm rãi nắm chặt, Yến Xuân, Yến Xuân, Yến Xuân, chương 118 bổn cung chính là người điên, hôm sau lâm triều. Nam ca ở triều thượng tuyên đọc xong hoàng hậu ý chỉ, triệu tương châu phượng gia ấu tử tiến cung làm thái tử thư đồng hạng một tháng trong vòng đến hoàn thành tuyên đọc xong ý chỉ mãn điện yên tĩnh không tiếng động các đại thần biểu tình có chút giải ra có chút mờ mịt lẫn nhau hai mặt nhìn nhau một trận hồn nhiên không biết hoàng hậu này nghĩ cái gì thì muốn cái đó quyết định là có ý tứ gì hoàng thượng cùng hoàng hậu chưa có một đứa con từ đâu ra thái tử thư đồng phượng vương ngẩng đầu nhìn ngồi ở phượng ghế yến xuân biểu tình khó coi đến cực điểm còn thỉnh hoàng hậu bệ hạ minh kỳ, hôm nay không có con nối giỏi, chẳng lẽ về sau cũng không có. Yến Xuân Thanh âm lạnh nhạt, phượng gia ấu tử tuổi còn nhỏ, tiếng cung còn muốn học tập một đoạn thời gian trong cung quy cũ, đã thích ứng cung đình sinh hoạt, vừa lúc thái tử cũng nên sinh ra, phượng vương cơ hồ phải bị này hoang đường lý do khí cười, quả thực là chê cười, phượng gia ấu tử muốn học quy cũ, kia thái tử mới sinh ra là có thể đọc sách tập võ không thành vạn nhất đệ nhất thai không phải hoàng tử mà là công chúa đâu, huống chi lấy hoàng thượng cùng hoàng hậu quan hệ, thái tử có thể hay không thuận lợi sinh ra đều còn không biết, hiện tại liền đem thái tử thư đồng triệu tiến cung, cũng không biết an chính là cái gì tâm, hoàng hậu bệ hạ, thần cho rằng việc này không ổn. Lại bộ thượng thư đứng ra, thái độ cung kính, ngữ khí lại cường ngạnh, hoàng hậu bệ hạ có thai ít nhất yêu cầu một năm, liền tính hiện tại liền hoài. Sang năm lúc này thái tử mới sinh ra, sinh ra lúc sau ít nhất yêu cầu một năm thời gian học đi đường cùng nói chuyện, ba tuổi vỡ lòng. Này phía trước phía sau liền yêu cầu bốn năm thời gian, thần cho rằng hai năm lúc sau lại cấp thái tử tuyển thư đồng cũng là tới kịp, mong rằng hoàng hậu bệ hạ nắm rõ, yến xuân mặt vô biểu tình mà mở miệng, việc này bổn cung tâm ý đã quyết, ngươi chờ không cần nhiều lời, phượng vương sắc mặt âm trầm như nước, ý chỉ liền từ phượng vương tự mình đi tương châu truyền đạt, nếu phượng gia không đem ấu tử đưa tới, chính là kháng chỉ không tuân, Yến Xuân lạnh lùng vô tình, Phượng Vương hẳn là minh bạch kháng chỉ không tuân hậu quả, tiện nhân này. Yêu phụ, Phượng Vương tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đương trường làm nàng lăn, lăn đến càng ngày càng tốt, nàng rốt cuộc muốn làm gì, ngàn dặm xa xôi làm Phượng gia đem ấu tử đưa lại đây, là đưa cho nàng đương con tin sao. Yến Xuân ánh mắt từ Phượng Vương mặt xẹt qua, không chút nào để ý hắn cảm xúc, tiếp theo đem hình bộ thượng thư sách ra tới, Do hỏi thẩm thượng thư khẩu cung lúc sau, lệ thường triệu vài người đi cần chính điện nghị sự. Đã nhiều ngày kê biên tài sản hộ bộ thượng thư nổi khiếp sợ vẫn còn chưa lại đây, cả triều văn võ không mấy cái dám cùng hoàng hậu gọi nhịp, huống chi chỉ là làm phượng gia đem một cái hài tử đưa vào tới như vậy điểm việc nhỏ, lại không phải muốn bọn họ mệnh, không đáng bọn họ lấy tánh mạng cùng hoàng hậu chống lại, nhưng mà đối bọn họ tới nói không phải đại sự, nhưng đối phượng gia tới nói, lại là đủ để cho bọn họ tức giận đến mắng chửi người một sự kiện. Thái hậu biết tin tức này lúc sau, sắc mặt nháy mắt xanh mét, nàng làm phượng gia ấu tử tiến cung làm bạn đọc, phượng vương biểu tình khó coi, đúng vậy, đứa bé kia mới 2 tuổi. Thái hậu giận không thể ác, nàng là lương tâm bị cậu ăn sao, ném xuống những lời này, nàng một khắc cũng ngồi không được, mang theo người liền đi phượng nghi cung, yến xuân, người rốt cuộc muốn làm gì, thái hậu khó được có như vậy mất khống chế thời điểm. Yến Xuân đạm đạm cười, ngồi đi, ai gia hỏi ngươi muốn làm gì? Thái hậu lạnh lùng căm tức nhìn nàng, phượng gia ấu tử mới 2 tuổi, ngươi làm hắn tiến cung cho ai làm bạn đọc? Thái tử Thái tử sinh ra tới sao, Thái hậu tạm thời đừng nóng nảy. Yến Xuân ngồi ở phượng ghế, thần sắc bình tĩnh thông dong, bổn cung cũng không phải một hai phải khó xử phượng gia, chỉ là muốn cho phượng gia phối hợp một chút thôi, phối hợp cái gì? Bổn cung phái Trần giáng sừng sững đi thúc giục thu tiền nợ, hy vọng Phượng gia ngoan ngoãn đem tiền nợ trước, đừng làm cho bổn cung khó làm. Yến Xuân đạm cười, bổn cung đây cũng là bất đắc dĩ hạ sách, mong rằng thái hậu lý giải. Thái hậu tức khắc trầm mặt xuống dưới, rốt cuộc minh bạch nàng dụng tâm hiểm ác, nguyên lai nàng là đánh cái này chủ ý, nếu là Phượng gia lý do không có tiền, nhiều nhất là cùng Triều đình vô lại, rốt cuộc thất nợ tiền nợ thế gia nhiều như vậy hoàng hậu tổng không có khả năng đem sở hữu thiếu tiền gia tộc đều xử trí như vậy chẳng phải là rối loạn bộ nhưng một khi văn bản rõ ràng thánh chỉ hạ đạt thả chỉ hạ tới rồi một nhà trên đầu nếu không làm theo đó chính là trơ mắt kháng chỉ kháng chỉ không tuân liền tính tru chính tộc cũng ở tình lý bên trong thái hậu thật sâu hết một hơi sắc mặt hắc thanh hoàng hậu có phải hay không thật quá đáng hoàng thượng đế vị còn không có ngồi ổn ngươi liền vội vã cùng các đại gia tộc là địch liền không lo lắng bọn họ liên thủ kéo suy sụp hoàng đế giang sơn hoặc là trực tiếp tạo áp lực đổi cá nhân tới làm hoàng đế nếu là hoàng thượng ở chỗ này hắn xác thật yêu cầu lo lắng yến xuân vân đạm phong khinh cười không chút nào để ý miệng lưỡi nhưng là ta không để bụng thái hậu gương mặt vừa kéo lạnh lùng nhìn nàng chỉ cần có thể đạt tới mục đích ta có thể không từ thủ đoạn yến xuân hơi hơi mỉm cười thái hậu khả năng không biết ta là cái tàn nhẫn độc ác nữ nhân liền chính mình phụ thân đều không bỏ trong lòng ai cùng ta đối nghịch ta khiến cho ai không hảo quá nếu các đại thế gia liên hợp lại bọn họ nếu không sợ chết đại có thể liên thủ yến xuân lạnh lùng nói ta không sợ bọn họ phá đổ giang sơn không sợ bọn họ trả thù chỉ cần bọn họ dám ta sẽ làm bọn họ trả giá đại giới thái hậu cười lạnh ngươi một cái ổn ngồi thâm cung nữ tử có thể làm cho bọn họ trả giá cái gì đại giới một cái mệnh đủ sao? Yến Xuân nhướng mày, Phượng gia gia chủ năm nay 50 dư tuổi, ly sống thọ và chết tại nhà còn sớm đâu. Nếu hắn hiện tại đã chết, Phượng gia có thể hay không lâm vào nội loạn? Thái hậu sắc mặt biến đổi, "Ngươi, nếu một cái mệnh không đủ, Phượng gia chủ còn có ba cái con vợ cả, hai cái con vợ lẽ." Yến Xuân thanh âm trước sau bình tĩnh, "Nếu bọn họ đều chết bất đắc kỳ tử mà chết, Phượng gia hẳn là cũng sẽ không loạn." bổn cung nguyện ý trợ giúp phượng gia nhị phòng ngồi trên gia chủ chi vị, tin tưởng bọn họ sẽ so đại phòng càng trung thành với bổn cung. Thái hậu sắc mặt một chút trắng đi xuống, tức giận đến sắc mặt trắng bệt, ngươi. Ngươi hù dọa ai, thái hậu nếu không tin, nửa tháng trong vòng ta làm người đem ngươi vị kia hảo ca ca thủ cấp đưa lại đây, yến xuân ngữ khí nhàn nhạt, hoặc là chúng ta không cần bỏ gần tìm xa, đêm nay ta khiến cho người trực tiếp đi phượng vương phủ, đem phượng vương thủ cấp mang tới cho ngươi xem xem kẻ điên. Thái hậu tức giận đến cả người phát trung, ngươi quả thực chính là người điên, Yến Xuân đạm sẫn, bổn cung đích xác chính là người điên, nàng nếu không điên, như thế nào dám đảm đưa người mặt phiến hoàng đế cái tác, nàng nếu không điên, như thế nào sẽ trượng sát chính mình thân muội muội, nàng nếu không điên, như thế nào sẽ sinh ra mưu đoạt ngôi vị hoàng đế tâm tư, nàng chính là phải làm một cái kẻ điên, một cái làm mọi người sợ hãi kẻ điên, Yến Xuân. Thái hậu thật sâu hít một hơi, Tầm mắt đối thượng Yến Xuân đến xương con ngươi, nhất thời thế nhưng cảm thấy sợ hãi, có phải hay không chỉ cần Phượng gia trả hết tiền nợ, người có thể thu hồi ý chỉ? Phượng gia chẳng những muốn trả hết tiền nợ, còn muốn thành thành thật thật bảo đảm Trần Giáng sừng sững an toàn. Yến Xuân ý cười hơi liễm, mặt mày uy nghi đốn sinh, bọn họ nếu sinh ra diệt khẩu tâm tư, hoặc là lui một bước nói, chẳng sợ Phượng gia không có diệt khẩu tâm tư, nhưng chỉ cần Trần Giáng sừng sững phát sinh ngoài ý muốn bổn cung cũng sẽ cho rằng đây là phượng gia việc làm, là bọn họ đối bổn cung khiêu khích, xem như ngươi lợi hại. Thái hậu nghiến răng nghiến lợi, kỹ vào tiên đế để lại cho ngươi huyền ẩn điện, ngươi muốn giết ai liền giết ai, sẽ không sợ cuối cùng phản vệ đến trên người mình, có cái gì sợ quá. Yến Xuân suy suy cười, ta nếu sợ hãi, liền sẽ không như vậy điên rồi, dừng một chút, Yến Xuân thở dài, huống chi thái hậu nói ta tàn nhẫn, ngươi liền không ác sao thái hậu nếu không tàn nhẫn có thể tại hậu cung bình yên sống đến bây giờ thái hậu cười lạnh ai gia lại như thế nào tàn nhẫn ở ngươi trước mặt cũng là tự than thở không bằng thái hậu nếu minh bạch điểm này kia vẫn là đừng cùng ta đối nghịch cho thỏa đáng yến xuân thiệt tình thực lòng mà nhắc nhở nàng nếu không ta cũng không dám bảo đảm chính mình sẽ làm ra cái gì tới thái hậu gương mặt trung rẩy cơ hồ nhịn không được muốn cho người tiến vào đem yến xuân kéo ra ngoài đánh chết nữ nhân này thật là cái tai họa kẻ điên, Thái hậu xoay người rời đi, Thái hậu xin dừng bước, Thái hậu quay đầu nhìn nàng, còn có chuyện gì, bổn cung hiện tại là nhiếp chính hoàng hậu, tuy nói ở Thái hậu trước mặt là cái vãng bối, lại vẫn là hy vọng Thái hậu có thể thủ chút quy củ, Yến Xuân ngữ khí bình tĩnh, về sau mặt kệ là Thái hậu vẫn là quý Thái phi, ra vào phượng nghi cung đều yêu cầu trước tiên thông báo. Nếu không này Phượng Nghi Cung nếu là ném cái gì tấu chương hoặc là cơ mật công văn, hậu quả chỉ sợ sẽ thực không xong. Thái hậu hô hấp dồn dập, hung tợn mà nhìn chầm chầm nàng nhìn thoáng qua, xoay người phất tay áo bỏ đi, chương 119 này nói chính là tiếng người sao, Yến Xuân Bình lui tả hữu, một mình đi vào đông ngoãn cát, ở phô mềm mại da lông cẩm trên giường nghiêng dựa xuống dưới, Yến Xuân lực hiện mệt mỏi giơ tay xoa giữa mày, tuy rằng nàng cao cao tại thượng, sát phạt quyết đoán, thịnh khí lăng nhân, trạng nếu bà điên. Nhưng nàng rốt cuộc cũng là một người. Một người một mình đối mặt đến từ bốn phương tám hướng địch nhân, tổng hội có mệt thời điểm, Yến Xuân nhắm mắt dưỡng thần, không tự chủ được mà bắt đầu ở trong lòng suy tư bước tiếp theo nên làm như thế nào, đang ở trung cung, như đi trên băng mỏng, chẳng sợ nàng phía sau có cường đại hậu thuẫn, ngẫu nhiên cũng sẽ hữu lực không từ tâm thời điểm, có lẽ sẽ tính kế sai lầm, có lẽ sẽ xuất hiện bại lộ, có lẽ sẽ không biết nhìn người, mỗi một bước nhìn như ngang ngược ương ngạnh, lại đi được thật cẩn thận một đôi tay đáp thượng nàng hai bên thái dương, nhẹ nhàng cho nàng xoa ấn, lực đạo gãi đúng chỗ ngứa, không nhẹ không nặng, ấn đến người thực thoải mái, Yến Xuân nao nao, chậm rãi mở mắt ra, dung ẩn, dung ẩn thân ảnh thuấn di, trầm mặt không tiếng động mà quỳ gối nàng trước mặt, đừng quỳ. Yến Xuân trong thanh âm nhiều vài phần độ ấm, là ở những người khác trước mặt không có ngữ khí, tiếp tục cho ta ấn ấn, ấn thật sự thoải mái, dung ẩn lên tiếng, đứng dậy đi đến nàng phía sau, tiếp tục cho nàng giảm bớt mỏi mệt, đông noãn cắt một mảnh yên tĩnh, liền không khí đều nhu hòa vài phần. Yến Xuân một lần nữa khép lại mắt, dung nhan trầm tĩnh thoát tục, mặt mày lộ ra sinh ra đã có sẵn quý khí, dung ẩn ánh mắt trộm ở nàng trên mặt lưu luyến một lát, môi mỏng hơi hơi nhấp khởi, lặng yên mà không tha mà thu hồi ánh mắt, không dám quá nhiều làm càng. Giờ khắc này tự hồ không có âm mưu, không có phân tranh, không có lục đục với nhau, cho nhau tính kế, có chỉ là lẫn nhau tín nhiệm hai người, ở chỗ này hưởng thụ khó được nhàn hạ yên tĩnh thời gian. Không biết qua bao lâu, Yến Xuân từ ngắn ngủi thiển miên trung tỉnh lại, ma xui quỷ khiến mà mở miệng, ngày mai buổi tối, người truyền nhiếp chính vương tiến cung một chuyến, bổn cung muốn cùng hắn nói chuyện, dung ẩn trên tay động tác một đốn, cực kỳ ngắn ngủi một cái chớp mắt, ngay sau đó khôi phục như thường, đúng vậy, Yến Xuân khóe miệng hơi hơi dơ lên, thực mau lại nhắm mắt lại, hưởng thụ thế gian này độc nhất vô nhị hầu hạ. Ở trải qua một suốt đêm suy nghĩ cặn kẽ lúc sau, Phượng Vương cuối cùng vẫn là lãnh chỉ, quyết định tự mình đi một chuyến tương châu Phượng gia. Bất quá đi tương châu phía trước, hắn chủ động đến võ vương phủ, mang theo dược liệu tới thăm võ vương, Yến Xuân giả tâm càng lúc càng lớn. Hắn ngồi ở trên sạp, thanh âm nhàn nhạt, tam đệ có tính toán gì không, võ vương bực bội, hộ bộ mới vừa bị kê biên tài sản, muội muội lại bị tứ hôn cho Yến Lăng Phong, ta còn có thể có tính toán gì không, hoàng hậu hiện tại là tưởng từng cái đánh bại phượng vương biểu tình lạnh nhạt ánh mắt thâm trầm nàng tưởng từng bước từng bước đối phó chúng ta mấy cái vương gia chậm rãi diệt trừ chúng ta thế lực làm chúng ta vô kế khả thi nàng liền có thể muốn làm gì thì làm võ vương ngữ khí lạnh băng đây là một cái âm hiểm xảo trá nữ nhân ngươi nhưng có cái gì hảo biện pháp ta đã thiệt hại trong triều thế lực ngươi hỏi cái này vấn đề không phải thực buồn cười sao võ vương cười lạnh thật muốn cùng nàng chống lại cũng không phải không có biện pháp, tam đệ mời nói, võ vương ngữ khí bình tĩnh, cùng lắm thì bồi thượng một cái phượng gia, phượng vương biểu tình cứng đờ, bồi thượng một cái phượng gia, này nói chính là tiếng người sao, hắn hợp lý hoài nghi võ vương bởi vì hộ bộ thượng thư phủ bị sao mà bị kích thích, cố ý khuyến khích hắn cũng chủ động suy yếu chính mình thế lực, lấy đạt tới hai người thế lực cân bằng, phượng gia ta bồi không dậy nổi. Phượng Vương nói thẳng cự tuyệt, bất quá ta có một cái khác biện pháp, võ vương nói, nói nói xem, nàng không phải đem chiêu dương công chúa ban cho Yến Lăng Phong. Mỹ nhân kế ta cảm thấy hẳn là được không, phượng vương châm trước nói, chỉ cần làm chiêu dương công chúa bắt được Yến Lăng Phong, toàn bộ hộ quốc công phủ về sau chính là ngươi hậu thuẫn, hộ quốc công phủ hiện tại chính là Yến Lăng Phong đương gia làm chủ, chỉ cần chiêu dương bắt lấy Yến Lăng Phong, Mỹ nhân kế dưới. Yến Lăng Phong phản chiến hẳn là không phải một kiện việc khó, ngươi đang nói đùa. Võ Vương lấy một loại xem ngu ngốc ánh mắt nhìn hắn, Chiêu Dương nếu là có cái này đầu óc, căn bản là sẽ không lựa chọn gã cho Yến Lăng Phong, làm Chiêu Dương sử mỹ nhân kế, đó chính là cái không đầu óc xuẩn đồ vật, hận không thể cho không Yến Lăng Phong, không đem hắn cái này đại ca bồi đi vào liền tính tốt, trông cậy vào nàng xui khiến Yến Lăng Phong phản chiến, nói cái gì thiên phương dạ đàm, Phượng Vương mày nhíu chặt, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy tùy ý nàng một đám đối phó, liền bị động phản kích đều làm không được võ vương bò đến không thoải mái thoáng điều chỉnh cái tư thế bổn vương mới vừa rồi không phải nói sao bồi thượng một cái phượng gia cùng nàng đua là được ta cũng không tin nàng thật dám đối với phượng gia như thế nào phượng vương không nói chuyện không nói một câu mà nhìn hắn võ vương cười lạnh luyến tiếc hài tử bộ không lan đối phó yến xuân như vậy tàn nhẫn người nên cùng nàng tới tàn nhẫn phượng vương lắc đầu nàng trong tay có huyền ẩn điện thế lực ám sát phượng gia mấy cái chủ tử căn bản không nói chơi nếu không phải nàng trong tay nắm có huyền ẩn điện cái này hoàng tộc ám thế lực, khiến cho bọn họ tâm tồn cố kỵ, bọn họ thật đúng là có thể sợ một cái nữ lưu hạng người. Võ vương nhíu mày, thống trị Giang Sơn lại không phải chỉ dựa vào giết người, nhưng là nàng hiện tại làm, chính là đem không nghe lời người hết thảy giết chết. Phượng vương biểu tình lạnh xuống dưới, nàng căn bản không suy xét hậu quả, hoàng tộc ám ảnh vệ tác dụng là củng cố hoàng quyền, giám sát đủ loại quan lại, cùng với thế hoàng thượng làm một ít không thể gặp quan sự tình. Yến Xuân kia nữ nhân khen ngược, trực tiếp đem huyền ẩn điện bãi ở bên ngoài thượng, quan minh chính đại mà tới bi hiếp bọn họ. Nàng căn bản chính là một cái không thể nói lý điên nữ nhân, nàng chính là muốn đem không nghe lời người đều diệt trừ, sau đó bàn lại thống trị thiên hạ. Phượng Vương nói, thật sâu hít một hơi, bi ai chính là, chúng ta căn bản lấy nàng không có biện pháp, võ vương trầm mặt một lát, mặt mày thâm trầm, ta hiện tại nhịn không được hoài nghi, phụ hoàng rốt cuộc vì cái gì muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho giả dung huyên cái này tiện loại, việc này càng muốn liền càng là lộ ra ly kỳ, phượng vương nhìn hắn, đáy mắt hiện lên suy nghĩ sâu xa, tam đệ hoài nghi chuyện này có khác ẩn tình, không phải hoài nghi, mà là chắc chắn. Võ vương ngữ khí nặng nề, phụ hoàng là cái dạng gì người, chúng ta đều rõ ràng, khác đế vương lão niên hoa mắt ù tai, phụ hoàng lại không có cho nên ta càng nghĩ càng cảm thấy việc này kỳ quặc. Tiên đế không phải một cái sẽ lấy gian sơn xả tắc mạo hiểm người, dạ dung huyên thân phận thấp kém, theo đạo lý căn bản không thể nào trở thành hoàng đế, nếu không phải Yến Xuân nâng đỡ, hắn liền phong thân vương tư cách đều không có, nhiều nhất cho hắn một cái không thực quyền quận vương tước vị, làm hắn dựa vào mỗi năm về điểm này bỗng lộc trứng chọi đá mà sinh hoạt, tưởng chân chính dung nhập quyền quý vòng đều khó, liền tính phụ hoàng nguyện ý phá lệ, ít nhất cũng nên là hắn có được làm hoàng đế bản lĩnh, có đế vương chi tài, nhưng dạ dung huyên muốn cái gì không có gì, không thân phận, không địa vị, không năng lực, sống thoát thoát chính là một cái đê tiện phế vật, người như vậy lại ngồi trên đế vị, quả thực chính là đem mặt khác hoàng tử mặt đặt ở trên mặt đất dẫm, hơn nữa dẫm cái nát như, võ vương tưởng phá đầu đều không nghĩ ra, liền tính kỳ quặc lại như thế nào. Phượng vương tâm tình tối tâm, phụ hoàng đã băng hà, ngươi cũng không thể truy đi xuống hỏi hắn, võ vương không có gì biểu tình mà liếc nhìn hắn một cái, đáy mắt xẹt qua một mặt coi kinh, phượng vương cũng là cái xuẩn, thả nhát gan yếu đuối, chú định thành không được đại sự, ta đêm nay liền khởi hành đi tương châu, yến xuân chỉ cho một tháng thời gian, ta trì hoãn không được. Phượng vương đứng lên nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, chờ ta trở lại, ngươi hẳn là đã thương thế khỏi hẳn, nói xong câu đó, hắn xoay người liền đi ra ngoài. Võ Vương không có đứng dậy đưa hắn, tiếp tục trầm mặt mà ghé vào trên giường, hắn ở suy tư dạ dung huyên cùng Yến Xuân, trước mấy tháng vẫn luôn ở vào phẫn nộ bên trong, hắn không rảnh suy nghĩ phụ hoàng trong hồ lô rốt cuộc đánh cái gì chủ ý, mới vừa rồi lời nói đuổi lời nói đuổi tới nơi này, hắn chỉ cảm thấy chính mình hoài nghi phi thường có đạo lý, phụ hoàng quyết định phi thường khác thường, hắn cần thiết biết rõ ràng trong đó không người biết ẩn tình, thanh vân, một cái thanh y kính trang nam tử đi tới, không người nói, vương gia, ngươi âm thầm tra một chút quá cố vị kia tuyết tài tử. Võ vương phân phó, không phải hộ quốc công phủ thứ nữ yến tuyết, là dạ dung huyên cái kia đã chết mẹ đẻ, thanh vân nhíu mày, vương gia, ra cái này yêu cầu tiến cung, khả năng sẽ kinh động hoàng hậu, võ vương trầm mặt xuống dưới, suy tư một hồi lâu, mới nói, không có việc gì, cứ việc đi ra, đúng vậy, thanh vân rời khỏi sau, võ vương đứng dậy ở trong phòng đi dạo bước chân, nhất biến biến suy tư trong đó ẩn tình đến tột cùng là cái gì? Dạ Dung Huyên, Yến Xuân, Phụ Hoàng rốt cuộc mang theo cái gì bí mật đi ngầm, chương 120 bổn cung cùng nhiếp chính vương đơn độc nói chuyện, Tương Châu là Tây Sở nổi danh giàu có và đông đúc nơi, Phượng Gia còn lại là Tương Châu tiếng tâm lừng lẫy danh môn thế gia, ở địa phương là cái thổ hoàng đế, đừng nói bọn họ dòng chính, chính là biểu hệ ngô gia chịu bọn họ che lấp đều đủ để xưng bá một phương, nói Phượng Gia được hưởng 8 ngày phú quý đều không quá nhưng mà chính là như vậy một cái gia tộc, lại liên tục 3 năm khất nợ thuế khoản, khất nợ ngạch độ đạt tới 800 vạn lượng, chỉ cần đem tương châu khất nợ thuế khoản phải về tới, biên quan quân lương liền không hề là vấn đề, Yến Xuân uống ngụm trà, mặt mày hơi thâm, quân doanh yêu cầu tiếp viện, lương thảo chính là các tướng sĩ mệnh, cần thiết sung túc, khôi giáp cùng binh khí cũng yêu cầu định kỳ thêm vào, còn có chiến mã, kỵ binh càng nhiều. Chúng ta quân đội mới có thể càng cường đại, phượng gia tiền nợ nhiều nhất, truy hồi tới lúc sau, chẳng những biên quan quân lương lương thảo có tin tức, còn có không ít còn lại, Yến Xuân liễm mắt cân nhắc, có lẽ hẳn là làm dung ẩn chọn một cái thiện chiến ảnh vệ, lại huấn luyện ra một chi thiết kỵ tinh nhuệ, binh mã cường đại, quốc gia mới có thể cường đại, chỉ chỉ vào nam gia quân căn bản làm không được vạn vô nhất thất. Trong triều võ tướng năm gần đây có chút thời kỳ giáp hạt, cơ hồ không mấy cái lấy đến ra tay, bệ hạ suy xét đến chu đáo, Nam ca ngồi ở một bên sàn chọn tấu chương, thanh âm trầm tĩnh, cũng may hiện tại biên quan còn tính an ổn, nếu là gặp được chiến sự, này đó khất nợ thuế khoản thế gia chính là lớn nhất đầu sỏ, biên quan an ổn cũng không thể bạc đại tướng sĩ. Yến Xuân buông chung trà, tiếp nhận thanh trĩ đưa qua ước khăn xoa xoa tay, ngữ khí trầm định không kinh, không có chiến tranh khi, tướng sĩ cũng không thể sơ sẩy huấn luyện, bọn họ mỗi ngày thao luyện thực vất vả, nếu liền cơ bản nhất đồ ăn đều không thể bảo đảm, như thế nào có thể huấn luyện ra cường đại binh mã binh mã nếu không cường đại chiến sự tiến đến khi lại như thế nào trông cậy vào bọn họ ngăn địch đánh thắng trận nam ca chậm rãi gật đầu trong lòng không tự chủ được mà sinh ra cảm khái hoàng hậu nếu là cái nam nhi thân nên thật tốt nam nhi chí ở thiên hạ có thể có được càng nhiều cơ hội bảo vệ quốc gia khai cương thác thổ ở sách sử thượng lưu lại huy hoàng công tích nữ tử chịu hạn quá nhiều chẳng sợ có so nam nhân càng trống trải lòng dạ càng cường đại quyết đoán, vẫn như cũ vô pháp thay đổi thế tục đối nữ tử thành kiến cùng trói buộc, Yến Xuân ánh mắt hơi đổi, khâm thiên giám sổ con nên trình lên tới, nam ca hoàng hồn, rút ra khâm thiên giám đưa tới sổ con triển khai, khâm thiên giám tính ra tốt nhất nhật tử là tháng 6 sơ 6, 8 tháng 20, 9 tháng 19, liền định ở 9 tháng 19 đi. Yến Xuân mở miệng, làm lễ bộ chuẩn bị công chúa xuất giá công việc, hết thảy dựa theo hoàng tộc quy cũ làm chính là, đúng vậy nói lên chiêu dương công chúa hôn sự quý thái phi tuy rằng nhìn sinh khí nhưng thần tổng cảm thấy nàng là thấy vậy vui mừng nam ca nhớ tới quý thái phi hôm qua phản ứng sinh khí cũng chỉ là hư trương thanh thế xác thật là hư trương thanh thế yến xuân rút ra một quyển sổ con phê duyệt phóng nhãn toàn bộ đế đô ưu tú thế gia công tử không ít nhưng có được thực quyền thả sẽ không bị nhằm vào lại không nhiều lắm quý thái phi không phải kẻ ngu dốt nàng thấy rõ thế cục tiên hoàng băng hà trước các hoàng tử tranh trữ kịch liệt trong triều đại thần trạm vị rõ ràng cơ hồ đều là dùng ra ăn nải sức lực nâng đỡ từng người chủ tử võ vương nhất phái cũng là một trong số đó tranh trữ kịch liệt nhất vài vị hoàng tử cũng chưa có thể thành công trước mắt quyền to nắm giữ ở yến xuân trong tay dựa theo dĩ vãn lệ thường tân đế đăng cơ lúc sau chính là thanh toán đối địch là lúc quý thái phi làm sao có thể cảm giác không đến nguy cơ tuy rằng dạ dung huyên còn không có ngồi ổn đế vị nhưng yến xuân thủ đoạn chúng đại thần đều xem ở trong mắt đối phó khiêu khích người không chút nào nương tay kê biên tài sản hộ bộ thượng thư mặc kệ là xuất phát từ cái gì nguyên nhân rốt cuộc kinh sợ ở triều thần quý thái phi cũng sẽ lo lắng yến xuân về sau có thể hay không thu thập con trai của nàng chiêu dương công chúa gả cho yến lăng phong ở quý thái phi xem ra ngược lại là một cái chuyển nguy thành an cơ hội ít nhất hoàng hậu xem ở chiêu dương công chúa cùng nàng thành người một nhà phân thượng nói không chừng liền sẽ phóng võ vương một mã bất quá này đó đều là quý thái phi ý nghĩ của chính mình, cùng Yến Xuân không quan hệ, Phượng Nghi cung nhất phái an tĩnh, tân đế đăng cơ chi sơ, chính vụ phồn đa, lông gà vỏ tỏi sự tình cũng nhiều, Yến Xuân từ sau giờ ngọ bắt đầu xem sổ con vẫn luôn nhìn đến trạng vạn, thẳng đến nguyên bảo tiến vào bẩm báo nói nhiếp chính vương tới, Yến Xuân mới gác xuống ngự bút, đứng dậy giảng ra một chút lượt hiện trệ sáp cánh tay, làm nhiếp chính vương tiến vào, đúng vậy, nam ca. Yến Xuân phân phó, đem phê tốt sổ con đều đưa đến các bộ đi, ngươi thuận tiện đi tuần tra một chút các bộ quan viên công tác tình huống, nam ca gật đầu, đúng vậy, không lưng đem án thượng phê tốt sổ con đều sửa sang lại hảo, nam ca bế lên tấu chương xoay người, vừa lúc thấy nhiếp chính vương bước vào cửa điện đi đến, nàng uống gối hành lễ, thực mau cáo lui rời đi, một bộ vương bào nhiếp chính vương dáng người cao dài thon chắc, mặt mày lạnh lùng, toàn thân tôn quý cường hãn khí độ làm người nhìn thôi đã thấy sợ các cung nhân quỳ xuống đất cung nghênh, dạ hoàng không mình hành lễ, thần tham kiến hoàng hậu bệ hạ, không cần đa lễ. Yến Xuân xoay người đi đến phượng giường trước ngồi xuống, cũng giơ tay bình lui tả hữu, bổn cung có chút lời nói cùng nhiếp chính vương đơn độc nói chuyện, các ngươi đều lui ra, các cung nhân lặng yên không một tiếng động mà lui đi ra ngoài, nhiếp chính vương mời ngồi. Yến Xuân chỉ chỉ chính mình bên trái hạ đầu ghế dựa, ngữ điệu thông dong mà thanh thản, không cần câu nệ chương 121 nhiếp chính vương thực khẩn trương, dạ hoàng thoạt nhìn xác thật có điểm câu nệ, hắn trầm mặt mà đứng đó một lúc lâu, thấy Yến Xuân vẫn luôn nhìn hắn, thần sắc bình tĩnh, một bộ không dung cự tuyệt bộ dáng, dạ hoàng liễm mắt, không có gì biểu tình mà đi qua đi ngồi xuống, đứng đầy người uy áp người, ngồi xuống cũng là dáng người thẳng tắp đỉnh bạc, như là thời khắc ở vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái, nhiếp chính vương thân thể hảo chút. Yến Xuân lấy ra một cái tân chung trà, đổ ly trà đưa cho nhiếp chính vương, không biết là bị thương vẫn là nhiễm phong hàng, dạ hoàng rủ mắt nhìn đưa đến trước mắt chung trà, đáy mắt xẹt qua một mạc co quắp màu sắc, chần chờ một cái chớp mắt mới duỗi tay tiếp nhận, nhiễm phong hàng, vẫn là bị thương, hắn nghĩ nghĩ, đáp, luyện võ khi vô ý xoay eo, yến xuân biểu tình một đốn, chậm rãi ngước mắt, xoay eo, võ công sâu không lường được nhiếp chính vương, luyện võ khi vạn tới rồi eo. Còn có thể tưởng một cái càng vụng về lấy cớ sao, ân, Dạ hoàng rủ mắt uống ngụm trà, thấy không rõ đáy mắt cảm xúc, đã khá hơn nhiều, đa tạ hoàng hậu quan tâm, xem ra vạn thật sự nghiêm trọng. Yến Xuân ngữ khí nhàn nhạt, bổn cung khó được đi một chuyến nhiếp chính vương phủ, lại không có thể nhìn thấy người. Đại khái biết chính mình bị đặt lấy cớ có bao nhiêu thái quá, dạ hoàng mặt vô biểu tình mà trầm mặt, cũng may hắn định lực đủ, hơn nữa có thể là dịp dung quan hệ, trên mặt nhìn không ra cái gì rất nhỏ biểu tình biến hóa, Yến Xuân khóe miệng khẽ nhất, một tay chi tại án trác thượng không chút để ý mà đánh giá hắn nhiếp chính vương gương mặt này dạ hoàng bưng chung trà tay khẽ rung lên khá xinh đẹp yến xuân dường như không có việc gì nói xong bất quá không có dung ẩn đẹp dạ hoàng nhấp môi thanh âm trầm thấp thần là nam tử dung mạo cũng không quan trọng phải không yến xuân không chút để ý cười ta nhưng thật ra cảm thấy rất quan trọng nam tử lớn lên đẹp cũng sẽ làm người cảm thấy cảnh đẹp ý vui dạ hoàng mặt mặt hoàng hậu triệu kiến thần, nhưng có chuyện quan trọng thương nghị, không có quan trọng sự tình, bổn cung liền không thể triệu kiến ngươi. Yến Xuân nhướng mày, dạ hoàng tiếng nói đạm mạc, lộ ra một tia tế không thể sát khác thường, thần không phải ý tứ này, Yến Xuân hỏi, nhiếp chính vương rất bận, còn hảo. Dạ hoàng nói chuyện, tiếp theo bổ sung một câu, nhiếp chính vương phủ sự vụ rất nhiều, trong phủ cao thủ huấn luyện vẫn luôn yêu cầu nhìn chăm chăm. Ý tứ này là nếu vô tất yếu, làm bổn cung tận lực đừng triệu kiến ngươi. Yến Xuân nhìn hắn, đáy mắt xẹt qua một mặt có khác thâm ý ý cười, xem ra hôm nay quấy rầy đến nhiếp chính vương, dạ hoàng đứng lên, thần không phải ý tứ này, ngồi. Yến Xuân rốt cuộc trở lại chuyện chính, bổn cung có cái kế hoạch tưởng thực thi, cho nên tìm nhiếp chính vương lại đây thương nghị lựa chọn, dạ hoàng trầm mặt một lát, mới một lần nữa ngồi xuống, thỉnh hoàng hậu minh kỳ, nghe nói ngươi nhiếp chính vương phủ ngoại hổ tàng long, nhưng có am hiểu luyện binh người, Yến Xuân ngữ khí nhàn nhạt, bổn cung tưởng tổ kiến một chi cường hãng quân đội, nếu hoàng hậu yêu cầu, thần đêm nay liền có thể lấy ra tuyển chọn người thích hợp. Nhíp chính vương tiếng nói trầm ổn, hoàng hậu tưởng tổ kiến cái dạng gì quân đội, Yến Xuân nói, bước đầu kế hoạch là chiêu hai vạn người, huấn luyện ba tháng lúc sau đào thải một nửa, dư lại một vạn người toàn năng huấn luyện, chế tạo tinh nhuệ thiết kỵ. dạ hoàng hơi hơi ngước mắt, ngay sau đó chậm rãi gật đầu, chiêu tam vạn đi tuổi khống chế ở 15 đến 20 chi gian, thực hành tam luân đào thải chế, mỗi ba người đào thải hai người, lưu tư chất tốt nhất một cái, nói lên luyện binh chính sự, dạ hoàng lại vô phương mới co quắp khẩn trương đáng giá đi, mặt mày khí độ vững vàng, thanh âm lạnh lùng như bàn thạch, cho người ta một loại an tâm tinh phục cảm giác, huấn luyện binh mã phương diện, bổn cung không bằng nhiếp chính vương lành nghề, liền nghe nhiếp chính vương. Yến Xuân nói, ánh mắt lại rơi xuống hắn trên mặt, chuyện xoay chuyển cực kỳ tự nhiên, nghe nói nhiếp chính vương am hiểu thuật dịch dung, dạ hoàng khóe miệng nhấp khởi, bưng chung trà tay hơi khẩn, nhiếp chính vương vẫn là có chút khẩn trương. Yến Xuân khóe miệng gợi lên, nhìn chầm chầm hắn mặt, hoặc là chột dạ, không, nghe nói nhiếp chính vương thuật dịch dung thực tinh vi, ta muốn nhìn một chút, dạ hoàng cứng đờ, mơ hồ có loại như đứng đóng lửa, như ngồi đóng thang bất an, Yến Xuân nhìn chầm chầm hắn, lại hỏi một lần, bổn cung có thể hay không trông thấy ngươi chân dung, dạ hoàng liễm mắt, lấy lại bình tĩnh không quá phương tiện vì cái gì ta chẳng lẽ nhiếp chính vương chân dung xấu xí dạ hoàng đứng lên đem chung trà buông nếu không chuyện khác thần trước cáo lui dung ẩn kiến xuân bỗng nhiên mở miệng dạ hoàng thần kinh rùng mình đột nhiên ngước mắt thế bổn cung đưa đưa nhiếp chính vương kiến xuân không nhanh không chậm mà phân phó như là không chú ý tới hắn ánh mắt dạ hoàng dồn dập liễm mắt không cần thần chính mình đi dứt lời gấp không chờ nổi mà xoay người rời đi. Yến Xuân nhíu mày nhìn chầm chầm hắn bóng dáng, đại hắn hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt, bỗng nhiên cười khẽ ra tiếng. Dung ẩn đương nhiên không có xuất hiện, cũng không ai đưa nhíp chính vương đi ra ngoài. Yến Xuân một người cười đến hãy còn thoải mái, trọng sinh trở về lúc sau, nàng giống như mỗi ngày đều quá đến điên cuồng thả áp lực, khó được có hôm nay như vậy hảo tâm tình, như là dứt bỏ rồi sở hữu thân phận trói buộc, cả người trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Yến Xuân nghĩ, nhịn không được lại cười một chút, chương 122 ngày thích nhiếp chính vương sao, hoàng hậu bệ hạ có vui vẻ sự tình. Thanh trĩ tiến vào khi, liền thấy Yến Xuân một người cười đến sung sướng, nhịn không được tò mò, thật lâu không gặp hoàng hậu như vậy vui vẻ, Yến Xuân ý cười hơi đạm, đúng vậy, nàng thật lâu không như vậy vui vẻ, chẳng sợ giam cầm dạ dung huyên, đánh chết Yến Tuyết khi, nàng cũng vẫn chưa cảm thấy có bao nhiêu vui mừng, báo thù có thể cho nhân tâm tình thoải mái, nhưng thiệt tình vui mừng lại không dễ đến, bệ hạ. Thanh trĩ đè thấp thanh âm, thật cẩn thận mà liếc Yến Xuân, ngài là thích nhiếp chính vương sao, Yến Xuân hơi kinh ngạc, vì ra lời này, nô tỳ chính là thấy nhiếp chính vương rời khỏi sau, ngài cười đến như vậy vui vẻ, không phải. Yến Xuân bật cười lắc đầu, ta tâm tình hảo là bởi vì một kiện thú sự, thanh trĩ tò mò, cái gì thú sự, ân, vạch trần một bí mật quá trình rất thú vị. Yến Xuân châm trước một cái tương đối chuẩn xác cách nói, như là mèo vờn chuột, bất quá này lão thử chẳng những cái đầu đại, bản lĩnh còn đặc biệt cường, nhưng là hắn, thanh trĩ khó hiểu, nếu lão thử thật sự như vậy lợi hại, như thế nào sẽ tùy ý miêu trêu đùa, Yến Xuân hơi giật mình, ngay sau đó hơi hơi mỉm cười, bởi vì hắn đối miêu thực trung thành, thanh trĩ cái hiểu cái không mà nga một tiếng, thực trung thành, Yến Xuân cân nhắc này ba chữ, bỗng nhiên cảm thấy chính mình không nên hưởng thụ cái này thú vị quá trình một cái ảnh vệ vốn nên là trầm ổn cường hãn không gì chặn được khẩn trương vô thố đứng ngồi không yên này đó đại biểu cảm xúc mất khống chế từ ngữ đều không nên xuất hiện ở trên người hắn nàng tâm thái có chút vấn đề yến xuân ở trong lòng tỉnh lại một chút chính mình lại nghe thanh trĩ nói nhiếp chính vương muốn thân phận có thân phận dung mạo cũng sinh đến hảo tuổi trẻ có bản lĩnh hoàng hậu bệ hạ có thể hay không có thể hay không cái gì yến xuân ngước mắt xem nàng có thể hay không thích nhiếp chính vương, thanh trĩ nhược nhược cực đầu, hẳn là sẽ không. Yến Xuân ngữ khí nhàn nhạt, bổn cung là hoàng hậu, tuy rằng cùng hoàng đế không có phu thê chi thật, nhưng danh phận còn ở, sẽ không làm ra không nên làm sự tình, liền tính về sau thực sự có cái gì mặt khác cảm tình, cũng cần thiết có hai cái tiền đề, đệ nhất, dạ dung huyên đã chết, đệ nhị, nàng đã cường đại đến có thể bảo hộ nàng tưởng bảo hộ người, tại đây phía trước, nàng sẽ không lại dễ dàng đụng vào cảm tình đúng vậy, bổn cung trước mắt vô tâm tư suy nghĩ nhi nữ tình trường. Yến Xuân đứng dậy đi đến án trước ngồi xuống, lấy quá một quyển còn không có phê duyệt tấu chương, cả triều văn võ đều ở nhìn chằm chằm bổn cung, ta phải làm chính là đem quyền to nắm ở trong tay, không phải đưa nhược điểm cho người khác. Kiếp trước tin tưởng một người nam nhân lời ngon tiếng ngọt cùng ngụy trang thâm tình, bồi thượng chính mình đại hảo nhân sinh, sống lại một đời, Yến Xuân cảm thấy quyền lực mới là thứ quan trọng nhất nàng không tin lực lại lần nữa xa vào với nhi nữ tình trường, huống chi, dung ẩn là nàng kiên định trung thành hậu thuẫn, làm nàng hành sự có thể càng không chỗ nào cố kỵ, bọn họ chi gian tín nhiệm cùng nhiều năm bên người làm bạn tình nghĩa, là bất luận cái gì một loại nông cạn cảm tình đều không thể thay thế, thanh trĩ ngồi quỳ một bên cho nàng nghiêng mặt, yến xuân từ suy nghĩ trung hoàng hồn, trầm mặt dây lát, ngước mắt phân phó, nguyên bảo, nô tài ở, đi thái y viện một chuyến. Đem thịnh thái y kêu lên tới, đúng vậy, thanh trĩ nhíu mày, bệ hạ chính là thân thể không khỏe, không có. Yến Xuân liễm mắt, nắm bút son xem tấu chương, thêm trà, đúng vậy, trưởng trà cung nữ đi tới, an tĩnh mà cấp hoàng hậu thêm trà, ngay sau đó hầu lập một bên. Yến Xuân an tĩnh mà phê duyệt tấu chương, bên ngoài sắc trời dần dần rơi xuống tấm màn đen, thịnh thái y thực mau ứng triệu mà đến, tiến vào cấp hoàng hậu thỉnh an, không cần đa lễ. Yến Xuân ngước mắt, nhìn trước mắt tuổi trẻ văn nhã thái y, hai ngày này là ngươi cấp hoàng thượng khai phương thuốc, đúng vậy, hoàng thượng gần nhất thể lực vô dụng, ban đêm luôn là nghỉ ngơi không tốt, ba ngày hôn hôn trầm trầm, yến xuân ngữ khí bình tĩnh, an thần trợ miên phương thuốc nhiều hơn một chút liều thuốc, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, thịnh thái y quỳ trên mặt đất, nghe vậy làm như muốn nói gì, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, thần tuân chỉ, yến xuân ánh mắt dừng ở trên mặt hắn, thịnh thái y tiến thái y viện mấy năm, ba năm, tuổi còn trẻ tập đến một thân bản lĩnh, không dễ dàng. Yến Xuân Thanh âm bình tĩnh, không biện hỉ nộ, nghe nói sư phụ ngươi đối đãi ngươi ân trọng như núi, so thân sinh cha mẹ còn thân, thịnh thái y trong lòng rùng mình, rủ tại bên người tay cầm khẩn, là, ân sư đãi thần ân trọng như núi, khá tốt. Yến Xuân đạm đạm cười, trở về đi, đúng vậy, thịnh thái y cúi đầu cáo lui, thần cáo lui, thanh trĩ quay đầu nhìn mắt thịnh thái y, mày ninh ninh. Tổng cảm thấy hoàng hậu cùng thịnh thái y đối thoại có điểm thâm ảo nói gì đó, lại giống như cái gì cũng chưa nói, trong không khí mơ hồ có một sợi gió nhẹ phất quá, Yến Xuân khóe miệng nhịn không được dơ lên, trong lòng biết Dung ẩn đã trở lại, nàng kỳ thật rất tưởng hỏi một chút hắn, có phải hay không đã đã quên nàng cũng ở huyền ẩn điện học quá 5 năm, năm, đừng nói bọn họ sớm chiều ở chung, nàng đối hắn thân ảnh rất quen thuộc, liền tính không có ở chung quá. Hắn ở ảnh vệ cùng nhiếp chính vương hai cái thân phận chi gian qua lại cắt, cũng là một kiện thực dễ dàng lộ ra sơ hở sự tình chỉ là cái này sơ hở người khác phát hiện không đến thôi. Chương 123 Dưỡng Nữ Bất Hiếu, Tấm Màn Đen Bao Phủ, Tinh Quang Ảm Đạm, Hộ Quốc Công Phủ Nơi Cửa Sau, lặng lẽ ngênh vào một cái mang áo tròn thân ảnh, cảnh vương điện hạ Quản gia đem hắn ngênh tiếng chủ viện, hạ giọng mở miệng, quốc công gia hai ngày này vẫn luôn ở dưỡng thương, không có thể ra cửa, đêm nay cũng vô pháp đứng dậy nên đón vương gia, còn thỉnh vương gia thứ tội, bọc một thân màu đen áo tròn mà đến đúng là cảnh vương, nghe vậy đạm nói không sao quản gia đem cảnh vương dẫn tới chủ viện xa xa liền nghe được một câu trống giận chiêu dương công chúa ngang ngược ương ngạnh mọi người đều biết ta tuyệt không sẽ tiếp thu như vậy một cái tổ tông gã tiếng quốc công phủ cảnh vương bước chân hơi đốn khóe miệng ngoé một cái quốc công gia cảnh vương tới rồi quản gia đứng ở ngoài cửa không người tiểu nhân trước cáo lui vừa dứt lời quốc công phu nhân bước nhanh từ trong phòng đi ra trên mặt đã đôi khai cười vương gia mau tiến vào đêm nay cái gì phong đem vương gia cấp thổi tới, quốc công gia bị thương, không có thể đi ra ngoài nên đón cảnh vương, thật sự là thất lễ, còn thỉnh vương gia thứ lỗi, phu nhân không cần khách khí. Cảnh vương thi lễ tố cáo cái tội, bổn vương như vậy muộn quấy rầy quốc công gia cùng phu nhân, mới là thất lễ, vân thị liền nói, không dám không dám, bổn vương mấy ngày nay vẫn luôn lo lắng quốc công gia thân thể, nhưng bên ngoài nhãn tuyến nhiều. Bổn vương không hảo trắng trận táo bạo mà tới thăm hỏi, chỉ có thể tuyển ở ngay lúc này tới cửa cấp quốc công gia mang đến một ít đồ bổ mong rằng phu nhân đừng ghét bỏ nói làm gã sai vặt đem mang đến mấy thứ đồ bổ đưa cho phu nhân đa tạ vương gia lo lắng vân thị nói trên mặt quát ra vài phần cười khổ mấy ngày nay bỏ đá xuống giếng người quá nhiều chúng ta đều mau quên bị người nhớ thương là loại cái gì tư vị phu nhân thả đừng nói như vậy cảnh vương ôn thanh trấn an hiện giờ hoàng hậu cầm quyền nhiếp chính hành sự tàn nhẫn, rất nhiều người cũng là lo lắng khiến cho hoàng hậu bất mãn, kỳ thật không trách bọn họ, vân thị thở dài, ta làm người đi cấp vương gia pha trà, vương gia cùng quốc công gia tâm sự đi, thiếp thân trước cáo lui, phu nhân đi thông thả, cảnh vương xoay người đi vào nội thất, nhìn quốc hộ quốc công dựa vào đầu giường, sắc mặt tái nhật suy yếu, một chút tinh thần khí đều không có bộ dáng, cảnh vương trên mặt hiện lên quan tâm chi sắc, quốc công gia chịu khổ, vương gia mời ngồi hộ quốc công khóe miệng xả cái tự dẻo độ cung, dưỡng nữ bất hiếu, làm vương gia chế dẻo, quốc công gia nói này đó nơi nào lời nói. Cảnh vương vội vàng trấn an, bổn vương mấy ngày nay vẫn luôn đau lòng quốc công gia tình cảnh, bất hạnh không có lý do chính đáng lại đây, mới trì hoãn nhiều thế này nhật tử, hộ quốc công thần sắc quẻ oải không phải trang, hắn ở đại điện thượng chịu nhất chính vương bị thương nặng, ngũ tạng lục phủ bị hao tổn nghiêm trọng. Dưỡng thương mấy ngày nay lại nghĩ đến yến tuyết chết, tâm tình không xong tột đỉnh, trọng thương chồng lên trong lòng tích tụ, một chốc một lát tưởng tỉnh lại lên khó như lên trời. Cảnh vương ở ghế trên ngồi xuống, Trấn An nói, quốc công gia đừng miên mang suy nghĩ, bị thương hảo hảo ở nhà dưỡng, chẳng sợ bên ngoài trời sụp đất nước đều không cần để ý tới, hộ quốc công cười lạnh, không cần để ý tới. Có hoàng hậu ở, chúng ta nghĩ tới một ngày an ổn nhật tử đều khó, cảnh vương trầm mặt một lát, kỳ thật bổn vương vẫn luôn không nghĩ ra, Hoàng hậu rốt cuộc là quốc công gia thân sinh nữ nhi, nàng đối quốc công gia thái độ vì sao như thế cừu thị, hộ quốc công thần sắc hơi cương, giây lát khôi phục cười lạnh, nàng cho rằng là ta cùng phu nhân hại chết mẫu thân của nàng, cho nên mới cừu thị chúng ta, nhưng trưởng bối sự tình cùng tiểu bối không quan hệ, mặc kệ quốc công đại nhân cùng quá cố phu nhân chi gian có như thế nào ân oán, cũng không đổi được ngươi là nàng phụ thân sự thật, Cảnh Vương nhíu mày, một bộ khiển trách biểu tình, hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ càng hẳn là lấy chính mình vì gương tốt, lấy chính mình vì gương tốt. Vân thị bưng khay trà tiến vào, trên mặt quán hận đang chéo, hoàng hậu hiện tại quyền cao chức trọng, nhất ý cô hành, chẳng những trượng giết bên người hoàng thượng lâm công công, liền chính mình muội muội đều không buông tha, như thế tàn nhẫn thủ đoạn, nào xứng làm thiên hạ gương tốt, hộ quốc công không nói chuyện, mặt mày tái nhật tối tâm, như là ngưng kết một tầng băng sương. Vân thị tự mình cấp cảnh vương châm trà, ngay sau đó uống gối hành lễ, khóc mắt đỏ lên, thiếp thân trước cáo lui, cảnh vương không nói chuyện, nàng mấy ngày nay khổ sở trong lòng, mong rằng cảnh vương mạc trách móc. Hộ quốc công thỉnh tội, gia môn bất hạnh, là thần bi ai, quốc công cùng phu nhân tâm tình bổn vương có thể lý giải. Cảnh vương liếc mắt nhìn hắn, chỉ là hoàng hậu như vậy thủ đoạn, quốc công đại nhân coi như thật thờ ơ, chương 124 đêm khuya khách không mời mà đến, hộ quốc công nói, nàng là hoàng hậu, ta có thể quản được nàng, quản đương nhiên quản không được, đừng nói hộ quốc công, liền trong cung thái hậu đều quản không được Yến Xuân. Dạ Dung Huyên đăng cơ phía trước, cả triều văn võ không ai có thể nghĩ đến Yến Xuân một cái nho nhỏ nữ tử có thể khống chế triều đình, làm chúng hoàng tử bị quản chế với nàng. Bọn họ đều chờ xem Dạ Dung Huyên chê cười, chính là tất cả mọi người xem nhẹ một sự thật, bọn họ đối thủ chưa bao giờ là Dạ Dung Huyên, mà là Yến Xuân cái này tàn nhẫn độc ác nữ nhân. Cảnh vương nghĩ đến ngày gần đây tới trong triều thế cục, trong lòng thầm hận, nhàn nhạt nhắc nhở hộ quốc công một sự thật, lấy hoàng hậu ương ngạnh tác phong, chỉ cần hoàng đế trưởng quyền to nơi tay, phế hậu là sớm muộn gì sự tình, đến lúc đó hộ quốc công phủ làm nàng nhà mẹ đẻ, quốc công gia cảm thấy chính mình sẽ không đã chịu liên lụy sao, hộ quốc công sắc mặt khẽ biến, hoàng thượng xuất thân thấp hèn, đăng cơ lúc sau nhất thời thế nhược cũng là bình thường, nhưng hoàng đế rốt cuộc là hoàng đế. Không có khả năng vĩnh viễn bị quản chế với người, cảnh vương lo lắng sốt ruột, hoàng thượng một khi ngồi ổn ngôi vị hoàng đế để nhất kiện phải làm sự chính là phế đi ương ngạnh hoàng hậu không chỉ là phế có lẽ còn sẽ có càng thê thảm kết cục quốc công đại nhân vẫn là sớm chút chuẩn bị sẵn sàng tương đối hảo hộ quốc công sắc mặt một chút thay đổi hiển nhiên rõ ràng cảnh vương không phải nói chuyện giật gân hoàng quyền từ xưa giờ đã như vậy tiền triều cùng hậu cung chặt chẽ tương liên cùng vinh hoa chung tổn hại gia tộc nếu hủy diệt hậu cung vô pháp may mắn còn tồn tại nếu hậu cung thất sủng, gia tộc đồng dạng lọt vào liên lụy. Tuy rằng Yến Xuân nhập chủ trung cung lúc sau vẫn chưa vinh sủng đến hộ quốc công phủ, nhưng mà một khi nàng thất thế, hộ quốc công phủ nhất định vô pháp may mắn thoát khỏi. Nghĩ đến đây, hộ quốc công đáy mắt xẹt qua một mặt sắc lạnh, nhịn không được ghét hận khởi Yến Xuân cái này lương bạc vô tình nữ nhi, chỗ tốt không thể tưởng được chính mình phụ thân, kéo chân sau nhưng thật ra tận hết sức lực. Hộ quốc công ngữ khí yên lặng, cảnh vương nhưng có cái gì hảo kế sách, biện pháp nhưng thật ra có một cái. Cảnh vương châm trước một lát, chiêu dương công chúa không phải phải gả cho Yến Lăng Phong sao, từ ngày mai bắt đầu, làm phu nhân cùng chiêu dương đánh hảo quan hệ, xem như trước tiên bồi dưỡng mẹ chồng nàng dâu cảm tình, đồng thời cũng cùng quý thái phi đến gần một chút, đến lúc đó lợi dụng chiêu dương công chúa đắn đo Yến Lăng Phong, lợi dụng chiêu dương công chúa, hộ quốc công mày nhăn lại, này có thể hành đến thông sao, thật không dám giấu giếm, hoàng hậu đã ở từng cái đối phó thân vương, chúng ta huynh đệ mấy cái nếu không làm ra phản kích ai đều khó thoát bị tước quyền vận mệnh cảnh vương mặt mày tối tăm cho nên chỉ cần quốc công đại nhân chủ động cùng võ vương dựa sát quý thái phi mẫu tử hẳn là sẽ rất vui lòng cùng quốc công đại nhân hợp tác hộ quốc công liếc mắt nhìn hắn đây là hắn đêm nay tới mục đích nhưng mà nếu hắn thật muốn cùng quý thái phi cùng võ vương hợp tác cần gì phải cùng cảnh vương lại liên lụy không rõ hộ quốc công tâm tư hơi thâm cảnh vương lời này xác thật làm hắn có nguy cơ cảm chuyện tới hiện giờ, trông cậy vào Yến Xuân mang cho hộ quốc công phủ nhiều ít vinh hoa phú quý đã là không có khả năng, hắn chỉ cầu không chịu nàng liên lụy, vương gia nói, ta sẽ hảo hảo ngẫm lại. Hộ quốc công chậm rãi gật đầu, hộ quốc công phủ hiện tại là lăng phong đương gia làm chủ, hắn lặng lẽ điều không ít người tay ở chủ viện, vương gia vẫn là sớm chút rời đi vì thượng, miễn cho người nhiều mắc tạp, chọc phiền toái thượng thân, hảo. Cảnh vương trầm mặt một lát, chậm rãi lên tiếng, bổn vương trước cáo từ, quốc công đại nhân hảo hảo nghỉ ngơi, cảnh vương mang hảo áo choàng, đứng dậy đi ra ngoài, đêm khuya tĩnh lặng, lăng phong viện trong thư phòng một mảnh đèn đuốc sáng trưng, đêm nay khách không mời mà đến là cảnh vương, cùng quốc công gia nói chuyện một chén trà nhỏ thời gian liền rời đi, một thân hắc y nam tử đứng ở án trước, thanh âm trầm thấp bình tĩnh, còn muốn tiếp tục nhìn chầm chầm sao, yến lăng phong lật xem trong tay ngự lâm quân danh sách, ngữ khí nhàn nhạt, tạm thời không cần để ý tới trong phủ nhìn chằm chằm hảo là được, đúng vậy, chương 125 không thèm để ý lưu bên trong, nhật tử từng ngày qua đi, trên triều đình sóng gió đã qua, thế cục dần dần bình tĩnh trở lại, các đại thần phản phất tiếp nhận rồi hoàng hậu nhiếp chính sự thật, nhưng mà tháng năm qua đi, thực mau tới rồi nóng bức tháng 6 trung, dạ dung huyên tỉnh dưỡng một tháng, mắt thấy thương thế nên khỏi hẳn, trong triều nào đó đại thần nhẫn nại rốt cuộc tới rồi cực hạn, ngày này yến xuân thượng triều khi, lấy lại bộ thượng thư cầm đầu mấy cái đại thần sôi nổi mở miệng, thần chờ lo lắng hoàng thượng long thể, ngày đêm lo lắng, bức thiết muốn biết hoàng thượng long thể trạng huống, mong rằng hoàng hậu bệ hạ cho phép thần chờ đi trước thăm hỏi vấn an, hoàng hậu bệ hạ một người chủ trì triều chính, khó tránh khỏi lòng có không đủ, thả nam nữ chi biệt sẽ mang đến rất nhiều không tiện, thần chờ ngóng trong hoàng thượng sớm ngày khỏe mạnh, lấy an thiên hạ, hoàng thượng chính là vua của một nước, nên lấy gia quốc làm trọng nếu long thể khỏi hẳn ứng sớm ngày khôi phục lâm triều chủ trì triều chính lấy an thần tâm chủ trì triều chính lấy an thần tâm dạ dung huyên cái kia phế vật có thể chủ trì cái gì triều chính quốc gia đại sự nào một kiện là hắn có thể làm được chủ yến xuân ngồi ở phượng ghế mãn nhãn trào phúng mà nhìn cảnh vương cùng lại bộ thượng thư nhất phái đại thần bọn họ rõ ràng là có bị mà đến đang chờ nàng tìm lý do phản đối sau đó biểu hiện ra bọn họ một thang trung ái quốc chi tâm đâu các vị ái khanh ưu quốc ưu quân, bổn cung cảm giác sâu sắc vui mừng. Yến Xuân chậm rãi gật đầu, sắc mặt như thường, tối hôm qua bổn cung đi thăm hoàng thượng, dò hỏi hắn khôi phục trạng huống, hoàng thượng nói còn có điểm choán ván đầu, đại khái là bị tập kích khi bị đánh hỏng rồi phần đầu, đánh hỏng rồi phần đầu. Lại bộ thượng thư cả kinh, này, bất quá chư vị cũng không cần quá mức lo lắng, thái y nói không ngại, hoàng thượng tinh thần khôi phục đến rất không tồi, Yến Xuân đạm đạm cười, nghĩ đến ngày mai sáng sớm, hoàng thượng là có thể chủ trì triều hội, lại bộ thượng thư chờ vài vị đại thần biểu tình kinh ngạc, nhịn không được hai mặt nhìn nhau, hoàng hậu như vậy dứt khoát liền đáp ứng rồi, này giống như không ở bọn họ dự kiến bên trong, cảnh vương thần sắc hơi trầm xuống, bất động thanh sắc ngẩng đầu nhìn Yến Xuân liếc mắt một cái, nhất thời thế nhưng không xác định Yến Xuân những lời này là thiệt tình vẫn là giả ý. Là có lệ vẫn là thật sự tính toán làm hoàng thượng khôi phục lâm triều nàng thật vất vả bắt được nhiếp chính hoàng hậu quyền to, thật sự cam tâm tình nguyện làm này hết thảy đều khôi phục nguyên dạng, hôm nay có việc trước tấu. Yến Xuân quyền đương không thấy được mọi người biểu tình, ngữ khí bình tĩnh mà tràn ngập vi áp, nếu không có việc gì muốn tấu, liền bãi triều đi, lại bộ thượng thư trầm mặt đứng trong chốc lát, ngượng ngùng lui về đội ngủ đi, hoàng hậu bệ hạ, thần có việc muốn tấu. Thừa tướng bước ra khỏi hàng, không người mở miệng, tối hôm qua nhận được biên quan tới báo, nói là lương thảo đã bắt đầu thiếu mùa hạ thiên nhiệt các tướng sĩ huấn luyện vất vả thường xuyên có bị cảm nắng hiện tượng yêu cầu cùng địa phương mua sắm một ít khối băng lấy chống đỡ hè nóng bức mong rằng hoàng thượng cùng hoàng hậu bệ hạ có thể chi ngân sách giải biên quan mùa hạ nóng bức chi khổ thừa tướng đại nhân cảnh vương nhíu mày ngươi lại không phải không biết trước mắt quốc khố hư không thu không đủ chi hoàng thượng mới vừa đăng cơ mọi việc chờ làm mọi thứ đều phải tiền mua sắm khối băng điểm này sự tình cũng muốn cùng triều đình đòi tiền. Nam gia quân liền như vậy không hiểu chuyện sao, bọn họ là đi biên quan hưởng phúc, vẫn là đi đánh giặc, nam thừa tướng quay đầu nhìn hắn, sắc mặt không nóng không lạnh, tướng sĩ là đi đánh giặc, nhưng đánh giặc tiền đề là có thể giữ được chính mình mệnh, tháng 6 thời tiết có bao nhiêu nhiệt, cảnh vương hẳn là biết đi. Đừng nói ngày đêm thao luyện, huy mồ hôi như mưa, liền tính cái gì đều không làm, chỉ ở Thái Dương phía dưới trạm trước một ngày, cảnh vương đại khái đều sẽ chịu không nổi lúc này lời này nhưng thật ra nói được khinh phiêu phiêu cảnh vương vẻ mặt không vui bổn vương cùng bọn họ thân phận bất đồng có thể nào quơ đũa cả nắm thân phận xác thật bất đồng cho nên cảnh vương chỉ biết đứng nói chuyện không eo đau nam thừa tướng khó được như thế mặt lạnh nhiều năm uy áp làm người tim đập nhanh nếu cảnh vương có thể ở thái dương bạo phơi thời tiết một mình dưới ánh mặt trời trạm thượng nửa tháng mà không cần dùng đến khối băng cũng không hứa thị nữ phiến phiến bổn tướng liền thu hồi hôm nay lời nói, bác bỏ biên quan vô lý sở cầu, cảnh vương sắc mặt đỏ lên, thừa tướng đại nhân quá mức vô lễ. Bổn vương cùng bọn họ có thể nào đánh đồng, cảnh vương tưởng nói chính mình thân phận tôn quý, biên quan tướng sĩ đều là đê tiện người, nam thừa tướng cười lạnh, nếu vô bọn họ bảo vệ quốc gia, lấy cảnh vương như vậy chỉ biết sống trong nhung lụa, mà không chút săn sóc tướng sĩ vất vả chi tâm vương gia, chỉ sợ sớm muộn gì trở thành hắn quốc tù nhân từ đây cũng thể hội một chút thân phận hèn mọn, nhậm người dẫm đạp tư vị, giọng nói rơi xuống, cảnh vương biểu tình chợt âm trầm xuống dưới, gắt gao mà nắm quyền, trên mặt hiện lên tức giận chi sắc, chương 126 như trụy hầm băng, nam thừa tướng rất ít ở trên triều đình cùng người giáp mặt tranh chấp, làm quan mấy chục tái, cao cư thừa tướng chức, hắn sớm đã dưỡng thành hỉ nộ không hiện ra sắc cùng mọi việc thông dong đạm bạc tính tình, nhiều năm không hề cùng người xính miệng lưỡi chi tranh. Nhưng mà hắn rốt cuộc là thừa tướng, một khi mở miệng mặc dù là cảnh vương cũng đừng nghĩ thảo được hảo huống chi hắn những câu có lý cảnh vương căn bản không thể nào phản bác biên quan tướng sĩ quân lương cùng lương thảo xác thật nên chuẩn bị đi lên yến xuân mở miệng đánh vỡ trước mắt dương cung bạc kiếm không khí thời tiết nóng bức các tướng sĩ thao luyện phá lệ vất vả nghĩ cách làm cho bọn họ vượt qua nóng bức mùa hè là trước mặt nhất yêu cầu suy xét vấn đề nếu thật sự nhiệt đến chịu không nổi vì cái gì thế nào cũng phải ở thái dương bạo phơi thời tiết huấn luyện cảnh vương lạnh lùng mở miệng bọn họ liền không thể sớm muộn gì huấn luyện giữa trưa nghỉ ngơi hoặc là ban đêm huấn luyện ban ngày nghỉ ngơi cảnh vương quả nhiên là khó hiểu thế sự tới rồi làm người nhạo bán nông nổi nam thừa tướng nhíu mày không nói đến mùa hạ ban đêm cũng khô nóng khó nhịn liền đơn nói buổi tối đen như mực một mảnh yêu cầu bật lửa chiếu sáng lên cây đuốc cảnh vương sống trong nhung lụa có biết cây đuốc là như thế nào chế tác mà thành? Có biết mấy vạn thậm chí mấy chục vạn người quân đội, mỗi đêm thao luyện yêu cầu nhiều ít cây đuốc, yêu cầu lãng phí bao nhiêu nhân lực cùng tài lực đi tìm, mua sắm chế tạo cây đuốc? Có biết ban đêm mũi dựa cái gì tiêu diệt, các tướng sĩ một bên huấn luyện, một bên chịu đựng mũi đốt, bọn họ huấn luyện thành quả có thể có bao nhiêu? Bổn tướng tuy thân là văn thần, lại thời khắc chú ý trước biên cương đại sự, mà cảnh vương thân là hoàng tộc con nối giỏi, lại đối chính mình gia quốc giang sơn thờ ơ, thật là làm nhân tâm hàng, giọng nói rơi xuống đất, đại điện thượng tỉnh đến châm rơi có thể nghe, cảnh vương sắc mặt một chút đỏ lên, ngay sau đó xanh trắng đang xen, bị hắn một phen len ken hữu lực ngôn ngữ dỗi đến một chữ nói không nên lời, biên quan tướng sĩ so sánh với người bình thường có thể chịu khổ, huống chi bảo vệ quốc gia là bọn họ chức trách nơi, cảnh vương điện hạ không hiểu biết biên quan tình huống. Nói sai một hai câu lời nói cũng là về tình cảm có thể tha thứ, thừa tướng đại nhân hà tất như thế tức giận, lại bộ thượng thư nhíu mày mở miệng, cảnh vương cũng là lo lắng quốc khố hư không, đều không phải là ý định cùng các tướng sĩ không qua được, không hiểu biết tình huống liền phải khiêm tốn hạ hỏi, mà không phải coi thường các tướng sĩ sinh tử. Yến Xuân lạnh lùng mở miệng, này không chỉ là vô tri, càng là ích kỷ lương bạc, ngu xuẩn bỉ ổi, cảnh vương sắc mặt nang tham trung hỗn loạn phẫn nộ, mặt mang vẻ giận, lại cắn răng không nói một câu hắn tự nhiên không dám nói thêm nữa cái gì. Dưới loại tình huống này chỉ biết nhiều lời nhiều sai, thừa tướng hùng hổ dọa người, hoàng hậu càng che chở chính mình nhà ngoại, còn có cái gì nhưng nói, lại bộ thượng thư cũng bị huấn đến không dám nhiều lời nữa. Binh bộ phụ trách lương thảo cùng quân lương công việc, hộ bộ bát tiền, khởi bẩm hoàng hậu nương nương. Hộ bộ tả thị lan bước ra khỏi hàng bẩm báo, hộ bộ tồn bạc đã dư lại không nhiều lắm, nếu tăng cường biên quan, như vậy năm nay thiên thu yến, Thái hậu ngày sinh cùng công chúa của hồi môn đều sẽ trứng chọi đá, mong rằng hoàng hậu bảo cho biết, thiên thu yến cùng thái hậu ngày sinh đều có thể giảng lược, công chúa của hồi môn cũng muốn coi cụ thể tình huống mà định, nếu quốc khố không có tiền, chẳng lẽ còn muốn phùng má giả làm người mập không thành, tả thị lan liền nói không dám, hắn sợ dĩ cả gan hỏi rõ ràng, chỉ là bởi vì chiêu dương công chúa phải gả người là hoàng hậu đại ca, vạn nhất của hồi môn thiếu, lo lắng khiến cho hoàng hậu tức giận hôm qua bổn cung đã nhận được trần gián sừng sững gửi thư phượng gia nộp thuế bạc 400 vạn lượng đãi này đó bạc vận chuyển để kinh chẳng những liên quan lương thảo có thể giải quyết năm nay hết thảy chờ làm công việc đều không cần lại phát sầu yến xuân ngữ khí đạm mạc phượng gia còn thiếu bạc 400 dư vạn lượng đã hứa hẹn 3 tháng trong vòng còn xong còn lại các nơi khất nợ khoản tiền nhà tộc chạy nhanh thúc giục bọn họ còn tiền nếu có cố ý quyệt nợ không còn giả đừng trách bổn cung tàn những độc ác cuối cùng một câu rơi xuống đất, tràn ngập lạnh băng uy hiếp lực ánh mắt quét đến cảnh vương trên mặt, ở giữa sở hàm uy áp cùng cảnh cáo chi ý quá mức rõ ràng, làm người không dung bỏ qua, cảnh vương trầm mặt mà ngước mắt, đối thượng kia một đôi phản phất ngưng tụ hàng băng đao nhọn dường như con ngươi, một lòng như trụy hầm băng, bãi triều. Yến Xuân đứng lên, ngữ điệu trong bình tĩnh lộ ra cường thế, thừa tướng cùng hộ bộ, binh bộ quan viên trước thương thảo một chút lương thảo quân lương công việc, sau giờ ngọ đến cần chính điện nghị sự, thần tuân chỉ. Thừa tướng đám người đồng ý, cũng cung tiễn hoàng hậu bệ hạ, Yến Xuân xoay người rời đi, rời đi thái cực điện, Yến Xuân không có lập tức hồi phượng nghi cung, mà là đi dạ dung huyên sùng minh điện, tần yêu nhiêu đang ở hầu hạ hoàng thượng uống dược, bước vào ngạch cửa, một cổ nùng liệt dược vị xông vào mũi, Yến Xuân không để ý tới quỳ đầy đất cung nhân, mặt không đổi sắc mà đi vào nội điện, dạ dung huyên dựa vào đầu giường, thần sắc quể oải, uống dược uống đến một bộ mơ màng sắc ngủ bộ dáng, mí mắt gục xuống, như là không ngủ tỉnh dường như, hoàng hậu bệ hạ. Tần yêu nhiêu quay đầu mới phát hiện Yến Xuân đứng ở một bên, vội vàng đứng dậy hành lễ, thiếp thân, không cần đa lễ, tiếp tục hầu hạ hoàng thượng. Yến Xuân ngữ khí đạm mạc, hoàng thượng hôm nay long thể như thế nào, tần yêu nhiêu nói, không tốt lắm, ân, hoàng thượng luôn là một bộ ngủ không tỉnh bộ dáng. Tần yêu nhiêu giữa mày ninh chặt, ngẫu nhiên có thanh tĩnh khi, luôn là si ngốc mà nhìn chầm chầm thiếp thân, làm người cảm thấy quái quái, Yến Xuân ánh mắt dừng ở dạ dung huyên trên mặt, ngữ khí hờ hững, hoàng thượng thương thế đã khỏi hẳn, các đại thần đều đang chờ hoàng thượng ngày mai đúng hạn lâm triều tự mình chấp chính, hoàng thượng vẫn là sớm chút tỉnh lại đứng lên đi, dạ dung huyên mở mắt ra, trước mắt một mảnh thanh ảnh, trong ánh mắt không có tiêu cự, lâm triều tự mình chấp chính, chương 127 bí mật, ẩn tình, đúng vậy, hoàng thượng thoạt nhìn một bộ mờ mịt bộ dáng, chẳng lẽ liền chính mình thân phận đều đã quên, Yến Xuân đứng ở trước giường, khóe miệng ngậm một mặt trào phúng ý cười, cả triều văn võ đối hoàng thượng chính là ông có rất lớn chờ mong đâu, dạ dung huyên chỉ cảm thấy chính mình mí mắt trầm trọng, cố sức mà mở mắt ra, chỉ nhìn thấy đứng ở một bên nữ tử toàn thân quý khí, một bộ phượng bào tôn quý bức người, làm hắn có chút tự biết xấu hổ, đến nỗi nàng lời nói. Dạ Dung Huyên lắc lắc đầu, tưởng ném ra trong đầu choáng ván cảm, nhưng mà trầm trọng mí mắt làm hắn tổng nhịn không được tưởng khép lại, ta. Ta buồn ngủ quá, Yến Xuân yên lặng nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, tần yêu nhiêu cầm chén gác ở một bên, trụ mắt đứng, không dám nhiều lời, hai ngày này dược có trợ miên thành phần. Yến Xuân ngữ khí nhàn nhạt, nói xong xoay người đi ra ngoài, làm hoàng thượng hảo hảo ngủ một giấc đi, ngày mai khôi phục lâm triều, đúng vậy, ngươi hầu hạ hoàng thượng cũng mệt mỏi, về trước mây khói điện nghỉ ngơi yến xuân nhìn quanh tả hữu cung nhân đồng thời quỳ xuống đất cung tiễn nơi này làm cung nhân nhìn là được tần yêu nhiêu lĩnh mệnh thiếp thân tuân chỉ nguyên bảo yến xuân đi ra ngoài bình tĩnh mà phân phó ngay trong ngày bắt đầu bổn cung đề ngươi làm ngự tiền đại tổng quản tùy thân chiếu cố hoàng thượng sinh hoạt cuộc sống hàng ngày mỗi ngày tùy hầu tả hữu không được chậm trễ có nghe hay không nguyên bảo quỳ xuống nô tài tuân chỉ Lâm Anh vết xe đổ ngươi nhớ kỹ, đừng lại cùng hắn phạm giống nhau sai lầm. Đúng vậy, Yến Xuân không nói thêm nữa cái gì, bước đi rời đi. Trở lại Phượng Nghi cung, một phần từ Tương Châu tới tình báo đã trình đến đông noãn các án trên bàn. Yến Xuân một mình đi đến án trước ngồi xuống, Dung ẩn, Phượng gia thật sự là lấy không ra này đó bạc sao? Không phải. Dung ẩn hiện thân ngồi quỳ một bên, tuyệt bút ngân lượng vận chuyển tương đối phiền toái, dựa theo quy định ít nhất hẳn là bố chính sử phụ trách áp giải này phê quan bạc, mức càng lớn, nguy hiểm càng lớn, Phượng Gia là muốn đem nguy hiểm chia sẻ thành hai lần, dừng một chút, mặt khác bọn họ cũng xác thật tồn kéo dài ý tứ, tuy rằng Phượng Gia giàu nhất một vùng, nhưng là trong thời gian ngắn gom góp nhiều như vậy hiện bạc cũng vận chuyển đến Kinh Đô, cũng không phải một việc dễ dàng. Bọn họ có thể một lần lấy ra 400 dư vạn lượng, đủ thấy bệ hạ uy hiếp đối bọn họ nổi lên tác dụng nếu không lấy phượng gia thế lực cùng hành sự tác phong, nhiều nhất lấy cái trăm tám mươi vạn ra tới ứng phó một chút, căn bản sẽ không bày ra ra như thế đại thành ý. Yến Xuân nước mắt nhìn hắn, ánh mắt thanh thấu, mang theo một chút suy nghĩ sâu xa, dung ẩn miếng môi, rủ mắt không nói, khó được nghe ngươi một lần nói như vậy lớn lên lời nói. Yến Xuân câu môi, không tồi, dung ẩn rủ mi không nói, bạc đưa lại đây lúc sau, không ngừng nam gia quân quân lương cùng lương thảo có, một lần nữa tổ kiến quân đội tiền cũng có tin tức, Yến Xuân Thanh âm bình tĩnh, bổn cung tính toán tổ chức một lần võ trạng nguyên thi đấu, người từ nhiếp chính vương phủ chọn một cái thích hợp người ra tới, đến lúc đó đi cái lưu trình, chúng ta danh chính ngôn thuận mà đem chuyện này làm, dung ẩn trầm mặt dây lát, không nói một câu mà quỳ thẳng thân mình, thuộc hạ biết tội, Yến Xuân cười khanh khách mà nhìn hắn, biết tội gì, thuộc hạ không nên giấu giếm chủ tử chính mình thân phận. Dung ẩn cúi đầu, thuộc hạ đáng chết. Yến Xuân dựa nghiêng ở trên giường, không hỏi hắn vì cái gì làm như vậy, mà là hỏi, ngươi vì cái gì sẽ có song trọng thân phận? Dung ẩn mặt mặt, là tiên hoàng ý tứ, lại là tiên hoàng ý tứ? Yến Xuân nhíu mày, xem ra tiên hoàng băng hà khi, mang đi một cái tất cả mọi người không biết bí mật, đúng vậy, Yến Xuân trầm mặt xuống dưới, mắt thấp thỏm hiện suy nghĩ sâu xa, chuyện này phi thường không hợp lý, liền tính tiên hoàng như thế nào thích nàng mẫu thân, thậm chí nhân ái mà không được mà đối nàng chiếu cố có thêm, cũng không đến mức lấy Giang Sơn mạo hiểm. Liền tính hôm nay không phải Dạ Dung Huyên đăng cơ, mà là Phượng Vương, Võ Vương hoặc là Cảnh Vương trung trong đó một vị, tiên hoàng đem Huyền Ẩn Điện cho Yến Xuân, thậm chí giao trách nhiệm dung ẩn chỉ trung với Yến Xuân một người, loại này hành vi vẫn như cũ là mạo hiểm, căn bản là lấy Giang Sơn xã tắc mạo hiểm, bởi vì cuối cùng kết quả không phải Yến Xuân lấy Huyền Ẩn Điện tới can thiệp triều chính, cản tay hoàng đế chính là giống kiếp trước như vậy bị người trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, cuối cùng đưa vào chỗ chết, cũng mặc kệ kết quả là loại nào, đều hiển nhiên không phải một cái hảo kết quả. Tiên Hoàng rốt cuộc vì cái gì muốn làm như vậy, Yến Xuân mắt tâm nhỏ bé, bí mật là cái gì, Dung ẩn trầm mặt một lát, muốn nói lại thôi, Yến Xuân đuôi lông mày hơi chọn, không thể nói, ân. Dung ẩn rủ mi, tế không thể ra gật đầu, còn chưa tới thời điểm, phải chờ tới khi nào, Dung ẩn lắc đầu, chờ đến dạ dung huyên hồn về hoàng tuyền, chờ đến chủ tử tâm tư kiên định, còn có. Thời cơ chính mùi, thời cơ chính mùi lại là khi nào, là chỉ nàng hoàn toàn nắm giữ triều chính quyền to, toàn bộ Tây Sở đều ở nàng khống chế dưới, không có bất luận kẻ nào có thể phản kháng, vẫn là có mặt khác cơ hội. Yến Xuân không hề chớp mắt mà nhìn chầm chầm dung ẩn, thật lâu sau, rốt cuộc khẽ ừ một tiếng, hành đi, bổn cung trước không hỏi, có thể làm dung ẩn bảo thủ bí mật, xem ra sự tình xác thật không giống bình thường, nàng liền đợi đến lúc thời cơ chính ngồi lại nói, chương 128 hảo vết sẹo đã quên đau, hôm sau lâm triều, đế hậu cùng nhau giá lâm thái cực điện, trừ bỏ dạ dung huyên cái này tỉnh dưỡng hoàng đế ở ngoài, bị trượng đánh lúc sau, dưỡng thương thời gian so dạ dung huyên còn nhiều mấy ngày võ vương cư nhiên cũng hiếm thấy mà xuất hiện, dạ dung huyên sắc mặt tái nhợt, như là bệnh nặng mới khỏi, võ vương sắc mặt cũng tái nhợt, đồng dạng một bộ bệnh nặng mới khỏi bộ dáng các đại thần nhìn này hai người trong khoảng thời gian ngắn chỉ nghĩ đến một cái từ anh em cùng cảnh ngộ tuy rằng võ vương luôn luôn chướng mắt hoàng thượng nhưng xác thật là huynh đệ không giả thần chờ tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế tham kiến hoàng hậu bệ hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế yến xuân đứng ở phượng ghế trước nhìn quanh đại điện hoàng thượng còn có chút tinh thần vô dụng hôm nay lâm triều trước thích ứng một chút nếu có sai lầm chư vị đại nhân cũng đừng để ở trong lòng cấp hoàng thượng một chút thích ứng thời gian, dạ dung huyên buổi sáng không uống dược, tuy rằng thoạt nhìn còn có chút buồn ngủ, nhưng rốt cuộc không giống tối hôm qua như vậy mơ màng sắp ngủ bộ dáng, từ nguyên bảo đỡ ở trên long ỷ ngồi xuống, hắn nói, các thanh bình thân, tạ hoàng thượng, y bổn vương xem, hoàng thượng hôm nay dáng vẻ này thoạt nhìn cũng không như là bị thương mới khỏi, ngược lại càng như là túng dục quá độ, võ vương ngày đầu tiên thượng triều, liền nhịn không được phát huy hắn độc miệng công phu, lạnh băng mà châm chọc mà nhìn thẳng dạ dung huyên cùng yến xuân nghe nói hoàng thượng gần nhất mới vừa được một mỹ nhân nhưng đến kiềm chế điểm đừng tuổi còn trẻ liền lăn lộn đến chính mình tráng niên sớm võ vương nam thừa tướng trầm giọng mở miệng hoàng thượng cùng hoàng hậu trước mặt nói chuyện có thể nào như thế đại bất kính võ vương đại khái là hảo vết sẹo đã quên đau yến xuân không nhanh không chậm mà mở miệng trên người thương đều hảo đầy đủ võ vương sắc mặt cứng đờ lạnh lùng nhìn chầm chầm Yến Xuân, bổn vương dưỡng thương hơn tháng, nghe nói hoàng hậu nương nương thành hoàng hậu bệ hạ, thật đúng là làm người lau mắt mà nhìn, chẳng những muốn lau mắt mà nhìn, còn muốn nhận rõ tôn ti chi biệt. Yến Xuân ngữ khí đạm mạc, nghe chỉ là có điểm lãnh, ở giữa kinh sợ chi ý lại rốt cuộc không phải hư trương thanh thế, bổn cung tin tưởng võ vương trải qua đình trượng dạy dỗ lúc sau, hẳn là sẽ không tái phạm không lựa lời tật xấu, hoàn toàn tương phản. Võ vương ánh mắt ẩn hàm khiêu khích ý vị, nếu bị kẻ hèn 50 đình trượng liền đánh sợ, hiển nhiên không phải bổn vương phong cách, võ vương có cốt khí. Yến Xuân không chút để ý mà vỗ vỗ tay, bổn cung bội phục, võ vương cắn răng, đem nàng hành động coi làm châm chọc. Hôm qua chư vị ái khanh thỉnh cầu hoàng thượng sớm ngày thượng triều, hôm nay hoàng thượng liền tới rồi, Yến Xuân ánh mắt hơi đổi, nhàn nhạt mở miệng, chư vị đại nhân có chuyện gì, hiện tại liền có thể bắt đầu thương thảo nghị luận hoàng thượng ngươi nói phải không Yến xuân quay đầu nhìn dạ dung huyên ân a à. dạ dung huyên vẻ mặt mờ mịt mà nhìn nàng chậm nửa nhịp mới phản ứng lại đây cái gì dường như đúng vậy hoàng hậu nói được là cả triều văn võ vẻ mặt không thể hiểu được hoàng thượng quả nhiên là túng dục quá độ võ vương cười lạnh đại khái còn đắm chìm ở hôm qua ôn nhu hương không xuất hiện đi hầu hạ hoàng thượng thái giám cùng cung nữ là ai quả thực tội đáng chết vạn lần hôm nay còn không có lượng đâu như thế nào khiến cho hoàng thượng đứng dậy hoàng thượng vua của một nước long thể tôn quý như thế nào cũng đến ngủ đến thái dương phơi môn mới có thể ra tới gặp người đi võ vương vương gia còn thỉnh nói cẩn thận quả thực là làm càng làm càng ngự sử nhóm sôi nổi toát ra bất mãn hoàng thượng là quân võ vương là thần quân thần tôn ti quy cũ không thể quên võ vương có thể nào ở hoàng thượng cùng hoàng hậu trước mặt như thế đại bất kính chẳng những bất kính quân thượng ngôn ngữ còn như thế thô tục quả thực cũng đọc sách thánh hiền khó nghe khó nghe vì thế hảo hảo một hồi lâm triều thành đối võ vương buộc tội đại hội võ vương đứng ở mấy trăm người trung ương như là hạt trong bầy gà dường như tiếp thu đến từ chung quanh tám phương hướng nước miếng phun hắn ánh mắt lại trước sau phía trước dạ dung huyên cùng yến xuân phương hướng yến xuân xoa giữa mày lạnh lùng mở miệng người tới ngoài điện ngự lâm quân tiến vào hoàng hậu bệ hạ mới vừa rồi còn lòng đầy căm vẫn ngự sử nhóm một cái tiếp theo một cái quỳ xuống, trăm triệu không thể a. À. Võ Vương Thương Thế mới vừa càng, chịu không nổi lại lần nữa trượng đánh, vạn nhất có cái sơ suất, sẽ làm người cho rằng hoàng hậu thủ đoạn lãnh khốc, với ngài thanh danh bất lợi a. À. Cầu hoàng hậu bệ hạ tam tư, cầu hoàng hậu bệ hạ tam tư, một cái tiếp theo một cái quỳ xuống tới, sôi nổi thế Võ Vương cầu tình. Võ Vương quay đầu nhìn thoáng qua mới vừa rồi còn buộc tội hắn các đại thần, lúc này thái độ chuyển biến đến nhanh như vậy thực sự ra ngoài hắn dự kiến bất quá, chịu không nổi bọn họ kinh thường ai đâu đem hắn trở thành yếu đuối mong manh ma ốm, Yến Xuân bình tĩnh phân phó, Võ Vương trích cào đại điện ảnh hưởng nghị sự, đem hắn mang đi ra ngoài, làm hắn ở ngoài điện quỳ đến hạ triều, đúng vậy Võ Vương biểu tình hơi cương lạnh lùng nhìn chầm chầm Yến Xuân Võ Vương tốt nhất không cần phản kháng Yến Xuân nhắc nhở nàng bổn cung thực sự không quá tưởng ở đại điện thượng đối với ngươi ra tay, có tổn hại bổn cung khí độ, cũng chiếc ngươi mặt mũi, chương 129 hận sắc không thành thép, võ vương thực mau bị ngự lâm quân mang theo đi ra ngoài, đại điện thượng rốt cuộc khôi phục một mảnh an tĩnh, cảnh vương thần sắc đen tối, trước sau không nói một câu, các đại thần đâu vào đấy trên mặt đất tấu chuyện quan trọng, tuy rằng mỗi lần đối với hoàng thượng chắp tay hành lễ, tấu sự khi cũng luôn là thêm một câu, khởi bẩm hoàng thượng nhưng mà dạ dung huyên tựa như hồn du thiên ngoại dường như, ngồi ở trên long ỷ nhiều lần thất thần, căn bản nghe không được các đại thần nói gì đó, chỉ có ở đại thần liên tục hô hai ba lần lúc sau, mới có thể mờ mịt mà A à thượng một tiếng, đại điện thượng không khí càng ngày càng quỷ dị, cả triều văn võ biểu tình càng ngày càng khó coi, quả thực hận sắc không thành thép, nhưng mà bọn họ đã quên, dạ dung huyên chưa bao giờ là một khối thiết, hắn nhiều nhất chính là một cái phế vật, một cái đỡ không dậy nổi còn bạc tình quả nghĩa phế vật, sớm tại đăng cơ trước. Cả triều văn võ liền không đem dạ dung huyên để vào mắt, hiện giờ mắt thấy hoàng hậu quyền lực càng lúc càng lớn, bọn họ mới bắt đầu nóng nảy, ý đồ từ hoàng đế trên người tìm về thuộc về nam nhân mới có tôn quý cùng tôn nghiêm, nam tôn nữ ti, quân làm vợ cương, về tình về lý này giang sơn đều nên là hoàng đế định đoạt, mà không nên từ một cái hoàng hậu nắm giữ quyền to, ra lệnh, cho nên bọn họ mới thay đổi sách lược, đột nhiên quyết định hẳn là coi trọng khởi hoàng đế tới, nhưng hoàng thượng thật sự quá không biết cố gắng, lại bộ thượng thư hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía ngồi ở long thể thượng dạ dung huyên, thật sự không biết ngắn ngủn một tháng thời gian, hắn là như thế nào đem chính mình lăn lộn thành cái dạng này, hoàng đế nếu không nên thân, bọn họ còn có thể có cơ hội đem hắn đuổi xuống đài, một lần nữa đề cử một cái hoàng đế, nhưng nếu là hoàng hậu trưởng nhiếp chính quyền to, đem hoàng đế khống chế ở chính mình trong tay, bọn họ còn như thế nào phế đế, hôm nay Lâm Triều chú định sống ngầm mãnh liệt, các mang ý xấu, Yến Xuân ngồi ngay ngắn ở phượng ghế, đem phía dưới đại thần biểu tình cùng ánh mắt lui tới thu hết đáy mắt, khóe miệng dơ lên một mặt lương bạc độ cung, hoàng đế đã như các đại thần mong muốn khôi phục Lâm Triều, nhưng hôm nay Triều Chính vẫn là nàng cái này hoàng hậu làm chủ, cả Triều không ai dám phản đối, rốt cuộc hoàng thượng trước mắt cái này trạng thái. Thật có thể cùng bọn họ cùng nhau nghị sự mới ra quỷ có người hoài nghi là yến xuân động tay động chân không khỏi đem tràn ngập xem kỹ ánh mắt lặng lẽ đầu hướng yến xuân há liêu yến xuân không chút nào lãng tránh bằng phẳng đón nhận đối phương nghi ngờ ánh mắt cố ngự sử có chuyện tưởng nói hồi bẩm hoàng hậu bệ hạ cố ngự sử cúi đầu thần chỉ là lo lắng hoàng thượng long thể trạng huống hoàng thượng long thể không ngại yến xuân đạm nói chỉ là trước đây bị thương có điểm trọng ngoại thương khôi phục đến mau tinh thần trạng thái lại vẫn là không tốt lắm đại khái còn cần một đoạn thời kỳ dưỡng bệnh, không biết Thái Y nói như thế nào, Thái Y tự nhiên là kiến nghị tỉnh dưỡng. Yến Xuân đạm sẫn, bổn cung bận về việc triều chính vô pháp tự tay làm lấy chiếu cố hoàng thượng, chỉ an bài mấy cái tri kỷ người tỉ mỉ hầu hạ, bất quá chư vị ái khanh một cái kính mà thúc giục, bổn cung chỉ có thể làm hoàng thượng cường chống tinh thần lại đây, các đại thần vội vàng cáo tội, thần chờ đáng chết, hoàng thượng thương thế nghiêm trọng, thần chờ không nên nóng vội, việc cấp bách vẫn là làm hoàng thượng tỉnh dưỡng là chủ, triều chính đại sự hoàng hậu bệ hạ xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, hoàng thượng nghĩ đến cũng thập phần vui mừng, thần tán thành. Hoàng hậu bệ hạ anh minh quả quyết, thông tuệ nhạy bén, triều chính đại sự xử lý đến thuận buồm xuôi gió, thần chờ không nên nóng vội với làm hoàng thượng sớm thượng triều, còn thỉnh hoàng hậu bệ hạ thứ tội, các đại thần sôi nổi quỳ xuống đất tỏ thái độ. Nghiễm nhiên đều là một bộ trung thành và tận tâm bộ dáng. Yến Xuân bình tĩnh mà nhìn bọn họ, chư vị ái khanh ưu quốc ưu dân, bổn cung cùng hoàng thượng đều rất là vui mừng, chư vị xin đứng lên đi, tạ hoàng hậu bệ hạ, cảnh vương không nói một câu mà đứng, trong lòng rõ ràng cái này mấu chốt thượng, liền tính các đại thần trong lòng hoài nghi hoàng hậu, nhưng không bằng không cớ, ai lại dám đảm đương mặt nghi ngờ, vạn nhất chọc giận cái này tàn nhẫn độc ác nữ nhân, nói không chừng đi theo rước lấy một đốn đình trượng, huống chi võ vương còn nói hoàng thượng là túng dục quá độ đâu cảnh vương bất động thanh sắc mà ngước mắt, đánh giá ngồi ở trên long ỷ dạ dung huyên, nhìn không được thầm nghĩ, chẳng lẽ thật đúng là túng dục quá độ, bất quá hôm nay yến xuân phóng dạ dung huyên tới đại điện, kỳ thật là ra ngoài mọi người dự kiến, bọn họ đều cho rằng hoàng đế đã bị giam lỏng, yến xuân nếu bắt đầu giam lỏng hoàng đế, tự nhiên sẽ không tha hắn ra tới, nhưng sự thật thoạt nhìn lại đều không phải là như vậy, cho nên nàng rốt cuộc tồn cái gì tâm tư. Chương 130 không nên lấy hoàng thượng mà đại chi. Không biết có phải hay không tồn cố ý trừng phạt Võ Vương tâm tư, kế tiếp nghị sự thời gian phá lệ trường, nguyên bản có thể lưu đến cần chính điện cẩn thận thương thảo sự cũng ở đại điện thượng cùng nhau nghị xong, định rồi quyết sách mới kết thúc, thẳng đến bên ngoài nắng sớm cao chiếu, Thái Dương bắt đầu phơi mông, Dạ Dung Huy ngồi ở ghế trên liên tiếp đánh ngáp, Yến Xuân mới rốt cuộc đứng dậy tuyên bố bãi triều, cả triều văn võ quỳ xuống cung tiễn, cung tiễn hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, cung tiễn hoàng hậu bệ hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, thanh âm vang vọng đại điện, thật lâu không tiêu tan. Võ vương nghe trong đại điện động tĩnh, không biết đệ bao nhiêu lần ở trong lòng mắng Yến Xuân cái này lãnh khóc vô tình nữ nhân, hắn thật sự nhịn không được hoài nghi, nữ nhân này đến tột cùng là cái gì làm thành, ý chí sắt đá, thủ đoạn lãnh khóc, không có một chút ít nữ nhân nên có ôn nhu thiện lương, nàng năm nay mới 18 tuổi đi, tiến cung không đủ nửa năm tầm thường thế gia nữ nhi nên có ôn nhu hiền huệ nàng là một chút không chiếm được, tầm thường thế gia nữ nhi không có tâm cơ thủ đoạn nàng mọi thứ đều toàn, thật là sống thấy quỷ, võ vương tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đứng ở hai bên đương trị ngự lâm quân nhóm thường thường triều hắn đầu đi một cái vi diệu ánh mắt, không thể tin được xưa nay không sợ trời không sợ đất võ vương, đơn giản là miệng tiện, liền ở hoàng hậu trong tay nhiều lần có hại, không phải bị trượng đánh chính là bị phạt quỳ. Này thương thế vừa vặn chút, thượng triều ngày đầu tiên đã bị phạt quỳ hơn một canh giờ, tuy rằng bọn họ cũng không sẽ giám sát võ vương nhất định phải quỳ đến thẳng tắc, nhưng đối với một cái thân vương tới nói, khuất nhục như vậy vẫn cứ là thường nhân sở không thể chịu đựng. Võ vương một trương khuôn mặt tuấn tú hắc đến như là nhiễm mặt giống nhau, đáng chết Yến Xuân, hắn nói sai rồi cái gì, dạ dung huyên chính là một cái đỡ không dậy nổi phế vật, tuổi xuân chết sớm đối hắn đều là khen thưởng, dạ dung huyên thậm chí không xứng với tráng niên này hai chữ võ vương quỳ mệt mỏi liền ngồi trên mặt đất, bắt đầu đếm trên mặt đất cung gạch hoa văn, các đại thần từ trong điện ra tới, thấy chính là như vậy một màn, biểu tình lại là một trận cổ quái, nhìn cái gì mà nhìn. Võ vương ngẩng đầu đối thượng các vị đại thần sáng quắc ánh mắt, chật vật mà từ trên mặt đất đứng lên, biểu tình tức giận, một đám đỉnh thiên lập địa đại nam nhân, liền như vậy dễ như trở bàn tay khuất phục với một nữ nhân, thật là mất hết nam nhân mặt, ném xuống những lời này, hắn xoay người rời đi ngự lâm quân không có ngăn trở hoàng hậu bệ hạ nói chính là quỳ đến lâm triều kết thúc lúc này các đại thần từ trong điện ra tới lâm triều đã kết thúc trừng phạt tự nhiên cũng là đi theo kết thúc đứng ở điện tiền các đại thần hai mặt nhìn nhau võ vương nói tuy rằng không dễ nghe nhưng xác thật không sai cả triều văn võ cái nào không phải đỉnh thiên lập địa đại nam nhân như thế nào có thể dễ dàng khuất phục với một cái tay trói gà không chặt nữ tử ngạch hảo đi hoàng hậu võ công giống như rất lợi hại tiện tay vô trói gà chi lực không dính biên nhưng dù vậy nàng cũng không nên lấy hoàng đế mà đại chi thừa tướng đại nhân cảnh vương quay đầu nhìn về phía nam thừa tướng hoàng hậu bệ hạ nắm quyền tuy rằng đối nam gia nhiều có vinh sủng nhưng thừa tướng tẩm dâm triều đình mấy chục tái hẳn là biết này không phải kế lâu dài hôm nay vinh sủng quá thịnh chính là cấp ngày sau hủy diệt mai phục mối họa thừa tướng nếu thật đương chính mình là cái trung thần muốn cho nam gia có thể bình yên, nên rời xa hoàng hậu, đừng lại làm nàng chỗ dựa. Cứ như vậy, hoàng hậu tự nhiên sẽ thu liễn chính mình mũi nhọn, cảnh vương hiểu lầm. Nam thừa tướng cười cười, bổn tướng vẫn luôn an phận thủ thường, chung với cương vị công tác, chỉ làm chính mình thuộc bổn phận chuyện nên làm, từ khi hoàng thượng đăng cơ, phong hoàng hậu. Bổn tướng có từng đã làm một kiện làm cảnh vương cảm thấy vượt qua quy củ sự tình, cảnh vương nhẹ nghẹn thừa tướng xác thật không có làm cái gì quá mức việc nhưng bọn họ tồn tại bản thân chính là một cái cường đại chỗ dựa một cái làm hoàng hậu có nắm chắc kiêu ngạo ương ngạnh chỗ dựa bổn vương ý tứ là thừa tướng đại nhân có thể khuyên nhủ hoàng hậu làm nàng làm việc hơi chút ôn hòa một chút đừng đắc tội quá nhiều người nếu không nàng là hoàng hậu bổn tướng là thần tử nam thừa tướng đánh gãy hắn nói cảnh vương cảm thấy bổn tướng hẳn là đi khuyên cảnh vương cứng lại huống hồ quân vương vốn nên sấm trên gió cuốn, sát phạt quyết đoán. Nam thừa tướng ngữ khí nhàn nhạt, hoàng thượng long thể nhận nuôi, hoàng hậu bệ hạ tạm nhiếp triều chính, thân là nữ tử vốn là làm người xem thấp một ít, nếu không sử dụng lôi đình thủ đoạn, cả triều văn võ sẽ phục quản sao, cảnh vương nhíu mày, thừa tướng đại nhân, cảnh vương sẽ phục sao. Nam thừa tướng nhìn thẳng hắn, nếu hoàng hậu ôn nhu hiền thục, nói chuyện kinh thanh tế ngữ, cảnh vương sẽ đem nàng đương hồi sự. Phượng Vương sẽ cam tâm tình nguyện đi trước Tương Châu Phượng Gia. Khất nợ 3 năm thuế khoản Phượng Gia, sẽ cam tâm tình nguyện đem thiếu triều đình tiền còn, cảnh Vương sắc mặt cứng đờ, hoàn toàn không lời gì để nói, chương 131 Phượng Gia thiếu chủ, tháng 6-17, mặt trời chói chang, Phụng chỉ ban sai trần gián sừng sững rốt cuộc từ Tương Châu trở về, khó khăn lắm đuổi ở một tháng kỳ hạn trong vòng. Phượng gia thiếu chủ Phượng Thanh Hà cùng Tương Châu bố chính sử Thôi Nguyên thao áp giải ngân lượng, bình yên để kinh hộ bạc đội ngũ dừng lại ở phụng thiên ngoài cửa trần giáng sừng sững huề phượng gia chủ hòa thôi đại nhân cùng tiến cung diện thánh lần này trần giáng sừng sững cũng coi như là viên mãn hoàn thành nhiệm vụ tiến cung gặp mặt hoàng hậu giáp mặt bẩm báo chuyến này tiến triển lúc sau yến xuân lập tức đề bạc hắn làm hộ bộ thượng thư 400 vạn lượng bạc trắng kiểm kê nhập kho buổi chiều nghỉ ngơi trong chốc lát buổi tối cùng binh bộ quan viên giao tiếp bắt bạc cho bọn hắn phát lại bổ sung quân lương Trần Giáng sừng sững đầu tiên là hành lễ tạ ơn, ngay sau đó lãnh chỉ lui xuống, bắt đầu triệu tập hộ bộ chúng quan viên đến phụng thiên ngoài cửa, kiểm kê bạc trắng nhập kho, cần chính điện, Yến Xuân nhìn quỳ trên mặt đất Phượng Vương, Phượng Gia Gia chủ cùng tương châu bố chính sử, thanh âm nhàn nhạt, lần này cưỡng chế nộp của phi pháp tiền nợ, Phượng Gia thành ý mười phần, bổn cung rất là vui mừng, quỳ trên mặt đất ba người sắc mặt đều không quá đẹp, nàng thật vui mừng, bọn họ nhưng một chút đều không vui mừng lập tức lấy ra 400 vạn lượng bạc trắng, còn muốn đích thân cho nàng áp giải trở về, phượng gia chủ ở gom góp bạc trong lúc không biết đã phát bao nhiêu lần tính tình. Mỗi khi nhìn đến phượng vương tay cầm kia phân thánh chỉ, hắn liền hận không thể đạm hạ yến xuân một miếng thịt tới, hoàn thành phú quý nơi, lại dưỡng ra một đám phế vật ngu xuẩn, như vậy nhiều quyền cao chức trọng nam nhân, thế nhưng là một nữ tử nắm giữ quyền to gây sóng gió, dạo đến triều đình một mảnh chướng khí mù mịt, thật không hiểu nam nhân tôn nghiêm ở đâu. Bọn họ thể diện ở đâu? Hồi bẩm hoàng hậu bệ hạ. Bố chính sử cung kính mà mở miệng, 800 vạn lượng bạc trắng mất quá lớn, một tháng kỳ hạn nội thực sự vô pháp gom đủ, Phượng gia gia chủ cùng thần đã đem hết toàn lực, mong rằng hoàng hậu có thể châm trước 3 tháng, thần trở về lúc sau nhất định đốc thúc việc này, đa tạ hoàng hậu bệ hạ ân điển, thôi đại nhân nói quá lời. Yến Xuân cười nhạo, chư vị đều hãy bình thân, đa tạ hoàng hậu bệ hạ. Yến Xuân đứng dậy đi đến chủ vị trước ngồi xuống, giơ tay nói, đều ngồi, đa tạ hoàng hậu bệ hạ, ba người tại hạ đầu ghế trên nhất nhất ngồi xuống, Phượng Vương ngồi ở tả hạ đầu, Thôi Đại Nhân ngồi ở hữu hạ đầu, Phượng Thanh Hà Tắc ngồi ở hắn phía dưới, cung nhân rủ mi rủ mắt mà dâng lên nước trà, thực mau lui lại hạ, Yến Xuân tay cầm chung trà, ánh mắt dừng ở Phượng Thanh Hà trên mặt, tuy rằng ngồi xuống vị trí Thôi Đại Nhân ở Phượng Thanh trên sông đầu, nhưng ở đây người trong lòng đều rõ ràng phượng thanh hà nói chuyện phân lượng xa xa lớn hơn thôi đại nhân tương châu bản chất chính là phượng gia định đoạt trừ bỏ thái hậu là phượng gia người phượng gia toàn bộ gia tộc từ trên xuống dưới không biết nhiều ít nam tử đều là tương châu hoặc là cùng tương châu có chặt chẽ lui tới châu thành quan viên kinh quan tuy không mấy cái thế lực lại một chút đều không dung kinh thường cho nên mới vừa rồi thôi đại nhân theo như lời tự mình đốc thúc bất quá ngoài miệng có lệ thôi nếu phượng gia không phối hợp hắn đốc thúc cái rắm Yến Xuân uống ngụm trà, nhớ tới đã từng ở sách sử thượng nhìn đến quá một câu, làm bằng sắc thế gia, nước chảy hoàng triều. Phượng gia tuy rằng xa xa cập không thượng trong lịch sử những cái đó hiển hách mấy trăm năm thậm chí gần ngàn năm thế gia quý tộc, nhưng rốt cuộc gia đại nghiệp đại, muốn dễ dàng cậy động bọn họ thế lực, không phải một kiện chuyện dễ. Tương Châu mấy năm nay kinh tế phồn vinh, mưa thuận gió hòa, dựa theo đạo lý tới nói, vốn không nên thất nợ triều đình thuế khoản, Yến Xuân đi thẳng vào vấn đề, ngữ khí tuy ôn hòa, trong đó sở che giấu bi áp lại làm người không dung bỏ qua, quốc khố là tây sở quốc khố, không phải hoàng thượng cùng bổn cung tư nhân quốc khố, này đó bạc đều là lấy chi với dân dụng chi với dân, phượng thiếu chủ hẳn là minh bạch mới là, phượng thanh hà đứng lên, cúi đầu đồng ý, là. Hết thảy đều là thần chờ không nên, cho dù có khó khăn cũng nên tận lực khắc phục, thân là tây sở thần dân, hợp thời khắc lấy đại cục làm trọng, đa tạ hoàng hậu bệ hạ huấn trách. Mấy chục vạn tướng sĩ canh giữ ở biên quan, mỗi ngày chịu đựng gió cát ăn mòn cũng liền thôi, quân lương lương thảo lại là một ngày cũng kéo dài không được, yến xuân ánh mắt hơi trầm xuống, thanh âm bình tĩnh thanh lãnh, nếu các nơi thế gia đều giống Phượng gia như vậy hành sự, hoàng thượng còn như thế nào thống trị quốc gia, trong triều các hạng sự vụ còn như thế nào tiến triển đi xuống. Biên quan tướng sĩ cơm đều ăn không đủ no, binh khí tất cả đều là độn, chiến mã đều là lão nhược bệnh tàn thử hỏi này ranh giới còn như thế nào bảo hộ nàng lời này nói được thật là không khách khí cùng phượng thanh hà trong dự đoán hoàn toàn không giống nhau hắn sắc mặt trầm trầm dù cho trong lòng tức giận lại cũng không thể không lại lần nữa quỳ xuống tới thần biết sai phượng vương lặng yên nắm chặt tay phục lại buông ra hắn cũng không nghĩ tới yến xuân sẽ như thế trắng ra lãnh ngạnh chỉ kém không chỉ vào phượng thanh hà cái mũi vấn tội phượng gia tốt xấu là hiển hách một phương thế gia đại tộc hắn mẫu hậu còn tọa trấn ở trong cung đương thái hậu đâu nàng cùng phượng thanh hà nói chuyện lại là liền chút nào tình cảm đều không cho nếu mới vừa rồi thôi đại nhân nói ba tháng kỳ hạn bổn cung liền dung các ngươi ba tháng yến xuân đạm nói mười tháng phía trước bổn cung muốn xem đến dư lại tới bốn trăm dư vạn bạc trắng phượng thiếu chủ nhưng minh bạch lời này rơi vào lỗ tai phượng thanh hà rủ mắt nhìn cung gạch mặt đất trong lòng đột nhiên hiện lên một mạc sát cơ hắn muốn giết trước mắt nữ nhân này chương 132 liền tức mang đánh, Yến Xuân nếu bất tử, Phượng gia về sau chỉ sợ không có an bình nhật tử quá, đây là hắn dự cảm, cũng là nhất tinh chuẩn phán đoán, quá ngắn thời gian, Phượng Thanh Hà đã ở trong lòng nghĩ ra vài loại giết chết Yến Xuân biện pháp, lại không có một loại phương pháp là làm hắn cảm thấy có thể vạn vô nhất thất, muốn mạo hiểm sao? Phượng thiếu chủ suy nghĩ cái gì? Yến Xuân không chút để ý mà nhướng mày, bổn cung nói với ngươi lời nói khi đều có thể thất thần. Phượng Thanh Hà rùng mình, lập tức thỉnh tội, hồi bẩm hoàng hậu bệ hạ, thần mới vừa rồi là suy nghĩ, nên như thế nào ở ba tháng trong vòng gom góp dư lại 400 dư vạn lượng bạc trắng, nhất thời có chút xuất thần, mong rằng hoàng hậu thứ tội, Yến Xuân ngừ một tiếng, nghe nói Phượng Thiếu Chủ đã có hai cái nhi tử, là Phượng Thanh Hà trong lòng giận cực, chậm nửa nhịp mới mở miệng đáp lời, trưởng tử 7 tuổi, ấu tử năm vừa mới 2 tuổi, bổn cung cùng hoàng thượng thành thân mấy tháng nghĩ đến năm trước hẳn là sẽ có cái hài tử, nguyên là nghĩ đem phượng gia ấu tử tiếp nhận tới dưỡng thượng một đoạn thời gian, cấp thái tử làm bạn đọc, yến xuân đạm đạm cười, nhưng thái hậu nói hài tử quá tiểu, chịu không nổi lặng lội đường xa, bổn cung nghĩ nghĩ, cũng xác thật là đạo lý này, phượng thanh hà nhẹ nhàng nhắm mắt, áp lực không vui cảm xúc, cung kính nói, có thể cho tương lai thái tử đương thư đồng là quyển tử vinh hạnh, chỉ là quyển tử tuổi còn nhỏ, lúc này đưa lại đây cái gì cũng đều không hiểu nếu là khóc nháo chơi tính tình, chỉ sợ sẽ xảo hoàng hậu, thái hậu hẳn là sẽ băng khoăn đến vấn đề này, cho nên mới nhiều có do dự, dừng một chút, thần nghĩ có thể chờ hắn lại bề trên hai tuổi, đến lúc đó càng hiểu chuyện một ít, lại đưa vào cung cũng là không muộn, hai năm thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng mà triều đình thế cục thay đổi trong nháy mắt, ai biết hai năm gian sẽ phát sinh nhiều ít sự, vạn nhất hai năm lúc sau, vị này hoàng hậu đã không ở hậu vị ngồi trứ đâu. Ngươi nói cũng có đạo lý." Yến Xuân gật đầu, lần này Phượng gia chủ động còn tiền, cũng là giải bổn cung lửa xém lông mày, hư không quốc khố tính tạm thời có thể hoãn khẩu khí, nhưng hoàng thượng đăng cơ chi sơ thượng có rất nhiều sự tình muốn làm, này cũng muốn tiêu tiền, kia cũng muốn tiêu tiền, 400 vạn lượng kỳ thật chỉ là như muối bỏ biển, Phượng Thanh Hà nắm chặt tay, thanh âm vững vàng đông cứng, thần minh bạch, thỉnh hoàng hậu bệ hạ yên tâm, thần sẽ mau chóng gom góp bạc đưa lại đây tuyệt không làm hoàng hậu vì bạc lo lắng phiền não, ân, bổn cung tin tưởng phượng thiếu chủ hứa hẹn. Yến Xuân chậm rãi gật đầu, liễm mắt suýt khẩu trà, đứng lên đi, đa tạ hoàng hậu bệ hạ. Phượng Thanh Hà đứng lên, lại không hề ngồi xuống, Phượng Vương ngồi ở một bên, sắc mặt ẩn ẩn phím thanh, hắn làm sao có thể nghe không hiểu, Yến Xuân là cố ý cho bọn hắn một cái ra oai phủ đầu, liền tước mang đánh, uy hiếp cảnh cáo, là muốn cho Phượng gia sợ nàng thật là đem chính mình đương cây hành bất quá như vậy cũng không có gì không tốt hoàng hậu càng là kiêu ngạo ương ngạnh đắc tội người liền sẽ càng ngày càng nhiều đợi cho cả triều văn võ toàn bộ đối nàng sinh chán ghét bất mãn tây sở những cái đó thế gia đại tộc cũng đều oán hận khởi nàng bọn họ nhất định sẽ liên hợp lại phế đi hoàng đế cùng hoàng hậu đến lúc đó xem nàng còn như thế nào uy phong đến lên một sớm chúng bạn xa lánh rơi vào một cái phế hậu kết cục nàng chắc chắn nếm hết bị người đạp lên lòng bàn chân tư vị Nam ca. Yến Xuân Quyền cho là không nhìn thấy Phượng Vương cùng Phượng Thanh Hà không vui biểu tình, bình tĩnh mà phân phó, mệnh ngự thiện phòng chuẩn bị phong phú một ít. Hôm nay Hoàng thượng muốn mở tiệc chiêu đãi Phượng gia thiếu chủ, cấp ban sai có công Phượng Vương cùng Trần Thượng Thư đón gió tẩy trần, Nam ca gật đầu, đúng vậy, Hoàng thượng. Phượng Vương ngưng mi, theo bản năng mà quay đầu nhìn về phía Hoàng hậu, Hoàng thượng Long Thể đã an khang, chương 133 quả nhiên là lòng muôn dạ thú. Yến Xuân thần sắc nhàn nhạt, Hoàng thượng Long thể tiệm càng, tinh thần so trước kia rất tốt, bất quá thương gân động cốt một trăm thiên, so với dĩ vãng vẫn là có chút không bằng, Phượng Vương trong lòng như suy tư gì, lần này vào kinh, thần còn có một chuyện tưởng cầu Hoàng hậu đồng ý. Thôi đại nhân đứng lên, cung kính mà quỳ xuống, tiểu nữ năm nay nhị bác niên hoa, dung tư xuất sắc, tài tình xuất chúng, bị người phủng vì tương châu đệ nhất tài nữ. Nếu có cơ hội tiến cung phụng dưỡng hoàng thượng, đó là thần cùng tiểu nữ vinh hạnh, Yến Xuân hơi hơi nhướng mày, bố chính sử đại nhân muốn cho nữ nhi tiến cung, toàn bằng hoàng hậu bệ hạ làm chủ, Yến Xuân ý vị không rõ mà cười cười, ánh mắt từ phượng vương trên mặt đảo qua, thông dong bưng lên chén trà, liễm mắt từ từ suýt khẩu trà, nhất thời cũng không biết nói cái gì hảo, tương châu bố chính sử ở ngay lúc này đưa ra làm nữ nhi tiến cung, nếu nói không phải phượng vương bày mưu đặt kế, quỷ đều không tin. Nhưng mà dạ dung huyên trước mắt đang ở nửa giam lỏng trạng thái, về sau không có khả năng có phiên thiên cơ hội phượng vương hoặc nhiều hoặc ít hẳn là hiểu biết thế cục như thế nào sẽ ở ngay lúc này an bài tương châu bố chính sử nữ nhi tiến cung chẳng lẽ thôi gia nữ nhi có cái gì đặc thù bản lĩnh hoàng hậu bệ hạ phượng vương quả nhiên đã mở miệng dựa theo lịch đại đế vương tuyển tú quy cũ năm nay 6 tháng cuối năm nên là thiên hạ các nơi đưa tú nữ vào cung thời điểm thôi cô nương nếu đã tới thần cho rằng có thể cho hoàng thượng trước tiên trông thấy thích liền lưu lại không thích khiến cho nàng cùng thôi đại nhân trở về, đối hoàng thượng cùng thôi cô nương đều sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Yến Xuân nhíu mày, ngữ khí đạm mạc như tuyết, tuyển tú là hoàng đế quyền lợi, thôi cô nương làm đại thần chi nữ, tiến cung tuyển tú nguyên bản nên dựa theo lưu trình tới. Phượng Vương hôm nay cầu bổn cung vì nàng phá lệ đã là hỏng rồi quy củ, hợp lại lời này còn có lo lắng nàng danh tiết bị hao tổn ý tứ, Phượng Vương sắc mặt khẽ biến, đứng lên nói, thần không dám, thỉnh hoàng hậu nắm rõ. Phượng Thanh Hà nhíu mày, thầm nghĩ này hoàng hậu quả nhiên là cái khó chơi nữ nhân, trách không được ngắn ngủn mấy tháng trong vòng liền từ hoàng hậu nương nương biến thành hoàng hậu bệ hạ, quả nhiên là lòng muôn dạ thú, tây sở nếu vẫn luôn từ như vậy nữ nhân cầm quyền, hậu quả định không dám tưởng tượng, Phượng Vương Thân là nhất đẳng thân vương, hoàng tộc con nối giỏi, lời nói xuất khẩu phía trước hẳn là luôn mãi châm trước, suy nghĩ cặn kẻ, nếu không có tổn hại chính là hoàng tộc mặt mũi, Yến Xuân Đạm nói, không có lần sau, Phượng Vương biểu tình một chút cứng đờ, yến xuân lời này cảm xúc tuy đạm, cũng không nhiều ít lạnh lùng sắc bén, nhưng mà giống như quân vương đối thần tử, trưởng bối đối vãn bối răng dạy chi ý lại không dung bỏ qua. Phượng Vương lớn như vậy, trừ bỏ hắn phụ hoàng cùng mẫu hậu, thật đúng là không có người lấy như vậy giáo huấn ngữ khí nói với hắn nói chuyện, đặc biệt làm trò Phượng Thanh Hà cùng bố chính sử mặt, cơ hồ khiến cho hắn xuống đài không được. Nếu thôi đại nhân đem nữ nhi mang đến Bổng cung tiên kiến thấy cũng không sao yến xuân đạm nói như là không có chú ý tới phượng vương biểu tình biến hóa ngày mai sáng sớm làm nàng tiến cung đi đúng vậy thôi nguyên thao cúi đầu lĩnh mệnh đa tạ hoàng hậu bệ hạ bọn họ nói chuyện thời gian cũng không trường nửa canh giờ lúc sau nam ca hồi phục nói cơm trưa đã bị hảo yến xuân sai người đi đem thừa tướng võ vương cảnh vương cùng thành vương đều kêu lại đây cung nhân bắt đầu truyền thiện hoàng thượng long thể đã khang càng có phải hay không hẳn là đem hoàng thượng cũng mời đi theo phượng vương bình tĩnh mà mở miệng cố ý nhắc nhở yến xuân ai mới là giang sơn chi chủ phượng gia chủ hòa thôi đại nhân ngàn dặm xa xôi áp giải bạc để kinh lý phải là giáp mặt bái kiến hoàng thượng nếu không đó là phạm vào đại bất kính chi tội yến xuân không ăn hắn này một bộ hoàng thượng lâm triều thượng tinh thần vô dụng lúc này mới vừa nghỉ ngơi phượng vương hít mắt mới vừa nghỉ ngơi hắn đi tương châu phía trước hoàng thượng cũng đã bắt đầu tỉnh dưỡng tính tính nhật tử, đã dưỡng hơn một tháng, hắn rốt cuộc bị nhiều trọng thương, đến bây giờ còn tinh thần vô dụng, Phượng Vương áp xuống trong lòng suy nghĩ, bất động thanh sắc mà cùng Phượng Thanh Hà liếc nhau, không lớn trong chốc lát, thừa tướng cùng vài vị vương gia lần lượt mà đến, bái kiến hoàng hậu, trừ bỏ thừa tướng đại nhân thiệt tình được rồi quân thần lễ nghi ở ngoài, mặt khác mấy người chào hỏi khi nhiều ít có điểm có lệ, bất quá Yến Xuân cũng không để ý. Lễ tiết vấn đề trước nay không quan hệ đau khổ, bởi vì một khi đã xảy ra liên quan đến đau khổ việc cho dù bọn họ hối đoạn gan ruột đem hai chân quỳ đoạn cũng không làm nên chuyện gì người tới tề liền ngồi xuống đi yến xuân mở miệng trần giáng sừng sững cái này công thần chính Huệ hộ bộ quan viên đem thuế bạc kiểm kê nhập kho tạm thời không rảnh lại đây nếu không bổn cung nhất nên mở tiệc chiêu đãi người là hắn mới đúng lời vừa nói ra trong bữa tiệc không khí tức khắc vi dịu lên phượng vương cùng phượng thanh hà hai người biểu tình đều có chút khó coi bởi vì bọn họ trong lòng rõ ràng, Trần Giáng sừng sững công lao tất cả đều thành lập ở Phượng Gia tổn thất bạc thượng, Phượng Gia phối hợp còn tiền, hắn chính là công thần, Phượng Gia nếu vẫn luôn kéo dài không còn, Trần Giáng sừng sững chính là thất trách, dù sao cùng chính hắn năng lực không có nửa văn tiền quan hệ, mà Phượng Gia sở dĩ nguyện ý công góp này bút bạc, hoàn toàn là bởi vì Yến Xuân bá đạo cường thế cùng lãnh khốc vô tình. Nàng vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn hành sự tác phong, mới là phượng gia trả tiền nguyên nhân chính, nhưng Trần Giáng sừng sững vừa trở về, liền lấy ban sai có công bị đề bạc vì hộ bộ thượng thư, Yến Xuân tưởng ở trong triều bồi dưỡng nàng chính mình nhân mạch, không khỏi quá mức trắng trợn táo bạo, phượng gia thiếu chủ tự mình đưa tới 400 vạn lượng bạc trắng, tuy giải nhất thời chi cấp, nhưng quốc khố hư không vấn đề vẫn như cũ không thể hoàn toàn được đến giải quyết, Yến Xuân ngồi ở chủ vị thượng, nhìn tả hữu hai bên thân vương đại thần. Bổn cung tám tháng thiên thu yến, Chư vị không cần lo lắng cấp bổn cung chuẩn bị cái gì hạ lễ, chỉ cần thông tri tạ gia, trình gia cùng hoa gia đem thiếu triều đình bạc còn thượng là được, nếu bọn họ còn muốn tìm lấy cớ tiếp tục kéo dài, đừng trách bổn cung không nhớ tình cũ, dùng ra phi thường thủ đoạn, những lời này vừa ra, võ vương, cảnh vương cùng thành vương sắc mặt lập tức liền thay đổi, võ vương nhìn trên bàn rực rỡ muôn màu ngự thiện món ăn trân quý, ta nói hoàng hậu bệ hạ hôm nay như thế nào sẽ hô tôn hàng quý đem mời chúng ta lại đây dùng bữa nguyên lai like hôm nay là bày tràng hồng môn yến võ vương lời này sai rồi nam thừa tướng ngước mắt nhìn hắn thế gia khất nợ thuế khoản vốn chính là bọn họ đuối lý trước đây thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa huống chi bọn họ thiếu mức thật lớn nghiêm trọng ảnh hưởng quốc khố vận chuyển chúng ta nên may mắn tay sở trước mắt chiến sự đã đình nếu không nếu bởi vì quốc khố hư không mà dẫn tới biên quan giang sơn lương thảo cung ứng không đủ thậm chí khiến chiến sự đã chịu ảnh hưởng sở hữu khất nợ thuế khoản sự giả đều là tội nhân ấn pháp lệnh đều nên xét nhà diệt tộc tạ tội thiên hạ thừa tướng đại nhân luôn luôn văn nhã nho nhã không dễ dàng phát giận nhưng mà nói chuyện ngữ khí hơi chút một trọng nhiều năm trong tay xu quyền to uy nghiêm nháy mắt liền hiển lộ ra tới chỉ chấn đến ở đây người đồng thời rùng mình võ vương bị đổ đến tức khắc á khẩu không trả lời được yến xuân không nói cái gì nữa hết sức chuyên chú mà dùng bữa những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều lo lắng đồ ăn chung có độc ứng phó đến cẩn thận, một đống cung yến ăn đến sóng ngầm mãnh liệt, các mang ý xấu, trong không khí phản phất len lõi làm người bất an sắc nhọn chi khí, chương 134 gà mờ thần côn, cung yến sau khi chấm dứt, yến xuân lấy mệt mỏi vì từ về trước phượng nghi cung nghỉ ngơi, phượng thanh hà cùng thôi đại nhân còn muốn liền dư lại tới tiền nợ công việc cùng hộ bộ thương nghị giao tiếp, phượng vương tự động bồi này tả hữu, đi ra cần chính điện lúc sau, cảnh vương vẻ mặt không vui, ẩn ẩn mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi ý vị, có phượng gia khai cái này khẩu tử, tạ gia, trình gia cùng hoa gia còn dám lấy cớ kéo dài sao, thật là cái âm hiểm xảo trá nữ nhân, võ vương không nói chuyện, không biết suy nghĩ cái gì. Thành vương nhìn theo phía trước phượng gia thiếu chủ cao gầy thân ảnh, ngữ khí nhàn nhạt, phượng gia thỏa hiệp nguyên nhân là cái gì, yến xung phía trước hạ chỉ triệu phượng gia ấu tử tiến cung làm thái tử thư đồng một chuyện, người đã quên, cảnh vương lạnh lùng nhíu mày, ngươi gần nhất giống như cũng chưa như thế nào hỏi đến triều chính, như thế nào. Cũng nghĩ cùng nàng thỏa hiệp, thỏa hiệp. Thành vương mặt mày nổi lên tà cười lạnh ý, bổn vương thoạt nhìn liền như vậy không cốt khí, ném xuống những lời này, hắn tự hồ liền giải thích đều không có, thẳng bước nhanh mà đi, hiển nhiên không tính toán cùng cảnh vương cùng võ vương tiếp tục nói chuyện phím, cảnh vương mày nhăn lại, hắn là có ý tứ gì, mặt chữ thượng ý tứ, hắn ở nói cho ngươi, hắn rất có cốt khí, tuyệt đối không thể cùng hoàng hậu thỏa hiệp. Võ vương hiếp hiếp mắt, đáy mắt xẹt qua một mặt sâu thẳm ánh sáng, nhìn chầm chầm thành vương bóng dáng như là như suy tư gì, ngay sau đó cũng nhanh hơn bước chân rời đi. Cảnh vương sắc mặt kiếm thanh, một đám đi được nhanh như vậy làm gì? Vội vàng đi đầu thai, thôi gia xa ở tương châu, thôi nguyên thao nữ nhi khuê danh thôi giảo giảo, làm bố chính sử nữ nhi. Thôi giảo giảo ở Tương Châu xác thật có vài phần tài nữ chi danh, thuộc độc tứ thư ngũ kinh. Tinh thông thiên văn địa lý, thậm chí còn có vài phần biết trước khả năng, biết trước, đương Yến Xuân thông dong ẩn trong miệng nghe thế bốn chữ khi, mắt tâm nhỏ bé, đáy mắt tức khắc xẹt qua một mặt thâm trầm hứng thú ánh sáng, nàng thật đúng là muốn biết, nữ tử này đến tục cùng có vài phần bản lĩnh, có thể trước tiên biết trước đến cái gì kết quả, nàng tiến cung mục đích là cái gì, sáng sớm hôm sau hạ lâm triều, thôi cô nương liền ở phượng nghi cung chờ trứ, Yến Xuân ngồi ở chủ vị không chút để ý mà đánh giá nàng dung nhan dáng vẻ. Nàng này dung nhan tú mỹ, mắt hạnh quỳnh mũi, khí chất kiều tiếu mà uyển chuyển, hoặc nhìn giống cái chịu quá tốt đẹp giáo dục tiểu thư khuê các, mặt mày lại mang theo vài phần chưa từng hoàn toàn rút đi hồn nhiên lương thiện. Nhưng là nàng một mở miệng, liền phá hủy loại cảm giác này, thần nữ tham kiến hoàng hậu nương nương, thôi cô nương, ngươi hẳn là kêu chính là hoàng hậu bệ hạ. Thanh trĩ đứng ở một bên nhắc nhở, tiếng cung phía trước, thôi đại nhân không có đã dạy ngươi bái kiến hoàng hậu bệ hạ quy củ không thôi dảo dảo lắc đầu thần nữ kêu hoàng hậu nương nương mới là đối giang sơn chỉ có một chủ tử trừ bỏ ngồi ở trên long ỷ hoàng thượng có thể bị xưng là bệ hạ những người khác đều không tư cách này lời vừa nói ra phượng nghi cung không khí một ngưng các cung nhân không tự giác mà cúi đầu bắt đầu vì cái này gan lớn vô mưu thôi cô nương điểm ba nén hương lớn mật thanh trĩ mày nhăn lại hung hăng lệ mắng ngươi tưởng dĩ hạ phạm thường, Yến Xuân bất động thanh sắc mà uống ngụm trà, cực có kiên nhẫn mà chờ xem cái này thôi cô nương ở chơi cái gì đa dạng, thôi cô nương, ở bổn cung trước mặt chơi thà chết chứ không chịu khuất phục này bộ kỳ thật cũng không tốt xử, nàng đạm đạm cười, ý cười lại không đạt đáy mắt, bổn cung kính để lá gan đại không sợ chết người, nhưng là không đại biểu bổn cung có thể chịu đựng ngươi loại này lỗi thời to gan lớn mật. Hoàng hậu nương nương đây là nghe không được nói thật, thôi giảo giảo nghiêm nghị không sợ mà ngẩng đầu, nhìn thẳng Yến Xuân, thiên tử vân mệnh trời, thần vân mệnh với quân, thê vân mệnh với phu, không thể loạn, bang, thanh thúy cái tác thanh chợt vang lên, thôi giảo giảo một bên mặt bị đánh thiên, dấu tay khuynh khắc thời gian nổi lên gương mặt, nàng không dám tin tưởng mà che lại mặt, ngẩng đầu nhìn đánh nàng thanh trĩ, ta vừa mới đã nhắc nhở quá ngươi một lần. Thanh trĩ ngữ khí lạnh lùng, thôi cô nương đem phượng nghi cung trở thành là biện luận tràn sao nếu thôi đại nhân chưa từng đã dạy ngươi quy củ phượng nghi cung vài vị ma ma đều có thể đại lao gia phụ trung quân vì nước tự nhiên cũng sẽ giáo thần nữ trung đạo làm vua thôi giảo giảo khẽ trắng môi hoàng hậu nương nương thông tuệ nhanh nhẹn hành đoan nghi nhã tính tình ôn lương là hoàng thượng tốt nhất hiền nội trợ cũng là hoàng thượng quý nhân tương lai còn sẽ trở thành sử thượng đệ nhất hiền hậu đại hoàng thượng ngày sau cầm quyền đó là nhất chịu người sùng kính hâm mộ ân ái đế hậu Yến Xuân đuôi lông mày hơi chọn, rất có hứng thú mà nhìn chầm chầm cái này mặt không đổi sắc nói hô nói vượng nữ tử, ẩn ẩn cảm thấy đối phương trên người xác thật có điểm đồ vật, thôi giảo dảo một phen thổi phòng lúc sau, rủ mi rủ mắt nói, thần nữ hôm nay lời nói, những câu phế phủ, còn cầu hoàng hậu nương nương thứ tội, nói được thật hảo, tự tự châu Ngọc biểu đạt trung quân ái quốc chi tâm, không kiêu ngạo không xỉm định triển lộ không sợ chết không biết sợ đảm phách ẩn ẩn hối hối nhắc nhở nàng về sau sẽ trở thành đệ nhất hiền hậu, cùng hoàng thượng ân ái có thêm. nửa thật nửa giả, thật giả nửa nọ nửa kia, là tiên đoán sao? Kiến Xuân ánh mắt hơi thâm, bỗng nhiên cảm thấy có điểm ý tứ. Ngươi như thế nào xác định bổn cung sẽ trở thành đệ nhất hiền hậu? Nàng hỏi, ngữ khí đạm mạc không biện hỉ nộ. Chẳng lẽ ngươi còn sẽ bói toán tương lai việc? Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, thần nữ xác thật có biết một vài. Thôi dảo dảo trả lời hoàng hậu nương nương yêu nhất hoàng thượng, hôm nay sở làm hết thảy đều là vì hoàng thượng đế vị trù tính. Trong triều đại thần khó hiểu hoàng hậu nương nương dụng tâm lương khổ, vài vị vương gia cũng đối hoàng hậu hiểu lầm thâm hậu, thần nữ biết rõ hoàng hậu trong lòng ủy khuất, lại cam tâm tình nguyện vì hoàng thượng mà ẩn nhẫn, đây đúng là hoàng hậu nương nương lòng dạ rộng lớn, khoan dung ôm lương chỗ, ngày sau hoàng thượng trưởng quyền to, chắc chắn đối hoàng hậu một mảnh tâm ý khắc sâu trong lòng, kính trọng hoàng hậu nương nương, thâm ái hoàng hậu nương nương, phu thê tôn trọng nhau như khách, làm trên đời này làm làm người hâm mộ truyền kỳ đế hậu, nói được thật là dễ nghe. Yến Xuân lười biến vỗ tay, như là thật cao hứng nghe thế phiên lời nói, người khác đại bất kính, chỉ nói bổn cung lòng muôn giả thú, cường thế bá đạo, kiêu ngạo ương ngạnh, người đại bất kính còn lại là luôn mồm khuyên bổn cung làm một cái hiền hậu. Sách, hiền hậu. Bổn cung nghe thấy hai chữ liền sinh khí, dứt lời, phất phất tay, bổn cung cũng không nhiều lắm phạt ngươi, mang đi ra ngoài quỳ hai cái canh giờ, tả hữu hầu lập hai vị ma ma đi tới, một người một con cánh tay kiềm chế đem nàng kéo đi ra ngoài, thôi dảo dảo lại là chút nào không phản kháng, không trên một tiếng bị kéo đi ra ngoài, thanh trĩ nhìn bị kéo đi ra ngoài thôi gia nữ tử, chần chờ quay đầu nhìn về phía Yến Xuân, bệ hạ, này thôi cô nương thoạt nhìn như thế nào như vậy giống một cái yêu ngôn hoặc chúng thần côn. Hơn nữa vẫn là cái đầu óc không tốt lắm sử thần côn, tự cho là thông minh, ra vẻ cao thâm, muốn cho hoàng hậu đối nàng nhìn với con mắt khác sao, thần côn. Yến Xuân suy nghĩ một lát, chậm rãi gật đầu, xác thật giống, bất quá hẳn là chỉ là cái gà mờ thần côn, khóe miệng lượt quá một mặt mang theo thâm ý ý cười, Yến Xuân phân phó, quỳ đủ hai cái canh giờ lúc sau, đem nàng đưa đi thấy hoàng thượng, nếu nàng đem này phiên tiên đoán nói cho cấp giả dung huyên, không biết giả dung huyên sẽ là cái gì phản ứng, mừng rỡ như điên, lấy lại sĩ khí chương 135 thôi cô nương hôn mê bất tỉnh, Yến Xuân bỗng nhiên cảm thấy rất thú vị, mỗi ngày lục đục với nhau trù tính bố cục rất nhạt nhẽo, tử khí trầm trầm thâm cung, khó được xuất hiện như vậy một cái yêu ngôn hoặc chúng nữ tử, có lẽ có thể cho sự tình trở nên càng thú vị chút, nhưng mà hai cái canh giờ thực sự dài lâu, đối với tự xưng là vì biết trước thôi cô nương tới nói, không thể nghi ngờ là một loại khó qua tra tấn, khó khăn lắm nửa canh giờ qua đi. Nàng liền chịu không nổi, Hoàng hậu nương nương trạch tâm nhân hậu, khoan dung trọng lượng, sẽ trở thành Tây Sở Sử thượng đệ nhất hiền hậu, Thánh hiền chi danh còn sẽ tái nhập sử sách, thôi dảo dảo quỳ đến lung lay sắp đổ, đổ mồ hôi đầm đìa, thanh âm run rẩy, hoàng hậu nương nương phúc tái thiên hạ, nhất định có thể phụ tá hoàng thượng khai sáng Tây Sở thịnh thế, đứng ở cửa điện chỗ hai vị ma ma liếc nhau, biểu tình thoạt nhìn đều là một bộ vô ngữ bộ dáng, cô nương này đầu óc có phải hay không có vấn đề, mặt trời chói chang mùa hạ, Phượng Nghi cung đặt khối băng hạ nhiệt độ, bàn dài thượng phóng ướp lạnh mơ chua nước cùng mấy thứ mới mẻ trái cây, nam ca. Yến Xuân dựa nghiêng Phượng giường, lười biến cười, đáy mắt lộ ra không chút nào che giấu giả tâm, ta đối trở thành đệ nhất hiền hậu không có hứng thú, vị này thôi cô nương vuốt mông ngựa tự hồ chụp sai rồi địa phương, bệ hạ nói được là. Nam ca ngồi ở một bên, sửa sang lại trên tay hồ sơ, nàng bực này tự cho là đúng phàm nhân chi nữ, căn bản vô pháp lý giải bệ hạ hùng tâm tráng chí, hùng tâm tráng chí, Yến Xuân liễm mắt, đáy mắt xẹt qua một mặt đạm trào màu sắc, nàng cũng không phải ngay từ đầu liền có hùng tâm tráng chí, nếu không phải dạ dung huyên đỡ không thượng tường, nếu không phải dạ dung huyên bạc tình quả nghĩa, nếu không phải dạ dung huyên ngu xuẩn tham lam, khắc nghiệt thiếu tình cảm, Yến Xuân kỳ thật cũng là phàm nhân trung một cái, bất quá nàng nên cảm tạ dạ dung huyên. Là hắn bạc tình quả nghĩa cùng ngu xuẩn ích kỷ đã thông nàng hai mạch nhâm đốc, làm nàng bỗng nhiên ý thức được, nâng đỡ nam nhân, dựa vào nam nhân là vĩnh viễn không đáng tin cậy, nhân tâm dễ biến, thế gian này nhất không thiếu chính là vong ân phụ nghĩa hạ người, quyền lực chỉ có nắm ở chính mình trong tay, mới là lâu dài bàn thân chi đạo. Tháng 6 Liệt Dương cao chiếu, thôi dảo dảo quỳ gối hai chân đau đớn khó nhịn, Thái Dương phơi đến nàng một trận choáng váng, mồ hôi như hạt đậu không ngừng lăn xuống mà xuống, nàng lại không ngừng ca tụng hoàng hậu đại nhân đại nghĩa cùng hiền đức chi danh như thế lại quá nửa cái canh giờ, cùng với trước mắt một trận sương đen đánh úp lại, nàng quơ quơ thân thể, rốt cuộc hôn mê bất tỉnh, hoàng hậu bệ hạ. Lãnh ma ma đi đến, thôi cô nương hôn mê bất tỉnh, Yến Xuân đạm nói, đem nàng đưa đi sùng minh điện, triệu thái y qua đi nhìn xem, lãnh ma ma kinh ngạc, trực tiếp đưa đi hoàng thượng chỗ đó sao, ngươi không nghe lầm. Yến Xuân ngữ khí bình tĩnh sâu thẳm, trực tiếp đưa đi hoàng thượng chỗ đó, đúng vậy, thanh trĩ yến xuân trầm ngâm một lát ngươi bồi thôi cô nương qua đi đi đừng làm cho nàng lạc đường đúng vậy sùng minh điện dạ dung huyên chính dựa vào giường trước đọc sách tần yêu nhiêu ngồi quỳ một bên vô cùng dịu ngoan nhu hòa mà cho hắn nhéo bả vai niết đến hắn thật thoải mái loại này bị nhân tinh tâm phục hầu cảm giác mới là một cái đế vương nên có được đãi ngộ chính là ở yến xuân nơi đó hắn chưa bao giờ thể hội quá loại cảm giác này hoàng thượng thoải mái sao tần yêu nhiêu buông xuống mặt mày trên mặt thân thiết toát ra một tia ngượng ngùng khẩn trương chi sắc, thiếp thân thủ pháp không quá tinh vi, e sợ cho khiến cho tay kính lớn, làm hoàng thượng không khỏe, dạ dung huyên hôm nay thoạt nhìn tinh thần cũng không tệ lắm, nghe được tần yêu nhiêu những lời này, hắn chuyển mắt xem nàng, ánh mắt dừng ở nàng e lệ ngượng ngùng trên mặt, trong lòng nhịn không được sinh ra một tia động tình, nhưng mà đối với Yến Xuân đưa tới người, hắn như thế nào sẽ xuẩn đến dễ dàng bị nàng mê hoặc, thoải mái dạ dung huyên giơ tay nhẹ vỗ về nàng gương mặt đáy mắt màu sắc đen tối không rõ mỹ nhân nhi hoàng hậu mấy ngày nay có hay không triệu ngươi nói chuyện tần yêu nhiêu lắc đầu từ khi thiếp thân vào cung hoàng hậu nương nương giống như quên mất thiếp thân tồn tại thật quên mất khen ngược dạ dung huyên lạnh lùng cười hoàng hậu ghen tị lại chủ động đem ngươi như vậy một cái tuyệt sắc mỹ nhân đưa đến trẫm bên người đến tột cùng đánh chính là cái gì chủ ý thật cho rằng trẫm không biết tần yêu nhiêu nghe vậy vội ngừng tay động tác, sợ hãi mà đứng dậy quỳ xuống, thiếp thân đáng chết, hoàng hậu cho ngươi cái gì nhiệm vụ. Dạ dung huyên nhìn chầm chầm nàng mặt, thanh âm lãnh lệ âm ngoan, dùng sắc đẹp tới mê hoặc trẫm, vẫn là cố ý tưởng khảo nghiệm trẫm, thiếp thân thật sự không biết, cầu hoàng thượng nắm rõ. Tần yêu nhiêu lắc đầu, trong thanh âm tràn ngập vĩ khuất bất an, hoàng hậu chỉ làm thiếp thân hảo hảo hầu hạ hoàng thượng, mặt khác cái gì đều không có nói, thật sự, cầu hoàng thượng minh giám. Dạ Dung Huyên cười lạnh, "Minh dám, Yến Xuân như vậy thủ đoạn, hắn sẽ tin tưởng nàng." Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Tần Yêu Nhiêu mới vừa tiến cung không lâu, đối trong cung hết thảy đều không quen thuộc, xuất thân hèn mọn, nhát gan, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có khả năng gánh vác cái gì trọng đại nhiệm vụ, Yến Xuân liền tính muốn lợi dụng nàng, tạm thời cũng còn chưa tới thời điểm, ngươi tốt nhất đừng đánh cái gì oai chủ ý." Hắn lạnh lẽo cảnh cáo, Yến Xuân chỉ là tạm thời đắc thế thôi này trong cung chủ tử là trẫm yến xuân cái này hoàng hậu đương đến nhiều uy phong lẫm lẫm cũng vĩnh viễn chỉ có thể là hoàng đế phụ thuộc trước có hoàng đế mới có hoàng hậu ngươi minh bạch sao tần yêu nhiêu sắc mặt trắng bệch cúi đầu đáp là thiếp thân minh bạch dạ dung huyên vẻ mặt không vui có chút mệt mỏi mà ỷ hồi trên giường tiếp tục ấn là lực đạo gãy đúng chỗ ngứa mắt xa làm dạ dung huyên mơ màng sắp ngủ đang lúc hắn muốn ngủ khi một trận tiếng bước chân truyền đến chậm một chút. Thanh trĩ thanh âm vang lên, đem thôi cô nương phóng tới bên kia trên giường, dạ dung huyên nháy mắt bị bừng tỉnh, theo bản năng mà quay đầu nhìn qua đi, hoàng thượng. Thanh trĩ đi tới, cung kính mà triều dạ dung huyên uống gối hành lễ, theo yến xuân ý tứ đem thôi cô nương làm đơn giản giới thiệu, tương châu bố chính sử thôi đại nhân vào cung, chủ động muốn đem hắn nữ nhi đưa vào cung hầu hạ hoàng thượng. Hoàng hậu nói nàng này am hiểu một ít người khác không am hiểu bản lĩnh, cho nên làm nô tỳ mang nàng lại đây trông thấy hoàng thượng, dạ dung huyên hiếp hiếp mắt, ánh mắt dừng ở hôn mê bất tỉnh thôi giảo dảo trên mặt, đại khái là thời tiết quá nhiệt thả bị thái dương bạo phơi nguyên nhân, thôi cô nương kiều Mỹ trên mặt một mảnh hiện ra mất tự nhiên đỏ bừng, chưa khô mồ hôi tẩm hỗn độn sợi tóc, thoạt nhìn rất có vài phần nhu nhược đáng thương chật vật phong tình, nàng làm sao vậy? Dạ dung huyên chậm rãi ngồi dậy, uy nghiêm đạm hỏi, thanh trĩ trả lời, thôi cô nương va chạm hoàng hậu bệ hạ, bị phạt quỳ trong chốc lát thôi cô nương thân thể thoạt nhìn có chút nhược không quỳ một lát liền hôn mê bất tỉnh dừng một chút thanh trĩ tiếp tục nói đáng thương thôi cô nương một mảnh trung quân chi tâm chính mình quỳ không được còn nói hoàng hậu bệ hạ sẽ trở thành tái nhập sử sách một thế hệ hiền hậu hoàng hậu bệ hạ liên giọng nói của nàng chân thành một mảnh xích tử chi tâm liền phân phó đem nàng đưa lại đây trông thấy hoàng thượng dạ dung huyên hôm nay không uống dược đầu óc còn tính thanh tĩnh Thanh trĩ một phen không nhanh không chậm trần thuật, hắn chỉ nghe được một thế hệ hiền hậu, bốn cái mấu chốt tự, trong lòng vừa động, nàng thật sự nói như vậy, nô tỳ không dám lừa gạt hoàng thượng. Thanh trĩ rủ mi rủ mắt trả lời, thôi cô nương xác thật là nói như vậy, chương 136 thỉnh hoàng thượng kiên nhẫn chờ đợi, dạ dung huyên tâm niệm hơi đổi, nhàn nhạt phân phó, ngươi trước đi xuống đi, thanh trĩ nói, nô tỳ làm người đi thỉnh thái y, phải đợi Thái Y lại đây cấp thôi cô nương bắt mạch lúc sau mới có thể rời đi, nếu không vô pháp hồi phục hoàng hậu bệ hạ, dạ dung huyên nhíu mày, nghe nàng một ngụm một cái, hoàng hậu bệ hạ, lại nghe mới vừa rồi nàng nói, một thế hệ hiền hậu, thật cảm thấy vô cùng châm chọc, Yến Xuân rõ ràng là lòng muôn dạ thú thế nhân đều biết, nào cân xứng được với một thế hệ hiền hậu, một thế hệ yêu hậu còn kém không nhiều lắm. Dạ Dung Huyên nhìn chầm chầm nằm ở trên sạp thôi cô nương, trong lòng nhịn không được hoài nghi, này nữ tử đến tục cùng là phượng vương phái tới người vẫn là yến xuân xếp vào ở bên người nàng quân cờ không lớn trong chốc lát thái y đến hành lễ đơn giản bắt mạch lúc sau nói thôi cô nương cảm nắng khí thần cho nàng khai hai dáng giải nhiệt dược ăn vào là được thanh trĩ gật gật đầu làm phiền thái y thanh trĩ cô nương không cần khách khí đây là lão phu thuộc bổn phận việc thái y nói triều hoàng thượng cáo lui lão thần liền đi xứng giải nhiệt dược thanh trĩ cũng nói hoàng thượng nô tỳ cáo lui, dạ dung huyên không tỏ ý kiến, giữa mày hơi ninh, nhịn không được nói thầm yến xuân rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý, trước đưa một cái tầng yêu nhiêu, sau lại tới nửa một cái thôi dảo dảo, nàng là muốn cho này hai nữ tử giám thị hắn sao, thật là ngu xuẩn lại có thể cười, thái y cùng thanh trĩ chân trước mới vừa bước ra cửa điện, nằm ở trên sạp thôi cô nương liền từ từ chuyển tỉnh, nàng mở mắt ra, mờ mịt nhìn trước mắt hết thảy, phú quý bày biện, tôn quý minh hoàng sắc trướng màng, xa hoa đến cực điểm tơ vàng gỗ nam điêu long trụ thôi cô nương tỉnh nhu hòa hàm mị thanh âm ở bên tai vang lên nơi này là hoàng thượng tẩm cung người muốn lên bái kiến hoàng thượng mới được hoàng thượng tẩm cung thôi giảo giảo một cái giật mình đột nhiên ngồi dậy nhưng mà trước mắt một trận choáng váng nàng thiếu chút nữa từ trên sạp tài xuống dưới thôi cô nương cẩn thận một người cung nữ kịp thời duỗi tay đem nàng đỡ lấy cũng bưng tới một chén mơ chua nước uống điểm cái này giải giải nhiệt đi thôi giảo giảo duỗi tay bắt lấy cung nữ thủ đoạn, bị Thái Dương phơi đến mờ đầu óc còn không có hoảng quá mức tới, ngồi hoảng một hồi lâu, từ cung nữ hầu hạ uống lên mấy khẩu mơ chua nước, băng băng lương lương cảm giác nhập thể, nàng mới rốt cuộc dễ chịu một ít, ngẩng đầu thấy ngồi ở phía trước dạ dung huyên, đối phương một bộ minh hoàng thường phục, tuy thoạt nhìn không phải thực uy nghiêm, dung sắc thoạt nhìn có chút tái nhợt mệt mỏi, nhưng trừ bỏ hắn, này trong điện không có khác nam tử huống chi kia quần áo nhan sắc cũng không phải người khác có thể xuyên, hoàng thượng. Thôi giảo giảo đứng dậy đi đến dạ dung huyên trước mặt, quỳ xuống tới được rồi thăm viếng đại lễ, thần nữ chính là tương châu bố chính sử chi nữ thôi giảo giảo, tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, dạ dung huyên không nói một câu mà nhìn nàng, thật lâu sau mới nói, người ở hoàng hậu trước mặt nói nàng sẽ trở thành đệ nhất hiền hậu, thôi giảo giảo đang nghĩ ngợi tới nên như thế nào mở miệng, không nghĩ tới hoàng thượng há mồm liền hỏi nàng vấn đề này, vội vàng gật đầu, hoàng hậu nương nương sẽ trở thành tây sở đệ nhất hiền hậu, phụ tá hoàng thượng trở thành anh minh thần võ vua của một nước, dạ dung huyên quay đầu nhìn hầu lập hai bên cung nhân, các ngươi đều lui ra, các cung nhân phản phất giống như không nghe thấy, rủ mi rủ mắt mà đứng, hoàng thượng. Nguyên bảo cung kính mà cười nói, ngài long thể chưa lành, bên người không rời đi người, bọn nô tài nếu là tự tiện rời đi, chỉ sợ hoàng hậu bệ hạ muốn lột nô tài gia, dạ dung huyên sắc mặt trầm xuống, u ám ở đáy mắt quay cuồng, cái này đáng chết nô tài, liền hoàng thượng đều dám ngỗ nghịch, thật không biết Yến Xuân đem hắn điều lại đây làm gì, hoàng thượng bớt giận. Thôi giảo giảo kinh thanh tế ngữ mà mở miệng trấn an, hoàng hậu nương nương một lòng vì hoàng thượng, nàng sở làm hết thảy đều là vì hoàng thượng đế vị trù tính, mong rằng hoàng thượng ngàn vạn đừng hiểu lầm hoàng hậu nương nương hảo ý. Dạ Dung Huyên lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, Nửa điểm không tin nàng lời nói, này đó đều là hoàng hậu làm ngươi nói cho trẫm nghe nói, thần nữ oan uổng. Thôi Giảo Giảo vội vàng phủ nhận, cũng quay đầu nhìn nhìn Tả Hữu, thần nữ có câu tưởng cùng nói cho hoàng thượng một người nghe, Dạ Dung Huyên trầm mặt một lát, từ một tiếng, vì thế Thôi Giảo Giảo đứng lên, bám vào Dạ Dung Huyên bên tai thấp thấp nói câu, thần nữ sẽ một chút biết trước chi thuật, trước đó vài ngày thần nữ chiếm một quẻ. Quẻ tượng biểu hiện Hoàng hậu nương nương sẽ phụ tá Hoàng thượng trở thành một thế hệ Minh quân, nhưng Hoàng hậu chính mình sẽ ở ba năm trong vòng, bởi vì khó sinh mà qua đời. Dạ Dung Huyên chấn động, đồng mắt hơi hơi trợn to, ngươi nói cái gì? Thần nữ lời nói những câu là thật. Thôi dảo dảo một lần nữa quỳ xuống, cực bi rũ mắt, thỉnh Hoàng thượng kiên nhẫn chờ đợi, hết thảy cơ hội đều sẽ có. Dạ Dung Huyên trái tim kịch liệt nhảy lên, quá độ kiếp sợ thực mau chuyển hóa vì kinh hỉ hắn không hề chớp mắt mà nhìn chầm chầm trước mắt nữ tử này, kia trong nháy mắt thậm chí cho rằng nàng chính là trời xanh phái tới trợ giúp hắn thần nữ, hắn sẽ trở thành một thế hệ minh quân, mà Yến Xuân sẽ bởi vì khó sinh mà chết, này thật là một cái phấn chấn nhân tâm tin tức tốt, dạ dung huyên đứng lên, cực lực khắc chế kích động mừng như điên tâm tình, ở trong điện không ngừng trốn tránh bước chân, trong điện cung nhân hầu lập. Đều là Yến Xuân an bài lại đây hầu hạ hắn sinh hoạt cuộc sống hàng ngày người, nhưng mà tên là hầu hạ, kỳ thật căn bản chính là giám sát, hơn nửa ban ngày đêm tối thay phiên đương trị, căn bản một chút tư nhân thời gian đều không có, dạ dung huyên muốn đem các nàng toàn tống cổ đi ra ngoài hiển nhiên không có khả năng, chính là hắn lại nên như thế nào cùng thôi giảo giảo đơn độc nói chuyện, dạ dung huyên thật sâu hít một hơi, quay đầu nhìn về phía còn quỳ trên mặt đất thôi giảo giảo, phụ thân ngươi cùng ai cùng nhau tới, phượng gia thiếu chủ. Thôi giảo giảo trả lời, bọn họ còn mang đến 400 vạn lượng bạc trắng dạ dung huyên nghĩ nghĩ, quay đầu phân phó nguyên bảo, ngươi đi nói cho hoàng hậu, liền nói phong gia thiếu chủ ngàn dặm xa xôi tới một chuyến đế kinh khó được, trẫm hẳn là tự mình mở tiệc chiêu đại hắn, đúng vậy, nguyên bảo đồng ý, không người rời khỏi sùng minh điện, nhanh hơn bước chân đến phượng nghi cung, nguyên bảo đem sự tình ngọn nguồn từ đầu chí cuối bẩm báo cấp yến xuân. Nô tài tuy rằng không có nghe rõ thôi cô nương cùng hoàng thượng nói gì đó, nhưng hoàng thượng nghe xong lúc sau rất là kích động, trên mặt có áp lực không được vui sướng chi sắc, Yến Xuân uống lên khẩu mơ chua nước, trên mặt hoàn toàn không có ngoài ý muốn, hoàng thượng sắc thật nên cao hứng, nếu thôi dảo dảo nói cho dạ dung huyên hắn thực mau là có thể cầm quyền, mà nàng cái này hoàng hậu ba năm trong vòng liền sẽ một thi hai mệnh mà chết, dạ dung huyên có cái gì lý do không cao hứng đâu, Yến Xuân khóe miệng khẽ nhất, đối thôi dảo dảo lai lịch bỗng nhiên có chút hứng thú, rốt cuộc cái dạng gì học nghệ không tin, thế nhưng có thể là một cái tự xưng biết trước, nữ tử chỉ tính tới rồi nàng kia tràn ở cảnh trong mơ phát sinh sự tình, mà xem nhẹ này một đời sự tình đi hướng, ngươi đi về trước đi. Yến Xuân mở miệng, đứng dậy đi hướng đông ngoãn cát, nói cho dạ dung huyên, liền nói hắn thân thể không tốt, còn cần tỉnh dưỡng mấy ngày. Mở tiệc chiêu đãi phong gia chủ một chuyện bổn cung sẽ hảo hảo xử lý, không cần hắn lo lắng, đúng vậy, chương 137 anh hùng ý kiến giống nhau, tiến vào mảng cát, Yến Xuân tại án tiền ngồi xuống, thuận miệng hỏi câu, thôi kiều kiều là sinh ra liền am hiểu biết trước trước kia chưa từng nghe nói qua dung ẩn ngồi quỳ một bên bắt đầu nghiêng mặt từ phượng vương cùng trần giáng sừng sững đi trước tương châu bắt đầu thuộc hạ liền phái người nhìn thẳng phượng gia trải qua một tháng quan sát thôi kiều kiều trên người xác thật đã xảy ra một chút sự tình yến xuân nghiêng đầu đã xảy ra một chút sự tình nàng nửa năm trước bệnh nặng quá một hồi tỉnh lại lúc sau nói chuyện liền có chút thần thần thao thao thôi phu nhân thỉnh đạo sĩ cho nàng tương mệnh khi đạo sĩ tính ra thôi kiều kiều là cái phượng hoàng mệnh cách, phượng hoàng mệnh cách, yến xuân nhướng mày, nhịn không được cười nhạo, nghe tới rất thú vị, xem ra kia đạo sĩ cũng là cái gà mờ thần côn, phượng vương đến Cơn châu lúc sau, thôi kiều kiều chủ động tìm tới hắn. Hai người mật đàm quá một lần, nói chuyện nội dung phần lớn là về hoàng thượng cùng hoàng hậu, dung ẩn rủ mi nói, hoành bá một phương thế gia đối nữ tử ước thúc sẽ không quá mức khắc nghiệt. Bởi vậy thôi giảo giảo cùng Phượng Vương hơi hiện chặt chẽ lui tới, cũng không có khiến cho quá nhiều người chú ý, Yến Xuân ánh mắt hơi thâm, cho nên thôi dảo dảo lần này theo tới đế đô, chân chính mục đích cũng không phải giả dung huyên, dung ẩn gật đầu, nàng cùng Phượng Vương đạt thành hiệp nghị, trước lấy biết trước khả năng lấy được hoàng thượng tín nhiệm, làm hoàng đế chủ động dựa hướng Phượng Vương, tín nhiệm Phượng Vương, thúc đẩy hoàng đế cùng Phượng Vương liên thủ, làm giả dung huyên cho rằng hắn đế vị đã ngồi đến an ổn, đến lúc đó bọn họ sẽ liên thủ diệt trừ hoàng hậu. Hoàng hậu chuyên quyền ương ngạnh, tùy ý làm bậy, độc tài triều chính quyền to, tùy ý xử trí thần tử, họa loạn triều cương. Sở hữu tội danh nhất nhất khấu thượng, trung với Phượng Vương Đại Thần cùng những cái đó tường đầu thảo nhất định sẽ mượn cơ hội này triều hoàng thượng dựa sát, không từ thủ đoạn giẫm hoàng hậu một chân. Hoàng hậu bị diệt trừ còn không được, bọn họ sẽ đem nam gia cùng nhau diệt trừ, đại hết thảy hướng tới kế hoạch phát triển, Phượng Vương âm mưu thực hiện được. Kế tiếp chính là chế tạo cơ hội làm hoàng đế chết bất đắc kỳ tử dạ dung huyên không có con nối giỏi, không có mẫu tộc thế lực, thậm chí liền hậu cung chỉ có vài vị phi tần cùng hắn đều không có cái gì cảm tình đáng nói. Hắn vừa chết, thân là thái hậu con vợ cả phượng vương liền nhưng thuận lợi trở thành đế vị người thừa kế, mà dạ dung huyên cái này phù dung sớm nở tối tàn hoàng đế, sau khi chết chỉ sợ liền cái giống dạng tán nghi đều sẽ không có, bổn cung ba năm trong vòng khó sinh mà chết. Tin tức này sẽ làm dạ dung huyên sinh ra vô hạn hy vọng, chỉ cần hắn tin thôi dảo dảo liền sẽ gấp không chờ nổi lợi dụng này ba năm thời gian ngồi ổn ngôi vị hoàng đế, ở thôi dảo giảo xuôi khiến dưới, cùng Phượng Vương hợp tác là tốt nhất lựa chọn. kiến Xuân nói, nhẹ nhàng đóng hạ mắt, trong lòng nổi lên mãnh liệt hận ý, chỉ cần dạ dung huyên rất tin thôi giảo giảo lời nói, nhận định chính mình là cái chân long thiên tử, kế hoạch liền thành công một đi nhanh, dung ẩn ngừ một tiếng. Kế hoạch có thể thành công hơn phân nữa, chỉ là chính hắn cho rằng, a à, Kiến Xuân cười nhạo một tiếng, thanh âm hờ hững vô tình, dạ dung huyên luôn là xuẩn đến xem nhẹ chính mình hai bàn tay trắng thân phận liền tính hắn cùng phượng vương hai người có chẳng phân biệt sàn sàn như nhau ngu xuẩn dạ dung huyên cũng vĩnh viễn, viễn đừng hy vọng bằng bản thân chi lực chiếm được phượng vương tiện nghi phượng vương có thái hậu như vậy cường đại mẫu tộc cùng với chính thống con vợ cả thân phận dạ dung huyên sẽ là đối thủ của hắn chỉ sợ đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết yến xuân than nhẹ một hơi cái này kế hoạch nghe rất kín đáo chỉ là thực hiện hy vọng có bao nhiêu đại còn muốn rửa mắt mong chờ mới được, có chủ tử ở, bọn họ liền một thành cơ hội đều không có. Dung ẩn mặt mày buông xuống, ngữ điệu kiên nếu bàn thạch, chủ tử không cần để ý tới bọn họ này ra vụn về kế hoạch, Yến Xuân trầm mặt một lát, chỉ là bọn hắn phí nhiều như vậy tâm tư, chúng ta nếu không tiếp chiêu, tự hồ có chút băng khoăn, Dung ẩn nói, có thể tương kế tự kế, anh hùng ý kiến giống nhau. Yến Xuân nhướng mày cười, thượng vội vàng tìm chết người, Bổng cung tự nhiên muốn thành toàn hắn, Dung ẩn biểu tình hơi giật mình, cơ hồ muốn một miệng thốt ra chính mình không phải anh hùng, nhưng mà lời nói đến bên miệng, lại không biết vì sao lặng lẽ nuốt trở vào. Anh hùng ý kiến giống nhau, những lời này đổi một loại cách nói, có phải hay không chính là tâm hữu linh tê. Chương 138 Thỉnh hoàng hậu tam tư. Mấy ngày kế tiếp, Yến Xuân sai người mở tiệc chiêu đãi Phượng Thanh Hà cùng Thôi Nguyên Thao, an bài binh bộ trù bị Lương Thảo quân lương tự mình nghe Trần Giáng sừng sững vào hộ bộ lúc sau chức vụ hội báo, sở hữu sự tình một tay đại lao, chỉ đem nhiếp chính hoàng hậu quyền lực phát huy tới rồi cực hạn, đến nỗi phượng vương lại nhiều lần nhắc nhở nàng hẳn là làm hoàng thượng thượng triều, Yến Xuân hoàn toàn bỏ mặt. Hoặc là mỗi lần lấy hoàng thượng long thể thiếu an vì lấy cớ kéo dài, tựa như hoàn toàn không biết phượng vương ở đánh cái gì chủ ý dường như, thẳng đến hộ bộ cùng binh bộ chuẩn bị tốt lương thảo quân lương công việc, vận chuyển lương thảo cùng quân lương quan xe chuẩn bị thỏa đáng, chuẩn bị rời đi đế đô ngày đó yến xuân lâm triều thượng sai người đi đem nhiếp chính vương thỉnh lại đây bổn cung tính toán làm nhiếp chính vương tự mình hộ tống lương thảo đi biên quan yến xuân ngữ khí nhàn nhạt chư vị ái khanh cảm thấy quyết định này thỏa đáng sao chúng thần kinh nghi nhiếp chính vương tự mình hộ tống lương thảo này lại bộ thượng thư do dự vạn phần nhiếp chính vương hẳn là sẽ không đáp ứng đi đường đường nhiếp chính vương trở thành chạy chân hắn sẽ nguyện ý phượng vương mặt mày hơi thâm trong lòng chắc chắn Yến Xuân là lo lắng lương thảo ở trên đường phát sinh ngoài ý muốn, ảnh hưởng đến biên quan nam gia quân quân tâm ổn định, cho nên mới nghĩ đến từ nhiếp chính vương hộ tống. Nhưng nhiếp chính vương sẽ đáp ứng sao? Hắn nếu thật có thể đáp ứng, đối chính mình tới nói ngược lại là chuyện tốt. Phượng vương suy nghĩ một lát, trầm mặt mà đi ra đội ngũ, không người nói, thần cho rằng quyết định này vạn phần thỏa đáng. Nhiếp chính vương võ công sâu không lường được, thuộc hạ càng là cao thủ nhiều như mây. Tùy tiện an bài một ít người, đều có thể hộ đến lương thảo quân lương vạn vô nhất thất. Yến Xuân nhìn hắn một cái, khóe miệng hơi kiều, lại không nói chuyện, Phượng Vương nói được có lý. Lại bộ thượng thư thấy nghe Phượng Vương tán thành, lập tức sửa miệng thay đổi cái cách nói, đi trước biên quan đường xá xa xôi, nếu sai khiến không đáng tin cậy quan viên, quân lương tầng tầng hạ phát không biết phải bị cắt xén nhiều ít, có nhiếp chính vương ở, không ai dám đánh quân lương chủ ý, nam thừa tướng tao nhã mở miệng, hoàng hậu bệ hạ suy xét chu đáo kính đáo, là thiệt tình vì biên quan tướng sĩ, lão thần trong lòng cảm giác sâu sắc vui mừng, hoàng hậu bệ hạ tuy là nữ tử, lại có được xa so nam nhân càng rộng lớn trí tuệ khí độ, săn sóc biên quan tướng sĩ, yêu quý tây sở con dân, là ta tây sở khai quốc tới nay nhất hiền huệ thánh minh hoàng hậu, trần giáng sừng sững đi ra, quỳ xuống hô to, hoàng hậu bệ hạ thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Thình lình xảy ra vừa ra, làm đại điện thượng nháy mắt an tĩnh lại. Văn võ bá quan không hẹn mà cùng mà quay đầu, ánh mắt vi diệu mà nhìn quỳ trên mặt đất trần gián sừng sững, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì hảo, thẳng đến ngoài điện vang lên một tiếng, nhiếp chính vương giá lâm. Mới đánh vỡ này trận cổ quái không khí, trần thượng thư xin đứng lên. kiến Xuân cười mở miệng, đa tạ hoàng hậu bệ hạ. Trần Giáng sừng sững cảm tạ lễ, mới trở lại chính mình đội ngũ trung đứng bên tai không biết là ai nói thầm một câu, vua nịnh nọt, hắn từ từ quay đầu liếc mắt một cái, nhìn đối phương thần sắc xấu hổ, hắn lại bình tĩnh mà thu hồi tầm mắt, chỉ đương không nghe thấy, không bao lâu, một bộ hắc y huyền bào nhiếp chính vương đi vào đại điện, hơi hơi không mình hành lễ, hoàng hậu bệ hạ, biên quan lương thảo khan hiếm, các tướng sĩ quân lương cũng kéo dài hai tháng chưa phát, này phê lương thảo cùng quân lương đối biên quan tướng sĩ tới nói quan trọng nhất. Cho nên bổn cung tưởng thỉnh nhiếp chính vương vất vả một chuyến, tự mình chọn lựa một ít cao thủ, cần phải bình yên thuận lợi mà hộ tống quân lương đi trước biên quan. Yến Xuân nhàn nhạt mở miệng, tốc độ tận khả năng mau chút, tuy rằng sẽ có chút vất vả, nhưng cũng là không có biện pháp sự, hy vọng nhiếp chính vương nhiều hơn thông cảm. Nhiếp chính vương nghe vậy, mà ngay cả chút nào do dự đều không có, chậm rãi gật đầu, thần tất đương hoàn thành nhiệm vụ, thỉnh hoàng hậu bệ hạ yên tâm, các đại thần hơi kinh ngạc, không hẹn mà cùng mà nhìn nhiếp chính vương bọn họ không dự đoán được nhiếp chính vương không hỏi một tiếng một câu thế nhưng như thế dứt khoát lưu loát mà nhận lời xuống dưới như là ở tiếp thu một cái lại tầm thường bất quá nhiệm vụ bất quá không ai sẽ xuẩn đến ở ngay lúc này nói không thích hợp nhiếp chính hoàng hậu cùng nhiếp chính vương đều cảm thấy không thành vấn đề những người khác dám nói cái gì còn có chuyện yến xuân nhìn quanh bốn phía không chút để ý mà mở miệng bổn cung kế hoạch tổ kiến một chi đặc thù quân đội tạm thời thiếu cái tướng lãnh cho nên tính toán ở cuối tháng 7 tổ chức một lần võ trạng nguyên thi đấu, tuổi yêu cầu 20 dưới, nhiếp chính vương cảm thấy thích hợp sao, lời vừa nói ra, mãn điện văn võ tức khắc cồ lên, võ trạng nguyên thi đấu, các đại thần hai mặt nhìn nhau, hoàng hậu này lại là ở đánh cái gì chủ ý, hoàng hậu bệ hạ. Phượng vương trong lòng giật mình, theo bản năng mà mở miệng, hoàng thượng hiện giờ long thể ôm bệnh nhẹ, tổ kiến quân đội như vậy đại sự, hay không hẳn là chờ hoàng thượng long thể hoàn toàn khang càng lúc sau lại làm quyết định, huống chi luyện võ tuyệt phi học cấp tốt việc, yêu cầu nhiều năm khổ luyện, đem tuổi khống chế ở 20 tuổi dưới không thích hợp đi, võ vương hơi hơi ngước mắt, ánh mắt dừng ở yến xuân kia trương thanh lãnh tinh xảo trên mặt, đáy mắt xẹt qua một mặt ám sắc, tổ kiến quân đội, nàng thật đúng là trắng trợn táo bạo, không chút nào kiên kỵ, thời thời khắc khắc nghĩ bồi dưỡng chính mình thế lực. Là thật sự tính toán làm buôn rèm chấp chính hoàng hậu không hề còn chính với dạ dung huyên cái kia tiện loại luyện võ không phải một sớm một chiều có thể thành huống hồ mười mấy tuổi thiếu niên phần lớn hấp tấp bột chột mang binh đánh giặc yêu cầu chính là tính tình trầm ổn người còn thỉnh hoàng hậu bệ hạ tam tư tổ kiến một chi tân quân đội trừ bỏ yêu cầu chiêu binh mãi mã càng cần nửa hao phí tài lực quốc khố trước mắt căn bản không có như vậy nhiều tiền thỉnh hoàng hậu bệ hạ tam tư thỉnh hoàng hậu tam tư cả triều văn võ cơ hồ cùng kêu lên phản đối chỉ có dạ hoàng đứng ở đại điện trung giống như hạt trong bầy gà chậm rãi gật đầu thích hợp